Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 71. Trên đường trở về, Nam gọi điện thoại tới, hỏi mẫu thân phải chăng đã đến Đông Châu, hắn đối với mẫu thân vẫn là quải niệm. Hứa Gia An cùng nhi tử tán gẫu qua về sau, lập tức minh bạch là nhi tử tiết lộ hành trình của mình. Hứa Gia An lần này trở về chính là nghĩ yên lặng một chút, một đoạn thời gian trước, gia đình của nàng phát sinh trước nay chưa từng có biến cố, Hứa Gia An nội tâm nhận lấy đả kích thật lớn, nàng bắt đầu nghĩ lại mình quá khứ sở tác gây nên, thậm chí nghĩ lại một cặp nữ giáo dục. Cho tới nay nàng đều cho là mình ở phương diện này là thành công, nhi nữ đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp, đều có một phần để cho người ta hâm mộ công việc, nhưng tại hiện thực trước mặt nàng cái gọi là kiêu ngạo bị phá tan thành từng mảnh, Hứa Gia An cũng thấy rõ ràng một chút sự tình, nếu như cháu ngoại của mình Hứa Thuần Lương không có qua đến giúp đỡ, bọn hắn Lương gia thể diện sẽ bị người triệt để giải khai vứt trên mặt đất, còn muốn ép đạp phỉ nhổ. Hứa Gia An chi cho nên lúc ban đầu làm ra như thế quá kích cử động là bởi vì nàng nhìn ra trượng phu không đáng tin, nhi tử không đáng tin, muốn vì nữ nhi đòi lại công đạo chỉ có theo dựa vào chính mình. Hứa Gia An ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhớ lại trận này biến cố trải qua, nhẹ giọng thở dài nói, Thuần Lương, đại cô sự tình trong nhà đa tạ ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, đại cô, đều nói sự tình trong nhà, còn cần dùng đến khách khí như thế sao? Cụ thể xảy ra chuyện gì ra ra cũng không biết rõ tình hình. Hứa Gia An gật đầu nói, ta biết phải nói như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, biểu tỷ còn tốt chứ? Hứa Gia An nói, đã về đi làm, quên một số việc dù sao vẫn cần một cái quá trình, đối với nàng mà nói là như thế này, với ta mà nói cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đại cô, lần này tới liền nhiều ở ít ngày, ta ngày mai muốn đi Nam Giang huấn luyện, ngài đã tới vừa dễ dàng bồi bồi ra ra. Hứa Gia An nói, huấn luyện. Hứa Thuần Lương đem mình bây giờ công việc tình trạng hướng đại cô làm một cái nói rõ đơn giản, Hứa Gia An âm thầm hổ thẹn, mình đối đứa cháu này quan tâm đến thật sự là quá ít, đi qua nàng đối cái này duy nhất chất nhi ôm thành kiến, cho rằng Hứa Thuần Lương học tập không giỏi, bất tranh khí, ở trong đó cũng có nguyên nhân là lão gia tử đối Hứa Thuần Lương thiên vị mà sinh ra trong lòng sai lầm. Nhưng bây giờ nhìn, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ là mấy tiểu bối bên trong có tiền đồ nhất một cái. Hứa Gia An nói, ta nghe nói cha ngươi hồi trước hắn còn tại Đông Châu sao? Hứa Thuần Lương nói, hắn người kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có trời mới biết hắn ở nơi nào. Hứa Gia An cười nói, khoan hãy nói, ngươi cùng hắn lúc còn trẻ có chút giống đâu. Hứa Thuần Lương nói, đại cô, không mang theo như thế hàn sầm nhân. Cô cháu hai người đều nở nụ cười. Nhìn thấy nữ nhi trở về, Hứa Trường Thiện trong lòng vừa cao hứng lại là khổ sở. Cao hứng là cha con đoàn tụ, khổ sở chính là nữ nhi rõ ràng già nua, gần nhất nghe nói nàng cùng trượng phu đang nháo ly hôn, trong nhà phát sinh không ít sự tình. Hứa Trường Thiện vẫn cho là đại nữ nhi ích kỷ một chút, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng hy vọng nữ nhi gia đình hạnh phúc. Hứa Gia An nhìn thấy phụ thân, trong khoảng thời gian này tất cả ủy khuất đều xông lên đầu, kêu một tiếng cha, liền nhào tới ôm chặt lấy hắn, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Hứa Trường Thiện trong lòng khẽ giật mình. Sau đó ôm lấy nữ nhi, ôn nhu nói, Gia An, trở về liền tốt. Hứa Thuần Lương nhìn thấy đại cô dáng vẻ, biết trên đường lời nhắn nhủ cơ bản bằng không dùng, kỳ thật cũng có thể hiểu được, dù sao nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình quá nhiều, nhận bị ủy khuất cũng quá nhiều. Hứa Thuần Lương về trước gian phòng của mình, cho bọn hắn hai cha con một cái đơn độc không gian. Ngày mai sẽ phải tiến về Đông Giang huấn luyện, Hứa Thuần Lương dự định lái xe đi, có nhiều thứ vẫn là phải thu thập một chút. Thu thập hành lý thời điểm, Phan Tuấn Phong gọi điện thoại tới, nghĩ hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm, bổ nhiệm đã chính thức xuống tới, Phan Tuấn Phong tâm bên trong phi thường rõ ràng, lần này nếu như không có Hứa Thuần Lương, Trung y viện phó viện dài vị trí vô luận như thế nào đều rơi không đến trên người mình, cho nên hắn nghĩ cảm tạ một chút, phạm vi nhỏ tự mình họp gặp. Hứa Thuần Lương đem mình ngày mai muốn đi Nam Giang sự tình nói, mà lại trong nhà tới thân thích, hôm nay khẳng định là muốn một gia đình liên hoan. Phan Tuấn Phong nghe nói về sau liền đem tụ hội đẩy về sau, chờ Hứa Thuần Lương từ Nam Giang trở về sau lại nói. Hứa Thuần Lương cho Phan Tuấn Phong sớm đánh dự phòng châm, để hắn làm tốt đối diện khó khăn chuẩn bị. Phan Tuấn Phong quá khứ là làm phó viện trưởng, hắn mặt trên còn có chức vị chính Trương Vân Thanh. Căn cứ Hứa Thuần Lương cùng Trương Vân Thanh liên hệ kinh nghiệm đến xem, người này có chút xáo lộ, mà lại sĩ diện, trả thù tâm nặng. Phan Tuấn Phong cùng Hứa Thuần Lương đều là bệnh truyền nhiễm viện xuất thân.
giao tình của hai người cũng không phải thật sao bí mật, không bài trừ Trương Vân Thanh cho Phan Tuấn Phong chế tạo chướng ngại khả năng. Phan Tuấn Phong nói, đa tạ lão đệ nhắc nhở, ta làm tốt nghênh đón khó khăn chuẩn bị. Hứa Thuần Lương cười nói, Trương Vân Thanh cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay kim cương la hán, Trung Y Viện trước đây ngụy liệt dược phẩm sự tình mặc dù không có dung chuyển vị trí của hắn, nhưng là cũng đã chứng minh hắn đang quản lý bên trên tồn tại rất lớn vấn đề, cùng chúng ta dân chính bệnh viện hợp tác vỡ tan càng chứng minh người này làm việc mù quáng tự tin, liền con vịt đã đun sôi đều có thể bay người, bản lĩnh chỉ thường thôi. Phan Tuấn Phong nói, ta tuyệt sẽ không để lão đệ thất vọng. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả, Phan Tuấn Phong cũng không giống như là đang cùng lão đệ nói chuyện, càng giống là đối lãnh đạo tỏ thái độ. Phan Tuấn Phong mình cũng không tiện cười. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, người biết ta đối với ngài hy vọng là cái gì? Ta hy vọng người có thể thay thế Trương Vân Thanh. Phan Tuấn Phong mình cũng hy vọng a, nhưng hắn vừa đi Trung Y Viện, hiện tại liền muốn thay thế Trương Vân Thanh vị trí không khỏi nóng vội. Hứa Thuần Lương lúc xuống lầu, nhìn thấy Gia Gia cùng đại cô đã tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Hứa Thuần Lương nói, trong nhà ăn a. Hứa Trường Thiện nói, không phải đâu, cả ngày ở bên ngoài ăn người dính không ngán. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn chuẩn bị mời đại cô đi ven hồ mùa xuân ăn cơm đâu. Hứa Gia An nói, không đi, ta mang một chút biển bản địa đặc sắc kho đồ ăn tới, thừa dịp mới mẻ tranh thủ thời gian ăn, thả trong tủ lạnh liền ăn không ngon. Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương đem Trịnh Bồi An cho kêu đến, mặc dù Trịnh Bồi An đến bây giờ còn không có chính thức từng vì hắn hai nữ tế, nhưng Hứa Trường Thiện trong lòng sớm đã cái này đệ tử duy nhất trở thành thân nhân. Trịnh Bồi An tới thời điểm rõ ràng có chút mặt ủ mày trao, hắn cũng mang theo đồ ăn tới, vốn muốn đi phòng bếp giúp đỡ, bị Hứa Trường Thiện chạy ra, người cha con hai phối hợp nấu cơm vui vẻ hòa thuận, không muốn hắn phá hư khí phân. Trịnh Bồi An một người đi trong viện hút thuốc. Khói vừa ngậm lên miệng, bên cạnh một cái tay đưa qua đến, giúp hắn đốt lên, Trịnh Bồi An không cần nhìn liền biết là Hứa Thuần Lương, cảm khái nói, đến cùng là chủ nhiệm phòng làm việc, thật có ánh mắt. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, ta hảo tâm giúp ngươi đốt thuốc, ngươi làm sao còn mắng ta? Trịnh Bồi An nói, không phải mắng ngươi, là khen ngươi, xã hội bây giờ liền phải cần khéo léo, không phải dễ dàng ăn thiệt thòi. Hứa Thuần Lương phát hiện Trịnh Bồi An cảm xúc có chút không đúng. Tình huống như thế nào? Ta tiểu cô không để ý tới ngươi rồi. Trịnh Bồi An nói, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không mong chờ ta điểm tốt, ta sống hơn nửa đời người, sự nghiệp đã đến đầu, tình cảm ngươi còn hy vọng ta thất bại thảm hại. Hứa Thuần Lương nói, sự nghiệp không phải vừa mới bắt đầu, làm sao sẽ chấm dứt? Trịnh Bồi An thở dài một hơi nói, bệnh viện tại trên đại hội điểm của ta tên, nói ta chân đạp hai con thuyền, ta mẹ nó liền không rõ, ta là làm nhiều một chút hành nghề. Ta đi Trường Thiện bệnh viện công việc cũng là tại đừng hơi thở thời gian, ta một không có đến trễ bỏ bê công việc, hai không có tiêu cực biếng nhác, bọn hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta. Hứa Thuần Lương nói, người A, hai đầu đều nghĩ cố lấy, kết quả hai đầu không lấy lòng. Trịnh Bồi An mở to hai mắt nhìn, ý gì? Hứa Thuần Lương nói, ta nói người cũng đừng không thích nghe, phương diện này người đến cùng Đường tỷ học tập một chút, người ta có nhiều quyết đoán, trong lòng khó chịu lập tức vỗ mông rời đi. Trịnh Bồi An nói, ta còn có hơn 10 năm liền về hưu, ta hiện tại đem công việc từ khá là đáng tiếc. Hứa Thuần Lương cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn, đi qua ta không hiểu ngươi đối ta tiểu cô tốt như vậy, vì sao từ đầu đến cuối cảm giác không động được nàng, ta hiện tại xem như minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi minh bạch cái rắm? Trịnh Bồi An có chút cấp nhãn. Hứa Thuần Lương cười rời đi, Trịnh Bồi An đuổi theo, chớ đi a, tiểu tử ngươi nhưng nghẹn chết ta rồi. Phổ Kiến đoạn thời gian gần nhất đều tại Đông Châu, nghe nói Hứa Thuần Lương muốn đi Nam Giang, hắn cũng muốn cùng theo đi qua, Hứa Thuần Lương tự nhiên đồng ý, Đông Châu đến Nam Giang hơn 300 cây số, có người làm bạn cũng không tệ. Nhất là Phổ Kiến, hắn cái miệng đó liền không mang theo nhàn rỗi. Phổ Kiến gần nhất bồi tiếp Hoàng Vọng Lân khảo sát Đông Châu không ít di tích cổ, bởi vì cơ duyên xảo hợp, cũng nhìn được Tiết An Ninh cùng phụ thân của nàng, có nam tiết danh xưng Tiết Nhân Trung. Hứa Thuần Lương từ lần trước cùng Tiết Nhân Trung gặp mặt về sau, đến bây giờ cùng hắn đều không có liên hệ, Hứa Thuần Lương đưa ra giúp hắn chữa bệnh điều kiện, Tiết Nhân Trung cũng không có làm trận đáp ứng, đến bây giờ vẫn không có cho Hứa Thuần Lương xác thực hồi phục. Đoạn thời gian gần nhất, Hứa Thuần Lương bởi vì chuyện trong cục bận rộn, cũng không có đi chú ý Tiết Nhân Trung tình trạng, chỉ là thỉnh thoảng nghe Gia Gia nhắc lên bệnh tình của hắn tiến triển, tóm lại Tiết Nhân Trung không hề rời đi Đông Châu,
cái này cũng mang ý nghĩa Tiết Nhân Trung nhận định Hứa Thuần Lương có thể chữa khỏi bệnh của hắn, vẫn ở vào cân nhắc bên trong. Hứa Thuần Lương không vội, dù sao quyền chủ động nắm ở trong tay của hắn. Phổ Kiến đề nghị giữa trưa hạ lội cao tốc, đi ăn cá con bánh bao hấp, hắn nhất thèm chiếc kia. Hứa Thuần Lương dù sao cũng không vội mà đi đường, vội vàng tiệm cơm đi tới Phổ Kiến nói tới ven hồ lão điếm, đến lúc đó, nhìn thấy bên hồ nông quán cơm cổng đã đậu đầy xe. Hai người thật vất vả mới phát hiện một chỗ đỗ, đang chuẩn bị đi đến mở thời điểm, một cỗ đừng khắc xe thương vụ vượt lên trước tiến vào cái chỗ đậu. Phổ Kiến gấp, trong miệng mắng lấy thô tục, đẩy ra cửa xe, muốn đi lý luận. Chiếc kia thương vụ trên xe đi xuống mấy người, Hứa Thuần Lương xem xét bên trong có người hắn nhận biết, lại là Cổ Tuyền trấn người đứng đầu Tương Kỳ Dũng. Tương Kỳ Dũng chính vui tươi hớn hở cùng mấy người bên cạnh nói chuyện. Phổ Kiến xông đi lên, ta nói có các ngươi dạng này sao? Chúng ta tới trước, các ngươi đem xe vị cho đoạt. Lái xe từ thương vụ trên xe đi xuống, là cái đen nhánh khôi ngô đại cá nhi, dữ dằn nhìn qua Phổ Kiến, ta trước nhìn thấy. Hứa Thuần Lương quay cửa sổ xe xuống, Tương thư ký, là ngươi a? Tương Kỳ Dũng cái này mới nhận ra trong xe là Hứa Thuần Lương, nét mặt của hắn cũng có chút xấu hổ, nở nụ cười, a, thật là khéo, người một nhà a, tiểu tôn, ngươi làm sao lái xe, tiểu Hứa, không có ý tứ a, ta để hắn chuyển xe. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, chúng ta ngừng xa một chút đi. Hắn đem Phổ Kiến kêu lên tới. Phổ Kiến sau khi lên xe mắng liệt liệt nói, đặc biệt mẹ nó, nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi ta không phải rút nha không thể. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi đừng cho ta mặt mũi, nhanh đi rút nha, bất quá ta sự tình tuyên bố trước, quay đầu bọn hắn làm một trận ngươi ta cũng mặc kệ, dù sao hai bên ta đều biết. Phổ Kiến chừng lớn một đôi mắt nhìn qua Hứa Thuần Lương, tốt ngươi cái Hứa Thuần Lương, quá không có suy nghĩ đi, hai ta quan hệ gì, bọn hắn có thể cùng chúng ta so. Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy đám người bọn họ vây đánh ta. Hứa Thuần Lương đậu xe xong, nói cho Phổ Kiến thân phận của đối phương, Phổ Kiến nói, chờ một chút, ta đi đem xe bài vỗ xuống đến, báo cáo nha xe buýt tư dụng. Hứa Thuần Lương cười nói, nhìn lầm, xe kia là tư hộ. Hai người tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, vừa vặn bên cạnh bàn lớn là Tương Kỳ Dũng bọn hắn, chính hầu như không phải oan gia không gặp gỡ, đương nhiên oan gia là Phổ Kiến cùng đối phương, Hứa Thuần Lương không có để ở trong lòng. Có lẽ là cảm thấy đối lý. Tương Kỳ Dũng chủ động chào hỏi Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, cùng một chỗ ăn đi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, cười nói, không được, chúng ta tùy tiện ăn một chút liền đi đường. Phổ Kiến muốn hai chai bia, Hứa Thuần Lương không uống hắn đến uống chút, lần này tới cảm giác món ăn chất lượng rõ ràng so với lần trước có chênh lệch, đoán chừng cũng là tâm tình chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương mặc dù đã gặp, nhưng là hai người không tính là quen thuộc. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Tương Kỳ Dũng mời Hứa Thuần Lương ngồi cùng bàn khách khí một chút, sau đó liền lại không gặp nhau. Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương đều là khoa cấp, tại tư lịch bên trên Tương Kỳ Dũng so Hứa Thuần Lương còn muốn sâu một chút, cho nên Tương Kỳ Dũng cho rằng muốn mời rượu cũng hẳn là Hứa Thuần Lương tới cho mình mời rượu, cho nên hắn đối Hứa Thuần Lương xưng hô là tiểu Hứa, đây là nội tâm của hắn khắc họa. Không chỉ đại biểu đối phương so với mình tuổi trẻ, cũng mang ý nghĩa đối phương ở trước mặt mình chỉ là một cái hàng tiểu bối. Hứa Thuần Lương nhìn qua chúng tinh phùng nguyệt Tương Kỳ Dũng, cũng không có đặc địa đi nghe chuyện của hắn, bất quá lấy Hứa Thuần Lương nhĩ lực không cần cố gắng liền nghe đến rõ ràng. Đám người kia hẳn là đi Nam Giang khảo sát du lịch nông nghiệp phát triển, hơi chút suy nghĩ nên cùng Đông Châu gần nhất muốn đem cấp quốc gia nghỉ phép khu phát triển trọng tâm chuyển di có quan hệ. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến kết thúc tương đối sớm, bọn hắn nếm qua về sau, đứng dậy rời đi, Hứa Thuần Lương hướng Tương Kỳ Dũng phất phất tay, xem như lên tiếng chào, Tương Kỳ Dũng mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không có đứng dậy tiễn đưa, hai người không tự chủ được tại lẫn nhau ở giữa quẹt cho một phát giới hạn, mọi người không quen, cũng không có ý định xâm nhập kết giao. Phổ Kiến sau khi lên xe còn muốn lấy sự tình vừa rồi, lẩm bẩm, một cái hương trấn cán bộ có cái gì tốt như bức. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ người ta xã này trấn cán bộ, hắn là đến mạ vàng, qua hai năm khẳng định lên như diều gặp gió. Phổ Kiến nói, hắn có bối cảnh gì? Hứa Thuần Lương lắc đầu biểu thị mình không biết, chủ yếu là đối Phổ Kiến cái miệng đó không yên lòng, nếu như nói cho hắn, đoán chừng ngày mai nửa cái Đông Châu đều phải biết. Phổ Kiến điện thoại di động vang lên, Nam Giang bằng hữu ban đêm an bài cho hắn tiếp phong yến, Phổ Kiến trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến. Hứa Thuần Lương không có ý định cùng hắn đi qua,
chủ yếu là ban đêm chuẩn bị đi tìm Tô Tinh. Hắn lần này là do nhà nước cử đi công tác cùng Phổ Kiến cũng không ở tại cùng một nơi. Phổ Kiến tại Nam Giang Viện Bảo tàng phụ cận xuống xe, hắn cùng bằng hữu đã hẹn tại chỗ kia gặp mặt. Hứa Thuần Lương đi trước báo đến, bởi vì là huấn luyện, cho nên không có ở khách sạn, vẫn là tại tỉnh Trường Đảng. Hiện tại Bình Hải tỉnh tập bên trong học tập huấn luyện lớn đều ở nơi này, Hứa Thuần Lương trước đây tới qua, cho nên cũng coi là xe nhẹ đường quen. Bên này vừa mới làm tốt vào ở, Tô Tình liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn đã tới chưa. Hứa Thuần Lương đem địa chỉ nói cho Tô Tình để hắn chờ đợi, đợi lát nữa liền đi qua đón hắn. Hứa Thuần Lương biểu thị mình cũng có thể đi tìm nàng, dù sao cũng là lái xe tới, Tô Tình đề nghị hắn đừng nhúc nhích xe, dù sao nàng cũng có xe. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Tô Tình rất nhanh liền có thể tới, thật không nghĩ đến Tô Tình chờ một lúc lại phát cái tin cho hắn, nói cho hắn biết đến 5 giờ mới có thể tới, trong đài có đại nhân vật tới tham quan, nàng nhất định phải ở đây giới thiệu. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, còn phải có 1 giờ, cầm lấy huấn luyện nhật trình nhìn một chút, phát hiện học tập nhật trình tương đối nhẹ nhõm, đều là buổi sáng có khóa buổi chiều nghỉ ngơi, cuối cùng còn an bài một ngày xã hội thực dẫm đạp, tạm thời cho là du lịch. Tiểu cô Hứa Gia Văn gọi điện thoại tới, nàng là từ lão gia tử nơi đó biết Hứa Thuần Lương đến Nam Giang huấn luyện, Hứa Thuần Lương nguyên bản không chuẩn bị quấy rầy tiểu cô, nhưng lão nhân gia lại không cho là như vậy, luôn cảm thấy cháu trai đi Nam Sông, làm cô Hứa Gia Văn nên chiếu ứng một chút. Hứa Thuần Lương nói cho tiểu cô lần này huấn luyện thời gian ngắn nhiệm vụ nặng, liền không nhìn tới nàng, Hứa Gia Văn biết người trẻ tuổi đều thích tự do, cũng không có miễn cưỡng hắn. Điện thoại còn không có phủ lên. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng là nhân viên phục vụ, mở cửa về sau, nhìn thấy một cái nam tử xa lạ. Nam tử kia hơn 30 năm tuổi, tướng mạo hiền lành, chủ động tự giới thiệu mình, Hứa chủ nhiệm đi, ngài tốt, ta là Hán huyện dân chính cục Tương Toàn Tùng. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, bên này cùng tiểu cô tạm biệt. Tương Toàn Tùng cùng Hứa Thuần Lương một dạng qua tới tham gia lần này huấn luyện, hắn là Hán huyện dân chính cục trưởng, nghe là cái cục trưởng. Nhưng trên thực tế chỉ là cái khoa trưởng, trước mắt cùng Hứa Thuần Lương cùng cấp. Đều là một cái hệ thống, lại tại một tòa thành thị, Hứa Thuần Lương đối Tương Toàn Tùng cũng phi thường nhiệt tình, đem Tương Toàn Tùng mời đi vào. Hai người ngồi xuống về sau, Tương Toàn Tùng nói rõ ý đồ đến, lần này từ Đông Châu qua tới tham gia huấn luyện hết thảy có 5 người, Hứa Thuần Lương đến trễ nhất, cái khác 4 cái đều là tới từ trong huyện, bọn hắn đều là xử lý dân chính. Công việc nhiều năm, lẫn nhau đều biết. Cho nên đêm nay nghĩ tiểu tụ một chút, thuận tiện biết nhau một chút. Hứa Thuần Lương nói cho Tương Toàn Tùng mình đêm nay đã hẹn bằng hữu, Tương Toàn Tùng cũng không có miễn cưỡng, dù sao bọn hắn huấn luyện lâu như vậy, khẳng định có chạm mặt cơ hội. Hứa Thuần Lương cũng nghĩ phát triển mình tại bổn hệ thống giao thiệp, chủ động đưa ra đêm mai tự mình làm đông an bài. Tương Toàn Tùng không chút do dự đáp ứng. Tô Tình lúc 5 giờ rưỡi mới đến, vì để tránh cho Hứa Thuần Lương mang đến không cần thiết ảnh hưởng. Nàng chưa đi đến Trường Đảng, chờ ở bên ngoài. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Tô Tình đổi một cỗ mini, sau khi lên xe trước tiên đem chỗ ngồi điều chỉnh một chút, làm sao mua một cỗ nhỏ như vậy xe. Tô Tình nói, ta liền thích nhỏ, dừng xe thuận tiện còn không chói mắt. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cùng ngươi điệu thấp tính cách có quan hệ. Tô Tình nói, tại Hứa chủ nhiệm trước mặt, ai cũng không dám nói điệu thấp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nói ta đều không có ý thức được mình biết điều như vậy. Tô Tình nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi để ta giúp ngươi nhìn phòng ở sự kiện kia ta lưu ý một chút, đại khái chọn chúng mấy cái, ngươi quay đầu nhìn xem, bên trong là có phải có ngươi thích. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có thích hay không không trọng yếu, mấu chốt là ngươi thích. Tô Tình nói, ta lại không ở, vì cái gì ta phải thích. Hứa Thuần Lương nói, hai ta ai cùng ai. Dẹp đi a ngươi, hai ta các quản các. Ngươi là ngươi, ta là ta. Lúc này từ Trường Đảng bên trong đi ra đến mấy người, Hứa Thuần Lương nhận ra ở giữa một cái là Tương Toàn Tùng, mau đem đầu đạp kéo lại đi, người ta gọi mình uống rượu tăng tiến tình cảm không có đi, nếu như bị nhìn thấy cùng một cái đẹp nữ cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ, vẫn là tận lực đừng đụng bột tốt. Nhưng chuyện trên đời này tình hết lần này tới lần khác chính là như thế tất, trong mấy người kia có cái buồn bã ra hỏa, hắn nhìn thấy chiếc kia mini trực tiếp đi tới. Chỉ vào chiếc xe kia nói, vợ ta nhất định phải mua chiếc xe này, ta đều phiền chết, ngươi nói xe nhỏ này cứ như vậy chút lớn, ta liền cái bờ mông đều nhét vào không lọt. Hắn nói chuyện mấy người đều xe tới, Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn a,
đây là bị vây xem, còn bắt cái hiện hình. Tương Toàn Tùng thấy được trong xe Hứa Thuần Lương, loại tình huống này, Hứa Thuần Lương không có khả năng tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, đẩy cửa xe ra cười đi xuống, tưởng cục, trùng hợp như vậy à. Tương Toàn Tùng nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngồi ở trong xe lập tức toàn đều hiểu, người ta không đáp ứng mình mời nguyên lai là giai nhân ước hẹn à, cái này có thể lý giải, có thể lý giải. Cái kia mập mạp là Hạ Bi Dân Chính Phó Cục Sử Hữu Cương. Sử Hữu Cương nhận ra Tô Tình, kích động kêu, Tô Tình, bên trong là Tô Tình ai? Con hàng này giọng lớn, nhanh gặp phải lớn loa loa phóng thanh. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, Sử Hữu Cương lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, da mặt lật đỏ hai mắt phát sáng, Tô Tình tiết mục hắn là đuổi theo nhìn, coi là Tô Tình thâm niên già mê đệ. Tô Tình cũng xuống xe, đi vào Hứa Thuần Lương bên người. Hướng mấy người nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi, chuyển hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, bằng hữu của ngươi a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đều là lần này lớp huấn luyện đồng học, cũng đều đến từ Đông Châu Dân Chính hệ thống. Sử Hữu Cương vẫn không thể từ nhìn thấy Tô Tình trong rung động khôi phục lại, Hứa chủ nhiệm, Tô tiểu thư, đã đều gặp được, vậy liền cùng nhau ăn cơm chứ sao? Hứa Thuần Lương vốn định khéo lời từ chối, Tô Tình lại nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Lúc đầu ta đến chính là cho Hứa chủ nhiệm đón tiếp. Nàng mọi thứ đều vì Hứa Thuần Lương suy nghĩ, biết thể chế bên trong người tâm phức tạp, sợ mình xuất hiện cho Hứa Thuần Lương mang đến phiền phức. Tương Toàn Tùng nói, kia làm sao có ý tứ, ta đã đặt xong, ngay ở phía trước lô khư tiểu trúc, đi qua hơn 500 mét. Tô Tình nói, vậy ta trước lái xe đi, ta trên xe còn có thể ngồi mấy cái. Đám người nhìn một chút xe đẩy của nàng, gần như đồng thời lắc đầu. Tương Toàn Tùng nói, Hứa chủ nhiệm, các ngươi trước đi qua, phòng là Xuân Hiểu. Hứa Thuần Lương một lần nữa lên xe, hắn hơi kinh ngạc hỏi, ngươi không phải không thích loại trường hợp này sao? Tô Tình nói, đều là ngươi đồng học, người ta nhiệt tình như vậy ngươi cự tuyệt luôn luôn không tốt, các ngươi thể chế không phải coi trọng nhất nhất là nhân mạch à? Hứa Thuần Lương nói, nhân mạch trọng yếu, quần chúng cơ sở cũng trọng yếu. Tô Tình cười nói, cơ sở chính là cơ sở. Người không thể biểu hiện ra cao cao tại thượng, muốn cùng các huyện cơ sở cán bộ hòa mình. Hứa Thuần Lương nói, có thể a, người tuyệt đối là ta hiền nội trợ. Tô Tình nói, đừng, ta cũng không muốn làm ngươi hiền nội trợ, vì ngươi chịu khổ bị liên lụy không nói, vẫn phải nhịn thụ ngươi ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Hứa Thuần Lương nói, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe, ngươi có thể vũ nhục thân thể của ta, nhưng là tuyệt không thể coi thường nhân phẩm của ta. Tô Tình cười nói, người vĩ đại nhất, toàn thế giới mấy nhân phẩm ngươi thứ nhất. Đối Hứa Thuần Lương nàng là chân ái, nhưng cầm hắn cũng là thật bất đắc dĩ. Tô Tình phi thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương tính cách kiệt ngạo bất tuần, mình rất khó tướng hắn trưởng khống, đi cùng với hắn nhất định phải tiếp nhận hắn trần trừ. Tô Tình không phải là không có nghĩ tới từ bỏ, nhưng là trừ Hứa Thuần Lương, người khác căn bản là không có cách đi vào nội tâm của nàng, trong lòng của nàng chỉ có thể chứa đựng Hứa Thuần Lương một cái. Nhưng Hứa Thuần Lương nhưng trong lòng có thể dung hạ rất nhiều, cho nên nói nam nhân ý chí so nữ nhân lớn vẫn là có đạo lý. Cho dù như thế, Tô Tình đối Hứa Thuần Lương không có một tơ một hào oán trách, bởi vì Hứa Thuần Lương thỏa mãn nàng đối nam nhân hết thảy huyễn tưởng, mặc kệ tao ngộ như thế nào mưa gió, nàng chiếc này thuyền nhỏ đều có thể tìm được tránh gió cảng. Tô Tình là cái duy yêu phía trên người, vị yêu nàng có thể hy sinh danh phận cùng địa vị, nàng tin tưởng Hứa Thuần Lương sẽ không làm oan chính mình. Trên thực tế hắn cũng một mực là làm như thế. Hứa Thuần Lương nghĩ tại Nam Giang mua nhà hoàn toàn là bởi vì chính mình, Tô Tình biết Hứa Thuần Lương mặt ngoài mặc dù cái gì đều không để ý, nhưng tâm hắn nghĩ kín đáo, cân nhắc sự tình vô cùng chu đáo. Lúc xuống xe, Hứa Thuần Lương nói, ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Tô Tình cười nói, người ta ở giữa giống như không cần dùng cầu cái chữ này. Phương Tâm lại thẳng thắn nhảy dựng lên, hắn nên không phải lại nghĩ sự kiện kia. 89 phần 10 là để cho mình giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lý. Nói đến cũng là thiên ý trêu người, mình đã sớm nguyện ý tướng hết thảy dâng hiến cho hắn, nhưng mỗi lần đều là trời xui đất khiến, chẳng lẽ hai người bát tự tương khắc, hôm nào có phải hay không cần tìm cao nhân xem một chút. Hứa Thuần Lương thấy được nàng ngượng ngùng ánh mắt liền đoán được nàng nghĩ sai, cười nói, không phải ngươi nghĩ đến loại chuyện đó. Tô Tình đỏ mặt tại hắn nện cho hai quyền, không biết xấu hổ. Rõ ràng là ngươi nghĩ còn muốn ỷ lại trên người của ta. Hứa Thuần Lương nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta không phải dự định tại Nam Giang mua nhà nha, về sau suy nghĩ một chút, chuyện này nhất định phải thận trọng. Tô Tình nói,
Người bây giờ là thể chế bên trong người, thận trọng một chút cũng là nên, nếu không sau này hãy nói. Hứa Thuần Lương nói, mua vẫn là phải mua, bất quá không thích hợp viết tên của ta, nếu không dạng này, ta muốn đem bất động sản đăng ký tại ngươi danh nghĩa. Tô Tình nói, không thích hợp đi, đồ vật đắt như vậy, ngươi không sợ ta nuốt riêng. Tâm bên trong phi thường minh bạch dụng ý của hắn. Hứa Thuần Lương nói, không sợ, ngươi muốn nhất nuốt riêng chính là ta. Tô Tình khuôn mặt vừa đỏ, mắng, ta mới nuốt không nổi ngươi. Hứa Thuần Lương nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cái này cần thử một chút mới biết được. Tô Tình vừa hung ác nện cho hắn hai quyền, Hứa Thuần Lương nói, mặc dù tiền của ta không phải lai lịch không rõ, nhưng ta cũng sợ người ta nói xấu, làm chúng ta nghề này có hai chuyện mẫn cảm nhất, một là kinh tế, hai là làm gió. Tô Tình cười nói, vậy ngươi thật đúng là không thích hợp làm nghề này. Hứa Thuần Lương nói, ta đi qua cũng cho rằng như vậy, nhưng về sau tiến vào một chuyến này về sau, phát hiện ta so đa số người đều có thể nghiêm lấy kiểm chế bản thân làm gương tốt, trong này ngụy quân tử quá nhiều, đừng nhìn từng cái đạo mạo bờ nhưng, sau lưng nam đạo nữ sướng sự tình làm không ít. Tô Tình nói, cũng không thể nói như thế tuyệt đối. Hứa Thuần Lương nói, không trò chuyện cái này, liền nói mua nhà, người có nguyện ý hay không giúp ta. Tô Tình nói, người cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy người nguyện ý là ta làm một chuyện gì? Tô Tình nói, người tranh thủ thời gian dừng lại, đừng nghĩ xáo lộ ta, thế sự không có tuyệt đối, có một số việc ngươi cũng đừng hòng miễn cưỡng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Tô Tình nháy nháy mắt, trong lòng mặc dù cảm động, nhưng là nàng cũng minh bạch, Hứa Thuần Lương cũng có thể vì đó hắn nữ hài làm một chuyện gì. Tương Toàn Tùng mấy người cũng đến lúc đó, vốn định gọi món ăn, Hứa Thuần Lương biểu thị đã điểm qua. Tương Toàn Tùng coi là Hứa Thuần Lương nghĩ tại Tô Tình trước mặt muốn cái mặt mũi, cũng không nói gì, lấy cớ đi toilet, nhìn một chút món ăn của bọn họ đơn. Hứa Thuần Lương điểm chính là 3888 phần món ăn. Tương Toàn Tùng khó tránh khỏi thịt đau, vốn định mấy người này ăn cơm 1000 khối ngừng lại, hiện tại không có tính rượu đều nhiều như vậy. Hứa Thuần Lương thật đúng là không có lấy chính mình làm ngoại nhân, lần này tốt đêm nay hơn nửa tháng tiền lương báo tiêu. Quản lý đại sảnh nói cho Tương Toàn Tùng, lão bản an bài miễn phí. Tương Toàn Tùng có chút buồn bực, mình không biết lão bản của nơi này a, muốn nói tại Hán huyện có khả năng. Nhưng nơi này là Nam Giang, người hắn quen biết có hạn, cũng đều không có lớn như vậy mặt mũi, càng nghĩ, khẳng định là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đã sớm cân nhắc đến điểm này, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cái khác mấy cái đều là từ trong huyện tới, hắn là cục thành phố cắt cử, nên xuất ra một chút thượng cấp đơn vị phong phạm, huống chi Tô Tình có câu nói cũng không nói sai, muốn cùng cơ sở chỗ tốt quan hệ. Làm lãnh đạo kiêng kỵ nhất móc móc lục soát, nếu như mình gọi món ăn. Thật làm cho Tương Toàn Tùng tính tiền, người ta trong lòng khẳng định không thoải mái. Hứa Thuần Lương lại tới đây về sau, phát hiện nơi này là Chiêm gia sản nghiệp, thế là cùng Chiêm Thiên Hàng nói một tiếng, Chiêm Thiên Hàng lập tức liền an bài miễn phí, lúc đầu Chiêm Thiên Hàng là muốn tự mình tới, nhưng Hứa Thuần Lương nói không có cần thiết này, Chiêm Thiên Hàng để hắn định thời gian, 2 ngày nữa tại Thanh Hoài Tiểu Trúc cho hắn đón tiếp. Hứa Thuần Lương cũng không phải đồ ăn người ta một bữa cơm, mục đích là muốn để Tương Toàn Tùng đám người này nhìn nhìn các mối quan hệ của mình, hắn không những ở Đông Châu được hoan nghênh, tại tỉnh thành cũng giống như vậy. Tương Toàn Tùng bọn hắn ngồi xuống bên này, người ta nâng cốc cũng đưa tới, một dương phi thiên mao đài. Mấy người xem xét tràng diện này trong lòng đều hiểu, tại Hứa Thuần Lương trước mặt nói chuyện đều bồi tiếp cẩn thận, Hứa Thuần Lương vừa ra tay liền đem bọn hắn trấn trụ, muốn được chính là cái này hiệu quả. Sử Hữu Cương rõ ràng so vừa rồi trở nên câu nệ không ít. Chủ động cho Hứa Thuần Lương rót rượu. Người quen thuộc tại kính sợ quyền lực cùng tiền tài, thể chế bên trong người cũng không ngoại lệ. Hứa Thuần Lương để hắn không vội, bên cạnh có phục vụ viên đâu. Cùng Hứa Thuần Lương liền làm 2 chén về sau, Sử Hữu Cương cùng Hứa Thuần Lương lôi kéo làm quen, nhắc lên xã cứu khoa phó khoa trưởng Lý Học Khánh, trước đó không lâu Lý Học Khánh mới đi bọn hắn bên kia khảo sát qua. Đừng nhìn Sử Hữu Cương tuổi tác không nhỏ, nhưng là tại chức trên trận còn khiếm khuyết không ít. Bên trong thể chế ở chung, sách quan hệ là một môn học vấn, làm không tốt người sách người kia cùng trước mặt vị này không hợp nhau. Hứa Thuần Lương cười cười nói, lão Lý công việc thế nào? Là ta để hắn tới, nếu như có vấn đề gì ngươi nói với ta, ta lập tức phê bình hắn. Sử Hữu Cương nói, không có, Lý khoa trưởng rất tốt, chúng ta quan hệ coi như không tệ. Câu nói này nói chuyện,
mấy người khác đều cảm thấy Sử Hữu Cương thật là xuẩn, người ta Hứa Thuần Lương đều đã nói như vậy, truyền đạt hai cái minh xác tín hiệu, một là hắn cùng Lý Học Khánh quan hệ chẳng ra sao cả, hai là xã cứu khoa người đứng đầu là hắn, Sử Hữu Cương IQ quá thấp, thế mà còn tưởng là lấy Hứa Thuần Lương bột nói hắn cùng Lý Học Khánh quan hệ rất tốt. Tương Toàn Tùng nói, Lý Học Khánh cũng đi hắn huyện, ta đi theo hắn không chút đã từng quen biết, Hứa chủ nhiệm, hắn là của ngài phụ tá A. Hứa Thuần Lương nói, xã cứu khoa có hai cái phó khoa trưởng, bình thường tới nói Lão Diêm trên người gánh nặng một chút, ta ra lúc họp đều là Lão Diêm đang phụ trách. Hiện tại Sử Hữu Cương cũng minh bạch, Hứa Thuần Lương không thích Lý Học Khánh, Lý Học Khánh tại xã cứu khoa chỉ là tam bả thủ, ai u, ta cái này đầu óc A, làm sao lại nghe không ra tốt xấu nói đâu. Sử Hữu Cương tranh thủ thời gian bù, Hứa chủ nhiệm, về sau trong thành phố nếu là có chuyện gì, chúng ta liền trực tiếp tìm ngài hỗ trợ. Hứa Thuần Lương cười nói, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, ta nhất định hết sức nỗ lực, chúng ta hôm nay mặc dù là lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có thể sau nhiều cơ hội, chúng ta cũng coi là đường đường chính chính đồng học. Tương Toàn Tùng nói, Hứa chủ nhiệm nói rất đúng, chúng ta liền là đồng học, chuyện xưa nói thế nào, cả một đời đồng học ba đời thân. Ta đề nghị chúng ta cùng cạn một bình, chúc bạn học của chúng ta tình nghĩa thiên trường địa cửu. Tô Tình không có gia nhập bọn hắn uống rượu trận doanh, một là nàng phải lái xe, hai là nàng cũng không cho rằng đám người này là đồng học, chỉ có thể nói là cộng đồng học qua, đường đường chính chính đồng học không phải như vậy. Nhưng là đối thể chế bên trong người mà nói, bọn hắn cần đồng học quan hệ thời điểm, phàm là có thể dính vào một chút da lông, chính là thân không thể có thân đồng học quan hệ. Sử Hữu Cương tử lượng không được. Uống cái này một bình về sau rõ ràng lưỡi đau cả đầu, hướng về phía Tô Tình cười ngây ngô, Tô Tiểu Thư, đi qua người tại Đông Châu đài truyền hình thời điểm ta cùng lão bà của ta liền đặc biệt thích xem người chủ trì tiết mục, về sau người rời đi Đông Châu, đi trong tỉnh, hiện tại hai chúng ta lỗ hổng đều đổi nhìn tỉnh đài. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cảm thấy Tô Tình tiết mục tỷ lệ người xem cao như vậy đâu, nguyên lai là lão Sử hai vợ chồng hỗ trợ kéo động. Đám người cười theo. Tương Toàn Tùng lo lắng Sử Hữu Cương say rượu thất thố, gây Hứa Thuần Lương không cao hứng, đề nghị mọi người hôm nay sớm một chút kết thúc, dù sao ngày mai ngày đầu tiên huấn luyện bắt đầu, vạn nhất uống qua lượng ngủ quên tổng là không tốt. Hứa Thuần Lương phát hiện trong đám người này Tương Toàn Tùng là am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện một cái, về phần Sử Hữu Cương người này không có gì ánh mắt, cũng không có gì chung đụng giá trị. Tiệc tối kết thúc về sau, Tương Toàn Tùng đặc địa đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Hứa Thuần Lương biểu thị chỉ là việc rất nhỏ. Tương Toàn Tùng những người kia vẫn là đi bộ trở về trường đảng, Hứa Thuần Lương lại lên Tô Tình xe nhỏ. Tô Tình nói, gần như vậy làm sao không theo ngươi đồng học cùng đi trở về. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn theo ngươi đơn độc đợi một hồi. Tô Tình im lặng, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng nghĩ. Qua một hồi lâu, Tô Tình nhỏ giọng nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Hứa Thuần Lương nói. Ngươi kéo ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Tô Tình nói, ta nghĩ kéo ngươi đi một cái không có người có thể tìm tới không người hoang đảo, bốn phía đều là uông dương đại hải, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hứa Thuần Lương nói, ở trên đảo có đồ ăn cùng nước ngọt sao? Tô Tình nói, cũng không phải để ngươi theo giúp ta đi chết. Hứa Thuần Lương nói, kia hai ta chẳng phải là thành người nguyên thủy, ngoại trừ cái kia liền không có khác giải trí. Tô Tình nói, người xấu, sự tình gì đều có thể bị ngươi cho mang trong khe đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên trong thể chế huấn luyện phần lớn liên miên bất tận, người tổ chức vì huấn luyện mà huấn luyện, người tham gia bình thường không phải là vì học tập mà đến, càng nhiều hơn chính là giống Tương Toàn Tùng dạng này, mục đích của bọn hắn là mở rộng mình bằng hữu vòng, nói không chừng có thể gặp được mình trong cuộc đời này quý nhân. Mặc dù lần này huấn luyện mang có nhất định bị lưu vong sắc thái, Hứa Thuần Lương lại mừng rỡ hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn, ngoại trừ cần thiết xã giao bên ngoài, hắn bắt đầu dốc lòng tu luyện. Quá nhiều xã giao hoạt động đã ảnh hưởng đến hắn tu luyện tiến triển, liền nói cái này tiên thiên cảnh giới, hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp đoạt được Mộc Lan huyền âm chi thể, nhẹ nhõm liền đăng đường nhập thất, nhưng trong khoảng thời gian này cũng không lấy được vốn có tiến cảnh. Hứa Thuần Lương kỳ thật phi thường rõ ràng, không phải mình khuyết thiếu tự hạn chế tính, cuối cùng tại đương kim thời đại. Võ đạo kéo lên đã không có năm đó sự tất yếu, coi như hắn có thể tướng thông thiên bảo điển tu luyện tròn đầy, đạt tới phá toái hư không cảnh giới lại có ý nghĩa gì. Sử dụng đương thời lưu hành một câu, vô địch thật sự là tịch mịch. Hứa Thuần Lương phát hiện mình càng ngày càng quyến luyến hồng trần thế tục,
nhớ tới kiếp trước tướng truy cầu võ đạo cực hạn xem làm nhân sinh chí cao mục tiêu, vì võ đạo không tiếc cấm dục, bất kể đại giới, như khổ hạnh tăng thời gian giản thẳng hỏng bét thấu. Đã thượng thiên cho mình một cái làm lại một lần cơ hội, không ngại sống được nhẹ lòng một ít, đặc sắc một chút. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn từ đây nằm ngửa bầy nát, mà là nhiều hưởng thụ một chút sinh hoạt, tướng võ đạo tu hành đặt ở dựa vào sau vị trí, nhân sinh chính là một trận đường đi, cần hưởng thụ trên đường phong cảnh, không phải các loại rời đi ngày đó, người sẽ phát hiện, đời này chỉ lo cúi đầu đi đường, trừ của mình hai chân cùng mặt đất, người cái gì cũng không thấy, ngoại trừ ngươi mồ hôi cùng dấu chân, người cái gì đều không có lưu lại. Tương đối phong bế tỉnh trường đảng đối Hứa Thuần Lương tới nói là cái tu hành nơi tuyệt hảo, nơi này mỗi người đều có căn phòng độc lập, chỉ cần ngươi đưa điện thoại di động yên lặng buông xuống, toàn bộ thế giới liền thanh yên tĩnh trở lại. Dĩ Dương đạo âm phương thức cố nhiên nhẹ nhõm bước vào tiên thiên cảnh, dùng cái này mang đến một chút mặt trái hiệu ứng, Hứa Thuần Lương đối tự thân dục vọng khắc chế lực trở nên yếu kém, cái này tại hắn cùng khác phái ở chung thời điểm trở nên càng minh hiển, đương nhiên mang tới chỗ tốt càng nhiều. Kết hợp xương rồng bên trên chỗ ghi lại Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, Hứa Thuần Lương thân thể đã hoàn thành dịch cân tẩy tủy, thực hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Khắc chế dục vọng thì cần muốn tăng cường tự thân tinh thần lực, xương rồng ghi lại thiên dưỡng thiên chỉ có thể trợ giúp một người thực hiện nhục thể rèn luyện cùng tái tạo, đối lực khống chế tác dụng rất nhỏ. Hứa Thuần Lương hợp thời nhặt lên thông thiên bảo điển, lấy trước mắt hắn thân thể điều kiện, có thể nói càng hơn trước kia, chỉ phải nghiêm túc tu luyện. Coi như không cách nào đạt tới phá toái hư không cảnh giới, vượt qua ngày xưa thành liền không khó lắm. Hứa Thuần Lương tại trường đảng học tập trong lúc đó biểu hiện ra tương đương tự hạn chế, sáng sớm cùng buổi chiều đều là hắn lúc tu luyện đoạn, cũng bởi vì cái này duyên cớ, hắn lần này tới trường đảng lộ ra điệu thấp rất nhiều. Nhưng dạng người như hắn nhất định là điệu thấp không được, coi như hắn nghĩ giấu ở trong túc xá yên ổn tu luyện mấy ngày, nhưng là tổng vẫn là có người sẽ đến nhà đến thăm. Mặc Hàm đến để Hứa Thuần Lương có chút ngoài ý muốn, từ khi Mặc Hàm từ Xích Đạo vốn liếng từ chức, hiện tại đa số thời gian đều ở kinh thành, nàng Mặc Hàn Phương Đông vừa mới khai trương, nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm. Hứa Thuần Lương nhìn thấy ngoài cửa Mặc Hàm cảm thấy ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ta tới? Mặc Hàm nói, ta tìm người theo dõi ngươi được rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ngươi vào bằng cách nào? Hắn nhìn thấy Mặc Hàm chiếc kia màu đen lớn gờ liền ngừng dưới lầu. Không thể không nói cô nàng này có một bộ, một cái ngoại lai cỗ xe lại có thể tại tỉnh trường đảng tiến nhanh thẳng vào, tới lui tự nhiên. Mặc Hàm nói, người nào có nhiều như vậy vấn đề, mời ta uống ly cà phê. Yêu cầu này cũng không tính cao, dù sao trường đảng cà phê đều là miễn phí. Hứa Thuần Lương mang nàng đi thư viện, trong đồ thư quán trống rỗng lãnh lãnh thanh thanh, tới đây ai cũng không phải chân chính đến học tập, khả năng bọn hắn tại ký túc xá đóng cửa đánh bài. Khả năng có người thừa dịp buổi chiều đi ra ngoài du lãm Nam Giang phong quang, cũng có thể là có người đi buổi chiều dựa cục, nhưng là có rất ít người đến thư viện, cho dù có người đến, cũng là nhất thời hưng khởi nghĩ nếm thử trường đảng miễn phí cà phê. Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ chính là cuối cùng loại này, hắn đi lấy cà phê thời điểm, Mặc Hàm tuyển một cái ngoài cửa sổ phong cảnh tốt chỗ ngồi xuống, thừa dịp một chốc lát này, bổ trang. Hứa Thuần Lương bưng miễn phí cà phê đi trở về, nhìn qua Mặc Hàm nói. Nữ là duyệt kỷ giả dung, bất quá người cái này có chút lâm thời ôm chân Phật, có phải hay không có chút đẩy nhanh tốc độ a? Mặc Hàm đem hộp hóa trang cất kỹ, nói khẽ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là vì ngươi, chờ một lúc ta còn có cái thương vụ hội đàm. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ngươi không hóa trang đẹp mắt, trang điểm có chút trông có vẻ già. Mặc Hàm gương mặt xinh đẹp lập tức hổ lên, không có nữ nhân thích nghe loại lời này. Hứa Thuần Lương đem cà phê thả ở trước mặt nàng. Tạ ơn. Hứa Thuần Lương nói, một ly cà phê mà thôi, ta cũng không dùng tiền. Mặc Hàm nói, gần nhất thời gian qua thật dễ chịu, người đều giàu mỡ rất nhiều. Hứa Thuần Lương sờ lên cái cằm hài, rõ ràng có sức sống sừng A, nữ nhân A, cái này đáng chết trả thù tâm. Tìm ta có việc. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, Loan tổng sự tình ngươi nghe nói không? Hứa Thuần Lương lắc đầu, kỳ thật hắn nghe nói. Loan Ngọc Xuyên bởi vì bệnh cũ tái phát lại tiến vào bệnh viện. Mặc Hàm nói, trước mắt hắn tại tỉnh Nhân Y nằm viện, Tô giáo sư nơi đó. Hứa Thuần Lương nói, ta lần trước gặp hắn, hắn không phải nói bệnh của mình đã hoàn toàn khỏi rồi sao? Mặc Hàm nói, trước đây làm qua mấy lần thân thể kiểm tra, các mặt chỉ tiêu hoàn toàn chính xác khôi phục bình thường, cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên tình huống lại chuyển tiếp đột ngột. Hứa Thuần Lương nói,
Tô Vân Toàn không phải danh xưng trong nước đỉnh cấp tâm nội khoa chuyên gia, vẫn là tỉnh nhân y phó viện trưởng, Loan Ngọc Xuyên lại là hắn hảo bằng hữu, có hắn là Loan tổng tận tâm tận lực, ngươi liền không cần quan tâm đi, đối, ta nhớ được ngươi đã từ Xích Đạo vốn liếng rời chức. Mặc Hàm nói, Loan tổng tình huống rất nguy hiểm, lần này kiểm tra cho thấy, hắn chủ yếu mạch máu bích biến mỏng, tính giòn gia tăng, tham gia giải phẫu phong hiểm tính rất cao, mà lại bản thân hắn đối tham gia giải phẫu lại phi thường sắp xếp khiển trách, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể tạm thời khai thác bảo thủ trị liệu. Tô Vân Toàn nói, nếu như không nhanh chóng giải phẫu, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền làm giải phẫu thôi, hẳn là tin tưởng Tô Vân Toàn tiêu chuẩn. Mặc Hàm nói, Loan tổng càng tin tưởng ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm cũng nhìn xem hắn, hai người nhìn nhau thật lâu, phảng phất đều xem thấu đối phương ý tưởng chân thật. Hứa Thuần Lương nói, là ngươi tin tưởng ta đi. Mặc Hàm nói, rõ ràng có được một thân hóa mục nát thành thần kỳ y thuật, vì cái gì không chịu tế thế cứu nhân. Hứa Thuần Lương nói, ta đối cứu người hứng thú không lớn, huống hồ ta đã cứu Loan Ngọc Xuyên một lần, hắn cũng cho qua hồi báo, hai chúng ta thanh. Mặc Hàm nói, nếu như ngươi có biện pháp cứu hắn, lần này Loan tổng nguyện ý nỗ lực càng lớn đại giới. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Mặc Hàm, ta vốn cho rằng ngươi coi như hiểu ta, nguyên lai ta nhìn lầm, ngươi cảm thấy tiền đối ta có lực hấp dẫn sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đối chuyện của các ngươi không có hứng thú, Loan Ngọc Xuyên tình huống trước mắt ta cũng bất lực. Mặc Hàm nói, ngươi thấy chết không cứu là không phải là bởi vì Xích Đạo vốn liếng từ bệnh truyền nhiễm viện rút vốn sự tình. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ngươi không nói, ta cơ hồ đã quên, Mặc Hàm, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, ta tâm nhãn không có nhỏ như vậy, tiền là Xích Đạo vốn liếng, người ta nguyện ý đầu cho ai liền đầu cho ai, ta không có ép buộc người ta lý do, ngươi không phải đã rời đi Xích Đạo vốn liếng sao? Vì cái gì còn đối Loan Ngọc Xuyên sự tình như thế để bụng? Mặc Hàm nói, dù sao đã từng là lão bản của ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi người này thật đúng là không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta. Mặc Hàm lạnh lùng nói, ngươi ít nói móc ta. Hứa Thuần Lương nói, cứu hắn cũng không phải là không có biện pháp, nhưng là phải xem nhìn các ngươi có thể mở cho ta ra như thế nào điều kiện. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ngươi có phải hay không đã sớm hiểu thấu đáo xương rồng bí mật? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta nếu là hiểu thấu đáo bí mật gì, sao lại tướng chân quý như thế đổ vật chuyển nhượng cho ngươi? Xương rồng bên trong có bí mật gì? Có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì? Mặc Hàm nói, ta chỉ là phụ trách thu thập xương rồng, ta cũng không phải văn tự cổ đại chuyên gia, coi như ngươi tướng tất cả xương rồng đều đưa cho ta, đối ta mà nói cũng như thiên thư. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Mặc Hàm, hai ta nhận biết thời gian cũng không tính ngắn, nhưng vì cái gì chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào thành là bằng hữu chân chính? Mặc Hàm cười lạnh nói, đó là bởi vì duyên cớ của ta đi. Hứa Thuần Lương nói, thế nói Tân Ngữ bên trong từng ghi chép qua một cái cố sự, lúc ấy, Hung Nô sứ giả bái kiến Tào Tháo thời điểm, Tào Tháo để thượng thư Thôi Diễm giả trang mình thì cải trang thành thị vệ đứng tại một bên cạnh. Hung Nô sứ giả bái kiến xong sau, Tào Tháo phái người hỏi Hung Nô, đối Tào Tháo ấn tượng như thế nào, Hung Nô sứ giả trả lời, Ngụy Vương nhã nhìn phi thường, nhưng đầu giường người làm văn hộ, đây là anh hùng. Mặc Hàm hai mắt bên trong bắn ra rét lạnh quang mang. Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm uống một ngụm hương thuần cà phê, cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Hàm, thật nặng sát khí a. Mặc Hàm nói, người cố sự này không có nói xong, Tào Tháo nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, lập tức phái người đuổi theo giết cái kia Hung Nô sứ giả. Hứa Thuần Lương nói, cái này Tào Tháo lòng dạ thật sự là quá nhỏ hẹp. Mặc Hàm lắc đầu, đó là bởi vì Hung Nô sứ giả một chút liền có thể nhìn thấu ai là chân chính anh hùng, có thể thấy được cái này năng lực cá nhân mạnh bao nhiêu. Đối Tào Tháo tới nói dạng này người quyết không thể lưu, cho nên mới quyết định thật nhanh vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cũng đúng a, chỉ tiếc trên đời này có Tào Tháo như vậy bản lĩnh người thật sự là quá ít. Nữ nhân tuyệt đối không nên quá thông minh, càng đừng có dã tâm, bởi vì dã tâm quá lớn dễ dàng gây nên tướng mạo cải biến. Mặc Hàm nói, ngươi là ám chỉ ta già sao? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi rất để ý cái này lão tự, nhưng ai có thể không thể già đâu. Tươi đẹp đến đâu đóa hoa nếu như không người thưởng thức vậy chỉ có thể chậm đợi tàn lụi một khắc, ngoại trừ chính nó, trên đời này không người nào biết tha đã từng tồn tại qua, mỹ vị đến đâu chân tu cũng cần để hiểu người thưởng thức, không phải qua giữ tươi kỳ cũng giống vậy chạy không thoát hư thối biến chất vận mệnh, người nói đúng hay không?
Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, người đã có giác ngộ như vậy, vì sao không đem tự thân y thuật lấy ra tạo phúc cho thế nhân đâu? Hứa Thuần Lương nói, ta không có cao như vậy giác ngộ, cũng không có cái kia nghĩa vụ, bất quá ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi một chút thành khẩn đề nghị. Mặc Hàm nói, rửa tai lắng nghe. Hứa Thuần Lương nói, ta đã cứu Loan Ngọc Xuyên một lần, cũng vì hắn đã kiểm tra mạch tương, cho nên hắn tình huống ta nhiều ít coi như hiểu rõ một chút, trừ phi có một loại nào đó kỳ tích phát sinh, bằng không hắn chật hẹp kinh mạch không có khả năng khôi lại như sơ. Thế nhưng là tại một năm trước, ta giúp hắn bắt mạch phát hiện kinh mạch của hắn đã khôi phục thông suốt, lúc ấy ta liền đánh giá ra, hắn cái gọi là khỏi hẳn chẳng qua là một loại giả tượng, mặc dù lợi dụng một loại nào đó phương pháp sơ thông huyết mạch. Nhưng là loại phương pháp này cũng mang đến rất lớn tác dụng phụ. Mặc Hàm nói, người lúc đó đã phát hiện vì sao không nói. Liền trơ mắt nhìn xem Loan Tổng phát triển đến hôm nay tình trạng. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn cùng giao tình của ta bình thường, ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi lúc ấy cái kia chồng lạc quan dáng vẻ coi như ta nói ra, hắn cũng chưa chắc nghe lọt. Hứa Thuần Lương lại nhìn Mặc Hàm một cái nói, ta nhớ được ngươi đi qua rất ít trang điểm, ta nghe nói nữ nhân trang điểm đơn giản là hai nguyên nhân, một là nữ là duyệt kỷ giả dung, hai là muốn che giấu tự thân tồn tại một ít không đủ. Mặc Hàm hờ hững nói, ngươi thật giống như rất hiểu nữ nhân. Hứa Thuần Lương nói, một cái bình thường không thế nào trang điểm nữ nhân đột nhiên bắt đầu trang điểm, không phải tâm lý xảy ra vấn đề chính là thân thể xảy ra vấn đề, ngươi sắc mặt cũng không đẹp mắt, trong trắng mắt phát xanh, hô hấp tiết tấu cùng đi qua cũng có chỗ khác biệt, so với quá khứ trở nên ngắn ngủi một chút, người khác nghe không hiểu, nhưng là không thể gạt được ta, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi miễn phí bắt mạch. Hứa Thuần Lương đưa tay đưa ra ngoài, Mặc Hàm lại rút tay về, ha ha cười một tiếng nói, Hứa Thuần Lương, ngươi xáo lộ thật sự là càng ngày càng sâu, ta rất tốt. Hứa Thuần Lương nhìn chằm chằm Mặc Hàm hai con ngươi. Mặc Hàm nói, đừng nhìn ta. Hứa Thuần Lương nói, nếu như suy đoán của ta không sai, vị kia bạch giáo sư thân thể cũng có thể là xảy ra vấn đề. Mặc Hàm nói, bạch giáo sư rất tốt. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Nếu như hắn cùng Loan Ngọc Xuyên áp dụng phương pháp giống nhau chữa khỏi thân thể, như vậy không có lý do Loan Ngọc Xuyên xảy ra vấn đề mà hắn không có việc gì. Mặc Hàm nói, bạch giáo sư nếu là biết ngươi dạng này nguyền rủa hắn, nhất định sẽ rất không cao hứng. Hứa Thuần Lương nói, hắn cao hứng hay không ta cũng không thèm để ý, năm đó nếu như không phải hắn, chúng ta hồi xuân đường xương rồng cũng sẽ không mất tích. Mặc Hàm, trong lòng ngươi cất giấu không ít bí mật, tiếp cận ta cũng có ngươi ý đồ. Cho đến hôm nay người ta ở giữa không có trở thành địch nhân nguyên nhân thực sự, là bởi vì ta không có phát hiện ngươi đối ta từng có bất lợi hành vi. Mặc Hàm cười lạnh nói, ngươi đang giáo huấn ta. Hứa Thuần Lương nói, không cần phải vậy, ngươi cũng không là bằng hữu ta cũng không phải nữ nhân ta, ta vì sao muốn vì ngươi thao tấm lòng kia. Mặc Hàm mắt phượng trợn lên, hiển nhiên bị Hứa Thuần Lương chọc giận. Hứa Thuần Lương chậm rãi phẩm miệng cà phê nói, trên đời này không có chân chính miễn phí đồ vật. Bất kỳ cái gì sự tình đều phải trả giá thật lớn. Mỗi cái cực hạn của con người là không giống, biết rõ không thể làm mà vì đó cuối cùng xui xẻo cái kia khẳng định là mình, người nếu là thật muốn trợ giúp Loan Ngọc Xuyên. Sống chết của hắn không liên quan chuyện ta. Mặc Hàm giận dữ đứng dậy, nàng ý thức được mình khả năng đã sớm bị Hứa Thuần Lương xem thấu, có lẽ chỉ là hắn một mực không có vạch trần thôi. Hứa Thuần Lương nhìn qua quay người muốn đi gấp Mặc Hàm nói, cà phê còn không có uống xong đâu. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ta không nợ ngươi, ngươi giúp ta ta tất cả đều bỏ ra đại giới, ngươi không nên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ta không dựa vào ngươi một dạng có thể giải quyết vấn đề này. Cái nào cái vấn đề? Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói. Mặc Hàm cầm lấy ly kia miễn phí cà phê, nổi giận đùng đùng hướng đại môn đi đến, sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, thiên dưỡng thiên không phải dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo, cổ nhân thân thể cùng nay người thân thể đã có rất lớn khác biệt. Hoàn cảnh cũng phát sinh to lớn cải biến, đồng dạng phối phương, nhưng dược liệu tính chất đã phát sinh biến hóa, làm sao có thể đưa đến giống nhau hiệu quả. Mặc Hàm không tự chủ được dừng bước. Hứa Thuần Lương nói, người có phát hiện hay không, gần nhất tính cách của mình cũng biến thành táo bạo dễ giận, đi qua ngươi mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng so sánh hiện tại muốn bảo trì bình thản, chứng minh ngươi khí cơ đã loạn. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Nếu ta không có đoán sai. Người bây giờ tay chân rét run, thể suy yếu, tâm tình nóng nảy, khoảng cách mất khống chế gắn liền với thời gian không xa. Ta có giúp người giải thoát chi pháp, bất quá có một điều kiện. Mặc Hàm không tự chủ được đứng thẳng lưng sống lưng,
mặc dù nàng làm ra kháng cự bộ dáng, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là rất muốn nghe nghe Hứa Thuần Lương điều kiện, cuối cùng tự tôn chiến thắng nguyện vọng trong lòng, ép buộc mình tiếp tục di động bộ pháp cách xa cái này đáng hận ra hỏa. Hứa Thuần Lương uống xong cà phê, nhìn qua cửa trống rỗng, nhẹ giọng thở dài nói, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Còn sống mới có mặt mũi, người đã chết bạch cốt một đống, da thịt cũng bị mất, đâu còn có mặt mũi. Thổ táng còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh khung xương, hiện tại cũng để sướng hỏa táng liền khung xương đều không thừa nổi. Hứa Thuần Lương rời đi thư viện, nhìn thấy Mặc Hàm xe đã lái đi. Long Cổ Văn Hóa bên trong phòng làm việc, Bạch Mộ Sơn nhìn qua khắp tường bản dập, thần sắc thất lạc, hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng, ta rõ ràng khỏi hẳn, vì sao lại tái phát. Hứa Thuần Lương phỏng đoán không sai. Bạch Mộ Sơn tại gần nhất phục kiểm bên trong phát hiện thân thể xảy ra vấn đề, hắn lá gan bộ xuất hiện lần nữa nhiều cái rảnh chỗ, bệnh viện cho ra đề nghị để hắn mau chóng giải phẫu, phòng ngừa chuyển di. Hy vọng về sau thất vọng chênh lệch cực lớn, Bạch Mộ Sơn vốn cho là mình thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy tật bệnh lại ngóc đầu trở lại. Loan Ngọc Xuyên bởi vì bệnh nhập viện về sau, Bạch Mộ Sơn liền có loại dự cảm bất tường, quả nhiên hắn cũng bệnh cũ tái phát. Bạch Mộ Sơn song tay nắm lấy mình đầy đầu tóc trắng, thấp giọng nói, nhất định là sai lầm chỗ nào. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, người cái này trên tường đồ vật là Tiên Thiên Kinh A. Bạch Mộ Sơn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy sau lưng nam tử, sợ hãi nói, ngươi. Ngươi là như thế nào tiến đến? Đối phương nhìn qua trên tường bản dập, không nhanh không chậm nói, Bạch Mộ Sơn, ngươi chẳng qua là một cái mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử, ngươi lại hiểu được cái gì? Cô nàng kia chỉ là đem ngươi trở thành một cái khôi lỗi thôi, cái này tàn khuyết không đầy đủ Tiên Thiên Kinh ngươi cũng dám tu luyện, ngươi không chết ai chết. Bạch Mộ Sơn chỉ vào người kia nói, cút ra ngoài cho ta, không phải ta báo. Tay của đối phương một nắm chắc Bạch Mộ Sơn phần cổ, Bạch Mộ Sơn song tay nắm lấy cổ tay của đối phương ý đồ tránh thoát, nhưng cổ tay của đối phương như là đúc bằng sắt, mặc hắn giãy giụa như thế nào chính là không nhúc nhích tí nào. Thứ không thuộc về ngươi là muốn bắt tính mệnh đến đổi. Bạch Mộ Sơn nghe được mình xương cổ cách đứt gãy thanh âm, hắn ý thức được mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ là chết được uất ức như thế, chết dưới tay người này, hắn không cam tâm, càng không tình nguyện. Hứa Thuần Lương là tại Bạch Mộ Sơn sau khi chết ngày thứ hai mới nghe nói tin tức này, Bạch Mộ Sơn tại Long Cốt Văn Hóa phòng làm việc bị giết, cảnh sát tại tiếp vào người nhiệt tâm báo cảnh về sau, trước tiên chạy tới hiện trường, tại hiện trường tướng người hiểm nghi cũng là Bạch Mộ Sơn học sinh Tiết An Lương truy nã quy án. Này chuyện phát sinh tại Nam Giang Văn Sang Viên, đưa tới chấn động không nhỏ. Hứa Thuần Lương cũng nhận được cảnh sát thông chi, tiến đến phối hợp giải một chút tình huống. Gọi hắn đi qua nguyên nhân có hai cái, một là Bạch Mộ Sơn đi qua cùng Hồi Xuân Đường bởi vì xương rồng có chút liên hệ, cho nên cảnh sát muốn biết một chút phương diện này vấn đề, còn có một nguyên nhân chính là Tiết An Lương muốn gặp hắn. Hứa Thuần Lương cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Cảnh sát như là đã trưởng nắm đủ chứng cứ chứng minh là Tiết An Lương mưu giết đạo sư của hắn Bạch Mộ Sơn, Tiết An Lương hẳn là gặp là luật sư mà không phải mình. Để Hứa Thuần Lương cảm thấy trùng hợp chính là, lần này phụ trách Bạch Mộ Sơn bị giết một án cảnh sát vẫn là Liễu Thanh Sơn, hai người đánh qua không chỉ một lần quan hệ, ban sơ Đông Niệm Tổ bị cướp một án, về sau Tô Tình Giáp sát trùng bạo nổ án, lại về sau Tề Sảng mẹ con bị bắt cóc, hiện tại là Bạch Mộ Sơn bị giết. Liễu Thanh Sơn khó tránh khỏi cảm thán chỉ cần Hứa Thuần Lương đến một lần Nam Giang nhất định có tình tiết vụ án phát sinh, con hàng này so dự báo thời tiết đều chuẩn. Hứa Thuần Lương cũng có chút bất đắc dĩ, Liễu Thanh Sơn hướng hắn thuyết minh sơ qua một chút tình huống về sau, nói cho hắn biết đối Tiết An Lương gặp mặt yêu cầu có thể đáp ứng cũng có thể cự tuyệt, đương nhiên Liễu Thanh Sơn đề nghị hắn tốt nhất vẫn là gặp được một mặt, Tiết An Lương cái này con người thật kỳ quái, coi như bị giám sát cho ghi lại tiến vào phòng làm việc toàn bộ quá trình. Hắn vẫn là gọi hô hào oan uổng, nói mình cùng ngày là tiếp vào Bạch Mộ Sơn điện thoại để hắn đi rồng cốt văn sáng tạo vườn gặp bột. Thật sự là hắn đi, nhưng là chờ hắn đến lúc đó, phát hiện Bạch giáo sư nằm xuống đất bên trên, hắn coi là Bạch Mộ Sơn bệnh, tiến lên đỡ dậy hắn, mới phát hiện hắn chết, đang chuẩn bị báo cảnh thời điểm cảnh sát liền đến, coi hắn là nghi phạm tóm lấy. Hứa Thuần Lương trưng cầu một chút Liễu Thanh Sơn ý kiến, Liễu Thanh Sơn trước dẫn hắn nhìn giám sát. Giám sát biểu hiện Tiết An Lương hoàn toàn chính xác tiến vào Long Cổ Văn Hóa, nhưng là cũng không quay chụp đến hắn hành hung quá trình, cho nên nói hiện tại vẫn là đem hắn xem như trọng đại người hiểm nghi. Tại Liễu Thanh Sơn giám sát dưới, Hứa Thuần Lương cùng Tiết An Lương gặp mặt một lần.
Tiết An Lương rõ ràng luống cuống, thân thể còng xuống, bộ mặt biểu lộ thấp thỏm lo âu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hắn như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, "Hứa chủ nhiệm, ngài đã tới, ngài đã tới." Liễu Thanh Sơn quát bảo ngưng lại ở bước tiến của hắn, để hắn thành thành thật thật ngồi xuống, ra hiệu Hứa Thuần Lương tại hắn đối diện ngồi xuống. Tiết An Lương nhìn qua Liễu Thanh Sơn, khiếp khiếp nói, "Ta muốn cùng Hứa chủ nhiệm đơn độc nói mấy câu." Liễu Thanh Sơn nói, "Không thể, muốn nói liền nói, không nói hiện tại liền có thể kết thúc." Hứa Thuần Lương nói, "Có lời gì ngươi nói đi, không cần cái gì giấu giếm." Tiết An Lương cắn môi một cái, kỳ thật hắn cũng rõ ràng tại dưới tình huống trước mắt không có khả năng để hắn cùng Hứa Thuần Lương đơn độc gặp mặt, cho dù là đơn độc gặp mặt cũng là tại cảnh sát toàn bộ hành trình giám sát phía dưới. Hứa Thuần Lương cười nói, "Ngươi không cần có cái gì lo lắng, ngươi tìm ta là vì ngươi chuyện của ba tình a. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp hắn." Liễu Thanh Sơn nhíu mày, "Hứa Thuần Lương tiểu tử này có ý tứ gì? Loại này phương thức nói chuyện có hướng dẫn chi ngại." Hứa Thuần Lương sở dĩ nói như vậy là lo lắng Tiết An Lương sẽ nói hưu nói vượt, đem lúc trước mình cho hắn hạ dược sự tình tất cả đều đổ ra, bất quá hắn cũng cảm thấy Tiết An Lương hẳn là không có ngu như vậy, tìm mình khả năng có khác hắn đồ. Hứa Thuần Lương nói, "Ngươi yên tâm đi, thanh giả tự thanh, cảnh sát nhân dân sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, ngươi phải tin tưởng cảnh sát phá án năng lực." Hứa Thuần Lương cũng không muốn cùng Tiết An Lương nhiều trò chuyện. Chuyện này lúc đầu cùng hắn quan hệ liền không lớn, hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Kết thúc gặp mặt về sau, Liễu Thanh Sơn lại đem Hứa Thuần Lương mời đến văn phòng, Hứa Thuần Lương nói mình thời gian không nhiều, chờ một lúc còn phải trở về lên lớp. Liễu Thanh Sơn cười nói, "Chậm trễ không được ngươi quá nhiều thời gian, chúng ta uống chút cà phê, tùy tiện phiếm vài câu, chúng ta nơi này miễn phí cà phê không tệ nha." Hứa Thuần Lương nói, "Trường đảng miễn phí cà phê cũng không tệ. Không ai thích uống cục cảnh sát miễn phí cà phê." Liễu Thanh Sơn mời hắn ngồi xuống, cho hắn đưa lên một ly cà phê, Hứa Thuần Lương phẩm một ngụm liền phán đoán nơi này cà phê so tỉnh trường đảng chênh lệch nhiều lắm. Liễu Thanh Sơn mình thì vặn ra giữ ấm chén rót miệng cậu kỳ trà, "Hứa chủ nhiệm, người cùng Tiết An Lương rất quen a?" Hứa Thuần Lương nói, "Tạm được. Tâm sự các ngươi là thế nào nhận thức?" Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, cũng không có gì tốt giấu giếm. Bạch Mộ Sơn lúc trước bày hồi xuân đường một đạo, Tiết An Lương lại là Bạch Mộ Sơn học sinh, mọi người bởi vì xương rồng mà kết duyên. Còn về sau, Tiết An Lương cha thân lại thông qua chính mình quan hệ tìm ra ra xem bệnh, mọi người một tới hai đi cũng coi như có giao tình. Liễu Thanh Sơn từ đó cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, một bên gật đầu vừa nói, "Tiết An Lương cùng Bạch Mộ Sơn quan hệ thế nào? Giữa bọn hắn có cái gì mâu thuẫn?" Hứa Thuần Lương nói, "Ta đối giữa bọn hắn sự tình cũng không hiểu rõ, bất quá ta không nghe nói bọn hắn có mâu thuẫn gì, mỗi lần ta gặp được bọn hắn thời điểm Tiết An Lương đối Bạch Mộ Sơn đều rất tôn trọng, Bạch Mộ Sơn cũng vui vẻ mang theo hắn." Liễu Thanh Sơn nói, "Ngươi cảm thấy Bạch Mộ Sơn người này thế nào?" Hứa Thuần Lương nở nụ cười, "Liễu nội, chúng ta cũng là người quen cũ, ngươi đừng cho ta đào hố, ta tình hình thực tế nói, ngươi cũng đừng đa nghi." Liễu Thanh Sơn cười ha ha nói, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không phải cho ngươi đào hố, ngươi cũng không phải người hiềm nghi, ta chỉ là muốn từ bên cạnh nhiều tìm hiểu một chút người chết người này." Hứa Thuần Lương nói, "Ta không thích Bạch Mộ Sơn, ta nhận vì người này là cái ngụy quân tử, năm đó hắn lợi dụng mình tại giáp cốt văn phương diện tri thức lừa gạt gia gia của ta tướng hơn 1.000 khối giáp cốt văn giao cho quốc gia, dứt bỏ phải chăng đạt được vốn có hồi báo không nói, nhóm này có thể xưng quốc bảo văn vật ở trên giao nộp không lâu sau liền bị hủy." Liễu Thanh Sơn chăm chú lắng nghe, thời điểm then chốt còn làm ghi chép. Hứa Thuần Lương nói, "Có mấy lời ta nói ngươi nghe một chút, cũng đừng đi lên viết." Liễu Thanh Sơn cười nói, "Ngươi yên tâm, cái gì nên viết, cái gì không nên viết, ta tâm lý nắm chắc." Hứa Thuần Lương nói, "Đoạn này ngươi đừng viết, ta cũng không có chứng cứ gì, ta từ đầu đến cuối hoài nghi Bạch Mộ Sơn lúc trước cùng người thông đồng làm một kiện biển thủ sự tình." Liễu Thanh Sơn nhíu mày, "Ngươi nói là lúc trước đám kia giáp cốt văn bị hủy là hắn làm?" Hứa Thuần Lương nói, "Ta chính là hoài nghi, ngươi nói nào có chuyện trùng hợp như vậy, chúng ta Hứa gia vừa đem giáp cốt văn quyên ra, Đông Châu nhà bảo tàng liền mất trộm, còn vừa vặn phát sinh dây điện chập mạch cháy, đốt chính là lâm thời cất giữ giáp cốt văn gian phòng, càng buồn cười hơn chính là, lúc ấy không có rảnh trước." Liễu Thanh Sơn nói, "Dựa theo ngươi thuyết pháp, chuyện này thật có chút khả nghi. Nhà bảo tàng tiếp nhận quyên tặng văn vật đầu tiên muốn chụp ảnh ghi chép lập hồ sơ,
có phải là bọn hắn hay không vẫn chưa hoàn thành cái chương trình này liền phát sinh ý bên ngoài. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta không cho rằng là cái gì ngoài ý muốn, Liễu nội, còn có Bạch Mộ Sơn người này hắn là nghiên cứu giáp cốt văn, nhìn thấy nhiều như vậy văn vật quý giá, hắn thế mà một điểm không tâm động. Không có lưu lại ảnh chụp cùng bản dập, người cảm thấy chuyện này bình thường sao? Liễu Thanh Sơn nói, người có hay không tướng chuyện này phản ứng cho ngành tương quan? Phản ứng, không có tác dụng gì, thời gian trôi qua quá lâu, tương quan chứng cứ trên cơ bản đều bị hủy, loại này năm xưa bản án cũ ai sẽ có hứng thú. Ta cũng không gạt ngươi, ta tự mình thông qua bằng hữu hỗ trợ tra xét cái này án tử, nếu như ngươi có hứng thú có thể liên hệ bằng hữu của ta Lục Kỳ, hắn cũng là cảnh sát. Liễu Thanh Sơn tìm Hứa Thuần Lương muốn Lục Kỳ phương thức liên lạc, hắn nghĩ toàn phương diện tìm hiểu một chút Bạch Mộ Sơn người này, năm đó làm qua cái gì sự tình. Cuối cùng Liễu Thanh Sơn hỏi một chút Hứa Thuần Lương cách nhìn, Tiết An Lương có khả năng hay không mưu hại Bạch Mộ Sơn. Hứa Thuần Lương cho rằng khả năng không lớn, giết người là phải có động cơ, Tiết An Lương khuyết thiếu phương diện này động cơ. Liễu Thanh Sơn nói cho Hứa Thuần Lương, căn cứ kiểm tra thi thể sơ bộ kết quả, Bạch Mộ Sơn là để cho người ta ngạnh sinh sinh vặn gãy xương cổ, người bình thường là không cách nào làm được, nhất định phải là nghiêm chỉnh huấn luyện cách đấu cao thủ, mà Tiết An Lương vừa có trường kỳ võ thuật huấn luyện kinh lịch. Hứa Thuần Lương từ cục cảnh sát lúc đi ra đã nhanh đến 5 giờ, vừa vặn thấy được Mặc Hàm từ bên trong ra, nàng cùng Hứa Thuần Lương giống nhau là tới đón thụ điều tra, Long Cổ nhà bảo tàng bỏ vốn người là Loan Ngọc Xuyên, lúc trước kiến thiết Long Cổ nhà bảo tàng cụ thể người thi hành là nàng. Hiện tại Loan Ngọc Xuyên người tại bệnh viện, cảnh sát tìm được Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm cười cười, hô, người cũng tới. Mặc Hàm sắc mặt có chút tái nhợt, đeo lên kính râm, dùng tay cả sửa lại một chút tóc bị gió thổi loạn, lúc này mới đi hướng Hứa Thuần Lương, cảnh sát làm sao đem ngươi tìm tới. Hứa Thuần Lương nói, đoán chừng cùng Bạch Mộ Sơn có kết giao đều phải điều tra. Mặc Hàm nói, người không sao chứ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, hắn lắc đầu nói, chủ yếu là phối hợp cảnh sát điều tra, ta đem Bạch Mộ Sơn năm đó gạt ta nhà xương rồng sự tình đều nói. Mặc Hàm nói, không có chứng cứ sự tình nói ra lại có ai sẽ tin tưởng. Hứa Thuần Lương nói, mặc dù Bạch Mộ Sơn chết rồi, ta hẳn là miệng hạ lưu tình, bất quá ta vẫn là phải nói, người không thể làm việc trái với lương tâm, không phải sớm tối đều phải bị báo ứng. Mặc Hàm nói, người quả nhiên không có một chút xíu đồng tình tâm. Hứa Thuần Lương nói, ta đối nam rất ít người sẽ sinh ra đồng tình tâm, nhất là một cái ngụy quân tử, kỳ thật chúng ta đều rõ ràng, Bạch Mộ Sơn coi như không phải bị giết, cũng khó thoát một kiếp. Mặc Hàm nói, ta còn có việc, đi trước. Hứa Thuần Lương nói, ta không có lái xe. Mặc Hàm khoát tay áo, không tiện đường. Hứa Thuần Lương cho Tô Tình gọi điện thoại, đoán chừng cái giờ này nàng cũng tan việc, hẹn nàng cùng nhau ăn cơm. Tô Tình để hắn trực tiếp tới đài truyền hình, nàng hôm nay cần thêm một hồi ban, đoán chừng muốn muộn một giờ. Hứa Thuần Lương đánh chiếc xe đi vào tỉnh vệ thị, hắn vẫn là lần đầu đến Tô Tình đơn vị, Tô Tình an bài một vị ký giả thực tập tới đón hắn, mang theo Hứa Thuần Lương đi diễn truyền bá sảnh cái khác nhân viên phòng nghỉ. Hứa Thuần Lương được an bài ngồi xuống, nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, trong đó có không ít đều là tỉnh đài người chủ trì, bình quân nhan trị rất cao. Mặc dù mỹ nữ như mây, nhưng cùng Tô Tình so sánh lập tức liền ảm đạm phai mờ, bất quá bây giờ Tô Tình tại tỉnh đài vẫn là cái hàng tiểu bối, tại bọn hắn cái vòng này tư lịch cũng là vô cùng trọng yếu, dựa theo Tô Tình nói pháp, trong đó cũng tràn đầy lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt. Hứa Thuần Lương một bên nhìn điện thoại tin tức, một bên thưởng thức truyền hình miễn phí cà phê, ở trong lòng tương đối ba đơn vị ai miễn phí cà phê uống ngon nhất. Nơi xa có một vị lão thái thái bồi tiếp một cái tiểu nữ hài tại làm bài tập, Hứa Thuần Lương nhìn nàng thời điểm tiểu nữ hài vừa vặn cũng quay mặt lại, hướng hắn cười cười, lão thái thái kia lập tức nhắc nhở nàng muốn chuyên tâm, thuận tiện chừng Hứa Thuần Lương một chút, cảm giác tràn đầy ác ý. Hứa Thuần Lương cũng không có để ý, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động của mình. Lúc này một bảo vệ hướng hắn đi tới, tiên sinh, ngươi không phải đài truyền hình chúng ta à? Hứa Thuần Lương nhìn qua tên kia bảo an cười cười nói, ta là Tô Tình bằng hữu, ở chỗ này chờ nàng tan tầm. Bảo an trên mặt nhưng không có một tơ một hào tiếu dung, người không thấy được phía ngoài cảnh cáo. Người rảnh rỗi chưa tiến. Hứa Thuần Lương nói, vừa mới có người mang ta tiến đến, ta giống như cũng không có quấy rầy đến công tác của các ngươi. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, vừa mới dẫn hắn tiến đến thực tập tiểu cô nương vội vàng hấp tấp chạy tới,
hướng kia tên bảo an giải thích nói, ngài tốt, hắn là Tô Tình Tỷ bằng hữu, Tô Tình Tỷ để hắn trước ở chỗ này chờ một hồi. Bảo an có chút ngang ngược, ta không biết ai là Tô Tình, đơn vị có đơn vị quy định, không phải là cái gì người đều có thể đi vào, phải đợi người ra ngoài các loại, nơi này là nhân viên khu nghỉ ngơi, ta muốn đối với công nhân viên an toàn phụ trách. Hứa Thuần Lương phát hỏa, mắt chó coi thường người khác, nhà xem thường ta có thể, nhưng nhìn không dậy nổi Tô Tình lại không được, Tô Tình tại tỉnh đài nói thế nào đều là có công chi thần, cử châu địa chấn thời điểm, là nàng dẫn đầu phỏng vấn đội ngũ xâm nhập tuyến đầu, nàng an bài một người bạn tại nhân viên phòng nghỉ ngồi một lát đều không được. Hứa Thuần Lương nói, liền ngươi còn vì nhân viên an toàn phụ trách, ta nhìn ngươi liền an toàn của mình đều bảo hộ không được. Nhân viên an ninh kia nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, lớn tiếng nói, người tới, đem hắn đuổi đi ra. Hứa Thuần Lương cho là mình liền đủ hoành, nghĩ không ra gặp so với hắn còn hoành, quả thực là một điểm đạo lý đều không nói, lập tức liền có ba tên bảo an chạy tới. Nếu như không phải tại Tô Tình đơn vị, Hứa Thuần Lương đã sớm ra tay đánh nhau, đám gia hỏa này thật đúng là lật trời. Lúc này Tô Tình nghe hỏi vội vàng chạy tới, có chút tức giận hô, làm gì? Lưu Đông Hải, ai cho ngươi quyền lợi làm như vậy? Tên kia gọi Lưu Đông Hải bảo an nhìn Tô Tình một chút, vô cùng không để ý nói, là ngươi trái với đơn vị quy định trước đây, ngươi biết rất rõ ràng nơi này không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào. Tô Tình nói, ngươi cái này không có ý nghĩa, bình thường quản lý không có nghiêm khắc như vậy, ngươi có phải hay không đặc biệt nhằm vào ta? Kỳ thật khu nghỉ ngơi liền có mấy cái ngoại nhân, làm bài tập tiểu nữ hài cùng theo nàng lão thái thái đều là, các nàng một cái là tỉnh vệ thị tin tức một tỷ Vương Lập Vân nữ nhi. Một cái là Vương Lập Vân mụ mụ. Tô Tình không có điểm tên, nhưng là nàng ý thức được mình bị khác nhau đối đãi, liền bởi vì chính mình cả vị không bằng Vương Lập Vân, cho nên người yêu của nàng phải bị vũ nhục như vậy. Lưu Đông Hải nói, ta không có châm đối với bất kỳ người nào, ta là chấp hành đơn vị quy định. Hắn tiến lên đẩy Hứa Thuần Lương, ra ngoài. Tay còn không có dính vào Hứa Thuần Lương thân thể, đã bị Hứa Thuần Lương một phát bắt được, nhẹ nhàng vặn một cái. Lưu Đông Hải bịch một tiếng liền té quỵ trên đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Còn lại ba tên bảo an nghĩ muốn tới gần, Hứa Thuần Lương dùng ánh mắt ngăn lại bọn hắn, lạnh lùng nói, ta vừa mới cũng đã nói, ngươi liền an toàn của mình đều bảo hộ không được. Lưu Đông Hải kêu thảm nói, báo cảnh, tranh thủ thời gian báo cảnh. Tô Tình nói, không cho phép báo cảnh, nàng sợ hãi cho Hứa Thuần Lương tạo thành phiền phức. Lúc này băng tần tin tức người phụ trách Nghiêm Vĩnh Tân nghe hỏi chạy tới, hắn lớn tiếng nói, đều làm gì? Buông tay, buông tay. Hứa Thuần Lương nhìn qua Nghiêm Vĩnh Tân nói, Nghiêm chủ nhiệm đúng không, ta là Lục Minh bằng hữu. Nghiêm Vĩnh Tân nghe được Lục Minh, lập tức liền ý thức được chuyện này tốt nhất đừng làm rộn lớn, hắn cùng Lục Minh là bạn học cũ, quan hệ rất thân, lần trước phái người đi Đông Châu phỏng vấn Dương Sơn nghĩa địa công cộng chính là Lục Minh thông qua quan hệ cá nhân để hắn đến an sắp xếp. Hứa Thuần Lương cũng là không muốn cho Tô Tình tạo thành quá lớn phiền phức, cho nên mới chủ động xách quan hệ. Nghiêm Vĩnh Tân nói, ngươi trước buông hắn ra, có lời gì dễ nói. Hứa Thuần Lương buông ra Lưu Đông Hải làm bộ muốn xông lên đi, bị hắn hai tên đồng bạn gắt gao giữ chặt, kỳ thật Lưu Đông Hải ước gì bọn hắn lôi kéo mình, Hứa Thuần Lương lực tay quá lớn, hắn cũng không muốn tìm đường chết. Hứa Thuần Lương con mắt đều không có nhìn hắn, hướng Nghiêm Vĩnh Tân nói. Vị này bảo an đại ca nghiêm ngặt chấp hành đơn vị quy định thái độ làm cho người bội phục, nhưng là khác nhau đối đãi sẽ không tốt, ta không muốn châm đối với bất kỳ người nào, nhưng ai muốn là đánh lấy điều lệ chế độ cờ hiệu nhằm vào Tô Tình, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Nghiêm Vĩnh Tân bên trong bắt đầu lo lắng, hắn chưa thấy qua Hứa Thuần Lương, người này trẻ tuổi như vậy, khí chàng lại cường đại như thế, liền hắn cái chức này trận lão tướng đều cảm giác được đối phương hùng hổ dọa người cảm giác áp bách. Nghiêm Vĩnh Tân dùng khóe mắt nhìn lướt qua chung quanh, nhìn thấy lão thái bà kia cùng tiểu nữ hài, không chỉ là bọn hắn, còn có một số nhân viên người nhà ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi, đơn vị hoàn toàn chính xác có quy định, có thể đối loại hiện tượng này mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghiêm Vĩnh Tân để mấy tên bảo an đi ra ngoài trước, nơi này giao cho chỗ hắn lý. Hắn hướng Tô Tình nói, tiểu Tô, người đi trước đem hoàn thành công tác. Tô Tình tức giận đến vành mắt đều đỏ. Thấy có người tìm Hứa Thuần Lương phiền phức, nàng lúc ấy khí liền không muốn làm. Nghiêm Vĩnh Tân để ký giả thực tập tướng Hứa Thuần Lương trước đưa đến khách quý phòng nghỉ, mình thì chậm một chút 2 phút đồng hồ, lợi dụng trong khoảng thời gian này cho Lục Minh gọi điện thoại, xác nhận hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ.
Lục Minh nói cho Nghiêm Vĩnh Tân, Hứa Thuần Lương cùng hắn thân đệ đệ, nhất định phải tốt tiếp đãi chu đáo. Nghiêm Vĩnh Tân nghe xong trong lòng liền có bài bản. Đi vào khách quý phòng nghỉ lúc sau đã là vẻ mặt tươi cười như Mộc Xuân Phong, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Hứa A, ta nhưng nghe Lục Minh nhắc lên ngươi quá nhiều lần. Nghiêm Vĩnh Tân lại không đắc tội Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cũng cười cùng hắn nắm tay. Nghiêm Vĩnh Tân vỗ vỗ Hứa Thuần Lương mờ u bàn tay nói, vừa rồi không có ý tứ A, những cái kia bảo an cứng nhắc vô cùng, không biết biến báo. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cũng không phải không hiểu được biến báo, lão thái thái kia cùng tiểu cô nương khẳng định không phải tỉnh vệ thị chính thức nhân viên, các nàng có thể ở phòng nghỉ bên trong đợi, bằng cái gì mình liền không thể, đương nhiên Hứa Thuần Lương cũng không có tất muốn cùng Nghiêm Vĩnh Tân ở chỗ này nói dóc. Vừa rồi phát sinh không thoải mái mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là lấy nhỏ gặp lớn, Hứa Thuần Lương cũng có thể nhìn ra Tô Tình ở chỗ này tình cảnh cũng không lạc quan, dù sao cũng là người mới, nhất là ưu tú người mới. Tại chức trên trận khó tránh khỏi lại nhận làm khó dễ cùng chèn ép, bởi vì cái gọi là, cây cao chịu gió lớn. Nghiêm Vĩnh Tân đối Hứa Thuần Lương vẫn là có nghe thấy, hắn nhắc lên Cử Châu địa chấn, Hứa Thuần Lương tiến về chấn khu cứu ra Tô Tình sự tình hắn nghe nói, dứt bỏ Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình tình cảm riêng tư không nói, tỉnh vệ thị là nên hướng Hứa Thuần Lương nói tiếng cảm ơn. Đã hắn chủ động nhắc tới chuyện này, Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi muốn nhả rãnh một chút, Nghiêm chủ nhiệm. Tô Tình mặc dù năng lực làm việc rất mạnh, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, có chút quá mạo hiểm công việc vẫn là muốn chiếu cố một chút. Nghiêm Vĩnh Tân cười nói, kia là đương nhiên, ta đối nàng kỳ thật đã rất chiếu cố, nhưng là công việc của chúng ta tính chất quyết định chính là muốn tiếp nhận nhất định áp lực cùng nguy hiểm. Tô Tình rất ưu tú, đài lãnh đạo đối nàng đều không phải thường coi trọng, cho nên yêu cầu nghiêm khắc một chút, từ lâu dài đến xem đây cũng không phải là chuyện xấu, có lợi cho nàng trưởng thành. Hứa Thuần Lương nói, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn cái nào còn có cơ hội trưởng thành. Nghiêm Vĩnh Tân ha ha cười hai tiếng, rõ ràng có chút xấu hổ. Nghiêm Vĩnh Tân nói tránh đi, Tiểu Hứa A, người lần này tới Nam Giang là đi công tác vẫn là du lịch. Hứa Thuần Lương nói, tham gia dân chính hệ thống huấn luyện. Nghiêm Vĩnh Tân nhẹ gật đầu, lúc này có người đến tìm hắn, Nghiêm Vĩnh Tân hướng Hứa Thuần Lương nói một tiếng liền đi ra ngoài. Tìm Nghiêm Vĩnh Tân chính là băng tần tin tức nhất tỷ Vương Lập Vân, đừng nhìn Nghiêm Vĩnh Tân là băng tần tin tức người phụ trách, nhưng là tại vị này nhất tỷ trước mặt cũng không thể không cười theo. Vương Lập Vân tại hắn văn phòng ngồi, Nghiêm Vĩnh Tân mới vừa vào đến, nàng liền chất vấn, Nghiêm chủ nhiệm, chúng ta đơn vị có phải hay không có văn bản rõ ràng quy định, người không có phận sự không được đi vào nhân viên khu nghỉ ngơi. Vì cái gì Tô Tình tùy tiện dẫn người tiến đến? Nghiêm Vĩnh Tân cười nói, Vân tỷ, kia là nàng bằng hữu. Hắn trong lòng có chút phiền muộn, ngươi không phải đem ngươi khuê nữ mẹ ngươi đều mang đến, chính mình cũng không tuân thủ quy định còn bằng cái gì chỉ trích người khác. Vương Lập Vân cả giận nói, nàng nhận biết đều là cái gì hạ lưu bằng hữu, vừa rồi tại khu nghỉ ngơi công nhiên đánh người, đem nữ nhi của ta đều dọa. Nghiêm Vĩnh Tân nói, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, không có đánh nhau. Vương Lập Vân nói, lão Nghiêm, đi, ngươi liền sẽ che chở nàng, hiện tại cái gì tin tức trọng đại đều để nàng đi. Không phải liền là nhìn nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Nghiêm Vĩnh Tân nói, Vân tỷ, ngươi cũng không thể nói như vậy, chúng ta kênh ngươi là nhất tỷ A. Cái gì nhất tỷ, trong lòng ngươi tính toán gì ta còn không biết, đoán chừng rất nhanh liền để nàng thay thế ta. Nghiêm Vĩnh Tân dở khóc dở cười nói, Vân tỷ, người coi trọng ta, ngài là lãnh đạo khâm điểm, ta có thể ngồi vững vàng vị trí này còn nhờ vào người hỗ trợ. Vương Lập Vân nghe hắn nói như vậy trong lòng mới thoáng dễ chịu một chút. Lúc này Tô Tình gõ cửa tiến đến, nàng cũng là tìm Nghiêm Vĩnh Tân muốn thuyết pháp, đến bây giờ trong lòng còn ổ lấy một đám lửa. Nhìn thấy Vương Lập Vân ngồi ở bên trong, Tô Tình do dự một chút, bản nghĩ rời đi về sau lại nói, nghĩ không ra Vương Lập Vân gọi lại nàng, tiểu Tô, người giao đều là bằng hữu gì a? Một điểm tố chất đều không có, tại khu nghỉ ngơi liền ra tay đánh nhau, đây là Nghiêm chủ nhiệm chiếu cố mặt mũi của ngươi, nếu là báo cảnh, sớm đã đem hắn bắt tiến vào. Nghiêm Vĩnh Tân âm thầm kêu khổ, hắn đối Tô Tình tính cách còn là hiểu rõ một chút, tiểu nha đầu này ngoài mềm trong cứng, đối Vương Lập Vân cũng không phục. Tô Tình nói, Vương đại tỷ, bằng hữu của ta là hạng người gì không tới phiên ngươi đến bình phán, coi như hắn đánh người cũng có hắn lý do chính đáng. Vương Lập Vân một mặt khoa trương biểu lộ, Nghiêm chủ nhiệm, ngươi nghe một chút, đánh người còn có lý do chính đáng. Tiểu Tô, ngươi không muốn quá cuồng vọng, người trẻ tuổi vẫn là hiểu quy củ biết đại thể.
Tô Tình nói, cái gì gọi là hiểu quy củ biết đại thể? Dựa vào cái gì cả nhà ngươi lão tiểu liền có thể đến, bằng hữu của ta liền không thể đến? Liền bằng hữu của ta là người rảnh rỗi. Nhà các ngươi không có một cái người rảnh rỗi. Bọn hắn đến đơn vị làm công, lĩnh tiền lương sao? Vương Lập Vân tức giận đến lông mày đứng đấy. Tô Tình, ngươi quả thực là không biết lễ phép. Ta làm đơn vị tăng ca, nữ nhi của ta không về nhà được. Mẹ ta tiếp nàng bồi tiếp nàng tới đây làm bài tập. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Nghiêm chủ đảm nhiệm, ta có phải hay không trưng cầu ngươi đồng ý? Nghiêm Vĩnh Tân trong lòng tự nhủ, ngươi thật không có trưng cầu ta đồng ý. Nhưng nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Tô Tình nói, được, bằng hữu của ta đều là người rảnh rỗi, băng tần tin tức công việc đều là một mình ngươi làm, ta không làm được không? Ta từ chức được thôi. Nghiêm Vĩnh Tân khuyên nhủ, tiểu Tô, đừng nóng giận, một chuyện nhỏ thôi, không đáng. Tô Tình đã vung cửa đi ra, Nghiêm Vĩnh Tân nhanh đi ra ngoài truy nàng, tiểu Tô, ngươi đừng đi à. Hứa Thuần Lương tại khách quý trong phòng nghỉ nghe được động tĩnh, cũng ra, khi thấy Nghiêm Vĩnh Tân ngăn lại Tô Tình đường đi. Nghiêm Vĩnh Tân van nài bà thầm nghĩ, tiểu Tô, sự tình hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm, được rồi, về sau mặc kệ ai cũng muốn tuân thủ quy định, mọi người đối xử như nhau. Sau đó từ văn phòng đuổi theo ra tới Vương Lập Vân vừa vặn nghe được hắn câu nói này, Nghiêm chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Ta tân tân khổ khổ tăng giờ làm việc công việc, nữ nhi của ta không để ý chiếu cố, tới đây chờ ta không được à? Ta kia là người nhà, nàng đó là cái gì? Một cái tố chất thấp vô lại. Tô Tình tựa như một đầu bị chọc giận báo cái, xông đi lên chiếu vào Vương Lập Vân liền quăng một cái vang dội cái tát, cái này bàn tay đem Vương Lập Vân cho đánh cho hồ đồ. Hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, may mắn Vương Lập Vân khuê nữ cùng lão mụ đã sớm rời đi, không phải tràng diện này còn không biết sẽ có nhiều náo nhiệt. Tô Tình chỉ vào Vương Lập Vân nói, người dám nói thêm câu nữa thử một chút. Hứa Thuần Lương mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tình biểu hiện ra như thế hung hãn một mặt, vẫn là vô ý thức che miệng lại. Bị đánh mộng Vương Lập Vân sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, thét chói tai vang lên hướng Tô Tình phóng đi, ta liều mạng với ngươi. Nghiêm Vĩnh Tân nhanh lên đem nàng ngăn lại, một cái là băng tần tin tức nhất tỷ, một cái là từ từ bay lên người mới dẫn chương trình, mới cũ ở giữa vết rách sớm đã hình thành, chỉ là hắn không nghĩ tới, lần mâu thuẫn này lại đột nhiên kích hóa, mà lại tới kịch liệt như thế. Hứa Thuần Lương đi qua che lại Tô Tình, mặc dù Tô Tình sức chiến đấu không yếu, nhưng là hắn vẫn là lo lắng Tô Tình ăn thiệt thòi. Vương Lập Vân thét to, báo cảnh, ta muốn báo cảnh, nàng đánh ta, nàng đánh ta. Tỉnh vệ thị bảo vệ trưởng phòng mang theo 8 tên bảo an chạy tới, tin tức truyền rất nhanh, gần đây nhảy lên đỏ nữ MC Tô Tình đem tin tức nhất tỷ Vương Lập Vân đánh, cái này tại đài truyền hình cũng là một cái bạo tạc tính chất mới nghe. Hứa Thuần Lương nói khẽ với Tô Tình nói, đừng sợ, có ta đây. Tô Tình mím môi, nàng mới không sợ, ai dám vỗ nhục Hứa Thuần Lương nàng liền dám cùng đối phương ăn thua đủ, mà lại hôm nay chuyện này rõ ràng chính là nhằm vào nàng, nàng có thể tiếp nhận phong hiểm. Tiếp nhận áp lực công việc, nhưng là không thể chịu đựng bất kỳ không công bằng đãi ngộ. Nếu như là dùng vũ lực định thắng thua, toàn bộ đài truyền hình bảo an cộng lại cũng không đủ Hứa Thuần Lương đánh, nhưng là Hứa Thuần Lương biết sự tình đến loại tình trạng này nhất định phải dựa theo quy tắc đến tiến hành. Ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn cùng ngươi giảng điều lệ, ngươi cùng bọn hắn giảng vũ lực, bọn hắn cùng ngươi cách nói luật, cho nên phương pháp tốt nhất chính là dùng công nhận thực lực đến nghiền ép đối phương. Thực lực này chính là bối cảnh. Tại Hứa Thuần Lương xem ra chuyện này không tính lớn cũng không tính là nhỏ, để Diệp Gia Gia mặt có chút chuyện bé xé ra to, tìm Đông Châu phương diện lại ngoài tầm tay với. Hứa Thuần Lương nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp, đó chính là Tỉnh Văn Lữ người đứng đầu Hình Văn Hổ, thứ nhất là bởi vì Hình Văn Hổ cùng hắn cùng Tô Tình đều biết, ba người còn cùng một chỗ diễn qua Bá Vương Biệt Cơ, thứ hai Hình Văn Hổ bản thân liền thiếu hắn nhân tình. Hứa Thuần Lương cho Hình Văn Hổ gọi điện thoại. Hình Văn Hổ nghe nói Tô Tình tiếp tục tên tin tức người chủ trì Vương Lập Vân đánh, tại đầu bên kia điện thoại liền nở nụ cười, hắn cũng không cho rằng là cái đại sự gì, chỉ là không nghĩ tới ôn nhu động lòng người Tô Tình thế mà còn có như thế hung hãn một mặt. Hắn đối Tô Tình ấn tượng rất tốt, coi như Hứa Thuần Lương không mở miệng, hắn biết chuyện này cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hình Văn Hổ để Hứa Thuần Lương không cần lo lắng, hắn liên lạc một chút truyền hình lãnh đạo, làm cho đối phương ra mặt cân đối một chút. Tự cho là chiếm hết đạo lý Vương Lập Vân vừa khóc vừa gào, rõ ràng tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nàng quyết định muốn nhân cơ hội này tướng Tô Tình trục xuất truyền hình. Hứa Thuần Lương đem Tô Tình gọi qua một bên,
Tô Tình có chút ủy khuất nói, ta không làm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi không làm chẳng phải là để người xấu đạt được. Liền xem như không làm cũng không thể là hiện tại, rời đi cũng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói đến đây hắn thuận tiện hướng Tô Tình bộ ngực liếc một cái, hạ giọng nói, tức giận đều lớn rồi, khoan hãy nói đẹp vô cùng. Tô Tình vốn đang sinh khí, nghe hắn đột nhiên tới một câu như vậy nhìn không được bật cười, sẵn giọng, chán ghét. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, không có việc gì. Tô Tình thở dài nói, ta thật vô dụng, lại cho ngươi thêm phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cho người khác thêm phiền phức ta còn không vui đâu, làm phiền ngươi ta càng nhiều càng tốt. Lúc này nhìn thấy Vương Lập Vân tiếp điện thoại, đi một bên thút tha thút thít kể ra. Hứa Thuần Lương nói, nàng gọi Vương Lập Vân. Tô Tình gật đầu nói, làm sao? Ngươi biết. Hứa Thuần Lương nhớ tới trước đây Đông Châu Đài truyền hình tin tức phóng viên Vương Lập Xuyên, bởi vì đưa tin bôi đen Mộc Lan tập đoàn bị mình cho đào công việc, kia hàng ghi hận trong lòng, thế mà chạy đến bệnh truyền nhiễm viện cho mình một buồn bực côn, hai người này nên không phải có cái gì quan hệ thân thích à. Quay đầu phải hảo hảo điều tra thêm, kỳ thật tra ra chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ rồi. Vương Lập Vân là cho đài trưởng từng bản tuyên cáo trạng, nàng yêu cầu trong đài nghiêm ngặt xử lý Tô Tình. Một tát này để nàng mặt mũi mất hết, nàng nhất định phải để Tô Tình nỗ lực giá cao thảm trọng, nàng tố cầu thị tướng Tô Tình mở trừ. Từng bản tuyên không nghe nàng nói xong cũng đánh gãy nàng, tiểu vương, ngươi là chúng ta đài lão công nhân, muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng, chuyện của các ngươi ta nghe nói, là ngươi nhục mạ tiểu tô trước đây, nàng mới động thủ. Không phải, ta, ngươi không muốn rảo biện, ta đã hiểu qua tình huống, tiểu tô là chúng ta đài công thần, cũng là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có không thành thục địa phương, nhưng là chúng ta muốn lấy tha thứ chi tâm đối đãi nàng, người mình đã làm gì chính người rõ ràng, thân là tiền bối, muốn đem cách cục thả lớn hơn một chút, đừng làm đến cuối cùng để người khác chê cười. Vương Lập Vân hiện tại là triệt để mộng, đài trưởng căn bản không hướng về nàng nói chuyện, mỗi câu nói từng chữ đều tại giữ gìn Tô Tình, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Cũng bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên toàn thế giới đô hộ lấy nàng. Vương Lập Vân nói, ta muốn báo cảnh, ta muốn nàng đạt được vốn có trừng phạt. Tăng đài trưởng nói, ngươi muốn làm như vậy ta cũng không ngăn ngươi, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, chúng ta đài khẳng định sẽ bảo vệ mình trọng điểm nhân viên. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại, Vương Lập Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, Tô Tình là trọng điểm nhân viên, mình cũng không phải là. Làm sao bỗng nhiên cảm giác mình liền quá khí rồi. Nghiêm Vĩnh Tân cũng nhận được điện thoại, nhìn hắn cúi đầu khom lưng dáng vẻ liền biết chắc là lãnh đạo đánh tới. Nghiêm Vĩnh Tân tiếp điện thoại xong đi vào Vương Lập Vân trước mặt, thấp giọng nói, Vương tỷ, ta xem chuyện này coi như xong đi, đều là người một nhà không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Vương Lập Vân một mặt bi phẫn không hiểu, tính toán. Nàng trước mặt mọi người đánh ta mặt, ta nếu là tính như vậy còn thế nào gặp người, ta còn thế nào đối diện ức vạn tivi người xem. Nghiêm Vĩnh Tân trong lòng tự nhủ nàng là ở chỗ này đánh ngươi mặt, lại không tại ngươi truyền bá tin tức thời điểm đánh ngươi mặt. Cùng người ta ức vạn tivi người xem có quan hệ gì? Nghiêm Vĩnh Tân hạ giọng nói, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đi, làm lớn chuyện đối với ngươi không có chỗ tốt. Vương Lập Vân nói, Tăng Đài che chở nàng. Nghiêm Vĩnh Tân thở dài nói, Tăng Đài cũng không có cách, trong tỉnh có người cho hắn chào hỏi. Vương Lập Vân nội tâm hơi hồi hộp một chút, liền Tăng Đài đều muốn nể tình người, khẳng định là Bình Hải một vị đại nhân nào đó vật. Xem ra hôm nay chính mình cái này thua thiệt ăn chắc, nàng dùng đầu óc cấp tốc qua một lần mình đạt đến quan hệ, chỉ sợ không ai có thể chạm đến cấp độ này, nàng có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, nàng đến hướng ta ngay mặt xin lỗi. Nghiêm Vĩnh Tân cho rằng Vương Lập Vân yêu cầu này cũng không quá phận, Tô Tình trước mặt mọi người đánh nàng một bàn tay, Vương Lập Vân muốn nói xin lỗi cũng là bình thường, nhiều ít có thể tìm về một chút mặt mũi. Thế là Nghiêm Vĩnh Tân vừa tìm được Tô Tình, hắn đem Vương Lập Vân tố cầu nói. Kỳ thật hắn kẹp ở giữa cũng khó làm, ước gì chuyện này sớm một chút giải quyết. Không đợi Tô Tình trả lời, Hứa Thuần Lương liền đã thay nàng đem lời nói, xin lỗi không có khả năng, muốn nói xin lỗi cũng là nàng hướng Tô Tình xin lỗi, người giúp ta chuyển cáo nàng, liền nàng kia chút thực lực đừng nghĩ lấy vì người khác ra mặt, như quả nàng lần sau còn dám nhằm vào Tô Tình, ta để nàng cùng nàng ra thân thích, từ giới truyền thông hoàn toàn biến mất. Một chốc lát này Hứa Thuần Lương đã thông qua Lục Kỳ tra được Vương Lập Xuyên cùng Vương Lập Vân quan hệ, Vương Lập Vân là Vương Lập Xuyên đường tỷ, hai người là một cái ra ra, xem ra hôm nay bảo an nhắm vào mình cũng không phải là ngẫu nhiên sự kiện.
Nghiêm Vĩnh Tân đã đầy đủ nhận thức đến Hứa Thuần Lương thực lực, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến quan hệ, cũng để truyền hình người đứng đầu tự mình ra mặt đến lắng lại chuyện này người tuyệt không đơn giản. Nghiêm Vĩnh Tân trở về lại cùng Vương Lập Vân đàm lúc sau đã rõ ràng không có vừa rồi kiên nhẫn, hắn nói cho Vương Lập Vân Tô Tình không đồng ý nói xin lỗi, còn đem Hứa Thuần Lương y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho nàng. Hiện tại Vương Lập Vân tựa như quả cầu ra xì hơi, nàng bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng chọc không nên dây vào người. Kỳ thật nàng đã sớm biết Hứa Thuần Lương, đường đệ Vương Lập Xuyên tại Đông Châu bởi vì Hứa Thuần Lương vứt bỏ công việc, thậm chí tại giới truyền thông đều không có nơi sống yên ổn, cuối cùng đi đến Nam Giang tìm nơi nương tựa chính mình. Vương Lập Vân cũng ý đồ giúp hắn đi tìm công việc, nhưng Vương Lập Xuyên hắc lịch sử thật sự là khó tìm công việc, hiện tại Vương Lập Xuyên cặp vợ chồng làm lên từ truyền thông. Vương Lập Vân đối Tô Tình ghen ghét cũng là từ xưa đến nay, Tô Tình đến để nàng vị này tin tức nhất tỷ cảm nhận được sâu nặng cảm giác nguy cơ, hôm nay vừa lúc là một cơ hội, nàng vốn định mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhục nhã một chút Tô Tình, nhưng là không nghĩ tới đá vào tấm sắt bên trên, không những không thể đạt thành mục đích ngược lại tự rước lấy nhục. Từ đài trưởng đến kênh chủ quản thái độ đã nói rõ vấn đề, không người nào nguyện ý đứng tại nàng bên này, coi như nàng kiên trì báo cảnh, chỉ sợ cũng không làm gì được Tô Tình. Xã hội hiện nay chính là một cái so đấu bối cảnh thời đại, người ta có bối cảnh, mình đấu không lại Tô Tình, nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Vương Lập Vân lập tức liền xì hơi, không cưỡng cầu nữa Tô Tình cho nàng xin lỗi, nàng nhận rõ hiện thực, sự tình huyên náo càng lớn, mình càng là khó coi. Hứa Thuần Lương bên kia đã cùng Tô Tình hai người rời đi, bọn hắn căn bản không có đem Vương Lập Vân để vào mắt. Tên kia gọi Lưu Đông Hải bảo an mắt thấy tình này này cảnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Liền tin tức nhất tỷ đều bạch ai một bàn tay, lại càng không cần phải nói hắn cái này nhỏ bảo an. Nghiêm Vĩnh Tân chuyên môn đuổi theo ra đến đưa Hứa Thuần Lương, rất nhiệt tình cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, giữ lại nói, tiểu Hứa, đều đã trễ thế như vậy liền cùng nhau ăn cơm đi, không phải Lục Minh khẳng định đến trách ta chào hỏi không chu toàn. Hứa Thuần Lương cười nói, Nghiêm chủ nhiệm không cần khách khí, ta cùng Tô Tình đã hẹn đơn độc ăn cơm, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội, người về sau về Đông Châu đừng quên liên hệ ta. Ta đến an bài. Nghiêm Vĩnh Tân cười nói, nhất định nhất định, hắn tại trong chính trị khứu giác cũng là tương đương nhạy cảm, ý thức được cùng Hứa Thuần Lương loại người này chỗ tốt quan hệ tuyệt không có chỗ xấu. Hứa Thuần Lương nói, còn có A, về sau mong rằng Nghiêm chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn Tô Tình, đừng cho nàng an bài phong hiểm tính quá cao công việc, ta không yên lòng, vạn nhất gặp lại phiền toái gì, ta chịu định muốn tìm bọn các ngươi muốn thuyết pháp. Nghiêm Vĩnh Tân ha ha cười nói, ta minh bạch. Ta minh bạch. Tô Tình biết Hứa Thuần Lương quan tâm mình, một bên nói, được rồi, ngươi đừng làm khó Nghiêm chủ nhiệm, ta chuyện công tác không cần ngươi quan tâm. Hứa Thuần Lương buông ra Nghiêm Vĩnh Tân tay, Nghiêm chủ nhiệm, đi trước A, về sau lại tụ họp. Nghiêm Vĩnh Tân nhìn qua hai người đi xa bóng lưng lắc đầu, chờ bọn hắn đi xa, lại lấy điện thoại cầm tay ra, Lục Minh, ngươi vị này tiểu lão đệ có chút ý tứ A. Hứa Thuần Lương bên trên Tô Tình xe. Tô Tình lập tức liền bổ nhào vào trong ngực hắn, chán ghét, ngươi đừng quản ta công việc. Hứa Thuần Lương cười nói, ta không can thiệp a, liền tùy tiện hàn huyên hai câu. Ngô, miệng bị Tô Tình cho phong bế. Hứa Thuần Lương vừa định nhiệt liệt đáp lại một chút, Tô Tình liền buông hắn ra, đây là tại đơn vị, ngươi chú ý một chút. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, vừa mới chủ động giống như không phải mình. Tô Tình hướng hắn ngọt ngọt cười, khải lái xe, ban đêm muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết ta muốn ăn cái gì? Tô Tình mị nhãn như tơ nói, nếu không chúng ta tìm một chỗ tỉnh táo một chút. Mặc Hàm tại tiếp vào Long Cổ nhà bảo tàng cháy tin tức về sau không cách nào tỉnh táo, Bạch Mộ Sơn vừa mới ngộ hại, hắn một tay thành lập Long Cổ nhà bảo tàng liền phát sinh hỏa hoạn, mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng là tổn thất không nhỏ, trước mắt cháy nguyên nhân còn đang điều tra bên trong. Mặc Hàm đuổi tới hiện trường thời điểm. Nhìn thấy Long Cổ nhà bảo tàng vẫn đang thiêu đốt hừng hực, nhân viên chữa cháy cũng đang khẩn trương dập tắt lửa. Mặc Hàm đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, ánh lửa chiếu đỏ lên nàng gương mặt xinh đẹp. Mặc Hàm dám đoán chắc hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên, có một đôi tay vô hình chính ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Mặc Hàm điện thoại di động vang lên, là Loan Ngọc Xuyên gọi điện thoại tới, Loan Ngọc Xuyên muốn gặp nàng, nói có chuyện trọng yếu thương lượng với nàng. Mặc Hàm lúc này tâm tình cực độ ác liệt. Loan Ngọc Xuyên đại khái suất là vì Bạch Mộ Sơn sự tình, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi một chuyến bệnh viện, cùng Loan Ngọc Xuyên ở trước mặt nói một chút.
Loan Ngọc Xuyên mấy ngày nay một mực ở tại tỉnh nhân ICCU bên trong, dựa theo Tô Vân Toàn chẩn bệnh, bệnh tình của hắn không thể lạc quan, trước mắt vẫn còn bảo thủ trị liệu giai đoạn. Nhìn thấy Mạc Hàm rốt cục xuất hiện tại trước mặt, Loan Ngọc Xuyên thần sắc tựa hồ an định một chút, hắn muốn ngồi dậy. Mạc Hàm nói, không cần. Loan Ngọc Xuyên thở dài nói, ta hiện tại liền ngồi lên khí lực cũng không có. Mạc Hàm nói, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Loan Ngọc Xuyên thấp giọng nói, được rồi sao, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Mạc Hàm không có trả lời, con mắt nhìn một chút góc tường giám sát, ý đang nhắc nhở Loan Ngọc Xuyên nói chuyện phải cẩn thận. Loan Ngọc Xuyên thở dốc một chút lại nói, ta nghe nói Bạch Mộ Sơn bị Tiết An Lương giết. Mạc Hàm nói, việc này trước mắt chưa có kết luận, cảnh sát chỉ là tướng Tiết An Lương liệt làm trọng yếu nghi phạm, cũng không xác định hắn chính là hung thủ giết người. Loan Ngọc Xuyên nói, 89 phần 10 chính là hắn là Tiết Nhân Trung nhi tử. Trên thế giới này không có chân chính bí mật, Tiết An Lương mặc dù che giấu rất tốt, cũng đã trở thành Bạch Mộ Sơn học sinh, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đã thu được Bạch Mộ Sơn tín nhiệm. Bạch Mộ Sơn sớm liền phát hiện tiểu tử này có mưu đồ khác, cho nên một mực đang âm thầm quan sát hắn, sở dĩ không có vạch trần là bởi vì thời cơ còn không thành thục, hắn có thả dây dài câu cá lớn dự định, chỉ bất quá không nghĩ tới cuối cùng vẫn phát sinh ngoài ý muốn. Mạc Hàm nói, Tiết An Lương động cơ là cái gì? Loan Ngọc Xuyên nói, tự nhiên là xương rồng. Hắn cho rằng Mạc Hàm vấn đề có chút dư thừa, Tiết An Lương tự nhiên là hướng về phía Tiên Thiên Kinh mà tới. Mạc Hàm nhẹ giọng thở dài nói, việc này tại lý không hợp, là Bạch Mộ Sơn tướng Tiết An Lương gọi đi phòng làm việc. Từ chuyện này xem ra, Tiết An Lương giết người cũng không phải là trong kế hoạch. Cảnh sát chạy đến thời điểm, hắn còn chưa kịp rời đi, lấy hắn trầm ổn tính cách, vốn nên làm không từng ra kích chuyện giết người. Loan Ngọc Xuyên nói, có một số việc ai cũng đem cầm không được. Mạc Hàm lắc đầu, nàng cũng không cho rằng Tiết An Lương sẽ giết chết Bạch Mộ Sơn, chỉ ít sẽ không ở không có chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết, huống chi Tiết An Lương còn không có đạt được vật hắn muốn. Căn cứ nàng giải được tình huống, cảnh sát là tiếp vào báo cảnh sau khẩn cấp đi hiện trường, hung thủ thật sự rất có thể là cái kia báo cảnh người. Loan Ngọc Xuyên nói, ta muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt một lần. Mạc Hàm đôi mi thanh tú tần lên, Loan Ngọc Xuyên đột nhiên nhắc lên chuyện này đương nhiên là có hắn mục đích, Mạc Hàm cũng rõ ràng hắn mục đích là cái gì. Loan Ngọc Xuyên nói, ta sắp không được, hắn có lẽ có biện pháp cứu ta. Mạc Hàm nói, coi như hắn có biện pháp, cũng là phải trả giá thật lớn. Nàng đi tìm Hứa Thuần Lương, cho nên rõ ràng Hứa Thuần Lương muốn cái gì, mà Hứa Thuần Lương muốn, Loan Ngọc Xuyên chưa hẳn cho được. Loan Ngọc Xuyên tràn ngập khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Mạc Hàm, giúp ta một chút. Cho tới nay hắn đều xung làm Mạc Hàm khôi lỗi, là tông môn tận tâm tận lực, tại trong mắt người khác hắn là phong quang vô hạn vốn liếng đại lão, nhưng thực tế bên trên nhất cử nhất động của hắn đều tại Mạc Hàm an bài xuống tiến hành, hắn không oán không hối, bởi vì hắn thiếu Mạc gia, hắn cam tâm là Mạc gia làm một chuyện gì, nhưng hắn cũng là tục nhân, khi hắn bột sắp tử vong thời điểm, hắn cũng cảm giác đến sợ hãi. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Mạc Hàm nói, người có thể gặp hắn, bất quá có chút bí mật nhất định phải giữ vững. Loan Ngọc Xuyên trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt kinh hỉ, cái này cũng không giấu giếm được Mạc Hàm con mắt, nàng ý thức được Loan Ngọc Xuyên vì sống sót có thể sẽ bất kể đại giới, coi như hắn đã đáp ứng mình cũng chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Loan Ngọc Xuyên nói, có chuyện ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì cái gì ngươi muốn trợ giúp Nhâm Thiên Giã. Mạc Hàm nói, ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Loan Ngọc Xuyên nói, ta vốn không muốn hỏi, chỉ là ta phát hiện từ khi hắn xuất hiện về sau, liền phát sinh một chút chuyện không tốt. Mạc Hàm nói, xích đạo vốn liếng vận hành hết thảy bình thường, hắn đối chúng ta sự tình cũng không biết rõ tình hình, hắn cùng Bạch Mộ Sơn thậm chí cũng không nhận ra. Nàng coi là Loan Ngọc Xuyên hoài nghi Nhâm Thiên Giã cùng Bạch Mộ Sơn chết có quan hệ. Loan Ngọc Xuyên nói, ta cùng gặp mặt hắn số lần mặc dù không nhiều, nhưng là ta luôn cảm thấy người này tràn đầy không xác định nhân tố, để cho ta cảm giác không nỡ. Mạc Hàm hờ hững nói, chuyện của hắn không liên quan gì đến ngươi. Loan Ngọc Xuyên không có tiếp tục nói hết, thở dài nói, ta nói đến thế thôi. Hắn cũng rõ ràng mình không cải biến được Mạc Hàm quyết định. Mạc Hàm đứng dậy rời đi, đến đi ra bên ngoài vừa vặn gặp được đến đây kiểm tra phòng Tô Vân Toàn. Mạc Hàm hỏi Loan Ngọc Xuyên bệnh tình. Tô Vân Toàn sắc mặt ngưng trọng nói, không thể lạc quan, gần nhất ta cho hắn làm toàn diện kiểm tra, phát hiện toàn thân hắn động mạch mạch máu cứng lại đều khá là nghiêm trọng,
nếu như hắn sớm nghe ta đi tham gia giải phẫu liền tốt, cũng không trở thành diễn biến cho tới hôm nay tình trạng. Mặc Hàm trong lòng thầm nghĩ, coi như nghe ngươi làm tham gia giải phẫu, tình huống cũng chưa chắc so hôm nay có thể tốt hơn chỗ nào, nàng phi thường rõ ràng Loan Ngọc Xuyên mấu chốt ở đâu. Mặc Hàm nói, hiện đang tiến hành tham gia giải phẫu xác suất thành công bao nhiêu? Phong hiểm lớn không lớn? Tô Vân Toàn thở dài nói, phong hiểm rất lớn, mà lại Loan Tổng ở phương diện này thái độ phi thường kiên quyết, hắn kháng cự tham gia giải phẫu, ta hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể tạm thời đi bảo thủ trị liệu. Mặc Hàm nói, Tô Viện trưởng phí tâm. Tô Vân Toàn nói, Mặc tiểu thư tốt nhất thông chi Loan Tổng người nhà. Mặc Hàm lắc đầu, hắn không có người thân. Hứa Thuần Lương nhận được Loan Ngọc Xuyên điện thoại, Loan Ngọc Xuyên muốn theo hắn gặp mặt một lần, liên tưởng tới Mặc Hàm tìm hắn nói qua sự tình. Hứa Thuần Lương không khó tưởng tượng ra Loan Ngọc Xuyên chủ động yêu cầu mục đích gặp mặt, Hứa Thuần Lương đáp ứng Loan Ngọc Xuyên, ngày thứ hai xế chiều đi nhìn hắn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương vừa mới rời giường liền biết được Long Cổ nhà bảo tàng cháy tin tức này có chút đột nhiên, nhưng ổn định lại tâm thần một suy nghĩ, lại hình như hợp tình hợp lý. Từ Mặc Hàm tới tìm hắn bắt đầu, quay chung quanh bọn hắn những người này vận rủi liền liên tiếp không ngừng mà phát sinh, Bạch Mộ Sơn bị giết, Long Cổ nhà bảo tàng cháy. Hứa Thuần Lương có thể kết luận, trận này cháy tuyệt không phải ngoài ý muốn, tiếp xuống có lẽ còn sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Hứa Thuần Lương buổi sáng huấn luyện còn chưa kết thúc, Tiết An Lương tỷ tỷ Tiết An Ninh liền đến tìm hắn. Tiết An Lương bị cuốn vào Bạch Mộ Sơn án mưu sát, trước mắt là hiểm nghi lớn nhất người, thân là tỷ tỷ Tiết An Ninh biết được việc này về sau, chạy tới đầu tiên Nam Giang. Hứa Thuần Lương các loại huấn luyện kết thúc về sau đến trường đảng ngoài cửa lớn, nhìn thấy ngừng chờ ở bên ngoài xe thương vụ. Tiết An Ninh đứng tại trước xe chờ lấy hắn. Hứa Thuần Lương hướng Tiết An Ninh gật đầu nói, đợi lâu. Tiết An Ninh nói, cha ta cũng tới, hắn trên xe. Hứa Thuần Lương đi vào xe thương vụ bên trong, Tiết Nhân Trung ngồi ở trong xe, ngay tại nấu nước pha trà, phát sinh chuyện lớn như vậy, vẫn có thể bảo trì bình tĩnh đã rất khó làm được, bởi vậy có thể thấy được Tiết Nhân Trung tuyệt không phải là hư danh hạng người. Tiết Nhân Trung ho khan một tiếng nói, Hứa chủ nhiệm tới. Hai ngày này thời tiết không tốt, ta già thấp khớp lại phạm vào, không thể đứng dậy đón lấy, thứ lỗi. Hứa Thuần Lương cười cười, tại hắn đối diện ngồi xuống, Tiết tiên sinh không cần khách khí. Tiết Nhân Trung nói, An Lương sự tình cho ngươi thêm phiền toái. Hắn đã biết hôm qua Hứa Thuần Lương đi gặp Tiết An Lương sự tình. Hứa Thuần Lương tiếp nhận hắn đưa tới chén trà, cũng không tính phiền phức, chỉ là ta cũng không có thể giúp một tay, thật sự là không có ý tứ. Tiết Nhân Trung nói, An Lương là ta xếp vào tại Bạch Mộ Sơn bên người nhãn tuyến, mục đích của ta chính là muốn từ Bạch Mộ Sơn trên thân đạt được tiên thiên kinh. Như thế khai môn kiến sơn nói chuyện để Hứa Thuần Lương có chút ngoài ý muốn, chứng minh Tiết Nhân Trung đã bị dồn đến không đường thối lui tình trạng, hiện tại tiếp tục cùng Hứa Thuần Lương vòng vo đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hứa Thuần Lương nói, tiên thiên kinh là cái gì? Tiết Nhân Trung ánh mắt thâm thúy tiếp cận Hứa Thuần Lương con mắt, Hứa chủ nhiệm. Người cùng An Lương ở giữa sự tình ta nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút, tha thứ ta nói thẳng, người không phải người bình thường, y thuật của ngươi muốn hơn xa Hứa lão tiên sinh. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, thuật nghiệp hữu chuyên công thôi. Tiết Nhân Trung nói, Bạch Mộ Sơn năm đó Hứa lão tiên sinh quyên ra một nhóm lớn xương rồng, những này xương rồng quyên cho Đông Châu nhà bảo tàng về sau không bao lâu liền tao ngộ một trận hỏa hoạn, thật vừa đúng lúc chính là cùng năm còn phát sinh cùng một chỗ trộm cướp án. Nói đến đây, hắn ho khan hai tiếng. Hứa Thuần Lương nhìn qua Tiết Nhân Trung, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là hắn cũng là cái này khởi vụ trộm người tham dự. Tiết Nhân Trung nói, năm đó ta có vị họ Hoàng sư huynh trùng hợp tham dự án này, hắn trùng hợp tại giáp cốt văn phương diện có chút nghiên cứu. Hứa Thuần Lương bắt đầu có hứng thú, xem ra Tiết Nhân Trung hôm nay lấy ra đầy đủ thành ý. Tiết Nhân Trung nói, hắn cũng là tướng ta U Minh Lạnh trong quan tài ngọc giải cứu ra người. Về sau chúng ta bởi vì tham niệm mang đi nắp quan tài, tất cả tham dự chuyện này người toàn đều trúng hàn độc. Hứa Thuần Lương nói, người khác còn sống không? Tiết Nhân Trung lắc đầu, ngoại trừ ta sống chui nhủi ở thế gian, những người khác tất cả đều chết mất. Ta sư huynh trước khi chết nói cho ta, muốn thanh trừ chúng ta thể nội hàn độc, cần muốn tìm tới tiên thiên kinh, quyển kia tiên thiên kinh có thể để chúng ta dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên. Hứa Thuần Lương nói, thế là các ngươi liền nghĩ đến Bạch Mộ Sơn. Tiết Nhân Trung nói, Bạch Mộ Sơn chỉ là một cái trong đó người tham dự, chân chính người tổ chức một người khác hoàn toàn, ta sư huynh năm đó cũng từng chui vào Bạch Mộ Sơn phòng làm việc,
ý đồ từ chỗ của hắn tìm kiếm Tiên Thiên Kinh, nhưng khi đó Bạch Mộ Sơn cũng không có thể giải mã xương rồng bí mật, coi như hắn giải mã, trong tay hắn cũng chỉ có một bộ phận, còn có cái khác bị phân cho hai người khác. Hứa Thuần Lương nói, vì một bản khả năng tồn tại tàn phá không hoàn toàn Tiên Thiên Kinh, liền để con của ngươi chui vào Bạch Mộ Sơn bên người, đặt mình vào nguy hiểm. Tiết Nhân Trung cười khổ nói, ngươi sớm đã nhìn ra, nếu như tìm không thấy phương pháp phá giải, nhi tử ta, nữ nhi của ta đều phải bị hàn độc bối rối, ta là tại chúng U Minh hàn độc về sau mới sinh hạ bọn họ. Nếu như không phải lâm vào khốn cảnh, Tiết Nhân Trung cũng sẽ không đối Hứa Thuần Lương như thế thẳng thắn, tướng quá khứ hết thảy nói thẳng ra. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, nào có cái gì Tiên Thiên Kinh, chẳng qua là Hoàng đế nội kinh một bộ phận thiên dưỡng thiên thôi, mà lại bộ phận này còn tàn khuyết không đầy đủ, liền coi như bọn họ đạt được toàn bộ xương rồng, lấy bọn hắn năng lực cũng không có khả năng đem phía trên tất cả văn tự tất cả đều phiên dịch chính xác. Từ Loan Ngọc Xuyên cùng Mặc Hàm những người này tình hình gần đây Hứa Thuần Lương đã suy đoán ra, bọn hắn nhất định là tu luyện cái gọi là Tiên Thiên Kinh xảy ra vấn đề. Lấy Mặc Hàm tuổi tác, nàng hiển nhiên không thể nào là phía sau người tổ chức, nhưng là nàng cùng năm đó người tổ chức khẳng định quan hệ mật thiết. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh hẳn phải biết tổ chức này người là ai a? Tiết Nhân Trung lắc đầu, ta mặc dù không biết, nhưng là ta hoài nghi là Âu Dương Hạo Hãn. Hứa Thuần Lương nói, Âu Dương Hạo Hãn, cái tên này với hắn mà nói tương đương lạ lẫm. Tiết Nhân Trung nói, Âu Dương Hạo Hãn là lĩnh nam danh y, chỉ là hắn tại 20 năm trước đã chết. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải là không có chứng cứ. Tiết Nhân Trung nói, Âu Dương Hạo Hãn có cái ngoại tôn nữ chính là Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương nao nao, tin tức này coi như tương đương có giá trị. Tiết Nhân Trung nói, Âu Dương Hạo Hãn người này tương đương lợi hại, hắn y thuật cao minh, nhưng là tính cách cao ngạo, nếu như hắn không thích người, mặc kệ người có bao nhiêu tiền, địa vị như thế nào, hắn cũng sẽ không làm viện thủ, cũng bởi vì dạng này tính tình đắc tội một chút quyền quý. Hắn khi còn sống tận sức tại đào móc cổ phương, ở phương diện này đạt đến cố chấp tình trạng, chỉ cần nghe nói có cổ phương tin tức, mặc kệ áp dụng như thế nào đại giới hắn đều sẽ nghĩ tận phương pháp đạt được. Hứa Thuần Lương nói, người cùng hắn bởi vậy nhận biết. Tiết Nhân Trung lắc đầu nói, ta cùng hắn không có tới hướng, nhưng là ta sư huynh cùng hắn lui tới mật thiết. Hứa Thuần Lương nói, sư huynh của ngươi phát bệnh thời điểm, không có nghĩ qua đi tìm hắn trị liệu. Tiết Nhân Trung nói, ta đoán chừng hắn hẳn là đi tìm, không phải lấy ta sư huynh trầm ổn tính cách, cũng sẽ không bí quá hóa liều đi trộm trộm Đông Châu nhà bảo tàng. Nhà có gia pháp, môn có môn quy, Tiết Nhân Trung cái môn này có cái quy củ, không đánh nhà bảo tàng chủ ý, hắn vị sư huynh kia hiển nhiên phá hủy môn quy, nếu như không phải là vì mạng sống, hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Hứa Thuần Lương nói, Âu Dương gia còn thừa lại người nào? Tiết Nhân Trung nói, Âu Dương Hạo Hãn có một trai một gái, nữ nhi gọi Âu Dương Thu Thủy, nhi tử gọi Âu Dương Thu Sơn, con của hắn lúc còn rất nhỏ liền bị người bắt cóc. Về phần hắn nữ nhi Âu Dương Thu Thủy cũng có thiên tư hơn người kỳ nữ, kế thừa Âu Dương Hạo Hãn y thuật, nhưng là về sau bởi vì vấn đề tình cảm, hai cha con bất hòa, Âu Dương Thu Thủy rời nhà trốn đi, nghe nói là đi hải ngoại, chỉ còn lại Âu Dương Hạo Hãn lẻ loi trơ trọi một cái, lại về sau, một ngày nào đó có người đem Mặc Hàm đưa đến Âu Dương Hạo Hãn bên người. Âu Dương Hạo Hãn mới biết nữ nhi của hắn đã chết, chỉ còn lại đứa cháu ngoại này nữ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, như thế nói đến, Mặc Hàm thân thế cũng đủ đáng thương, Mặc Hàm phụ thân bên kia không người sao. Tiết Nhân Trung nói, hẳn là họ Mặc, nghe nói cha mẹ của nàng là cùng một chỗ tai nạn máy bay bỏ mình, về phần Mặc gia còn có hay không những người khác ta cũng không rõ ràng. Tiết Nhân Trung biết đến cũng chỉ có thế, chuyện cho tới bây giờ, hắn đối Hứa Thuần Lương đã không có bất kỳ giấu giếm nào, Hứa Thuần Lương nghĩ từ bản thân cùng Loan Ngọc Xuyên còn đã hẹn gặp mặt, cùng Tiết Nhân Trung nói một tiếng, vội vàng hướng tỉnh nhân y tiến đến. Hứa Thuần Lương đi vào tỉnh nhân y thời điểm, lại đạt được một cái tin xấu, Loan Ngọc Xuyên tại 20 phút trước đó chết bệnh. Mặc Hàm chính đang vì hắn xử lý hậu sự. Hứa Thuần Lương đi vào Mặc Hàm bên người, tình huống như thế nào? Loan Tổng cùng ta đã hẹn gặp mặt, làm sao đột nhiên liền? Mặc Hàm lạnh lùng nói, người có sớm tối họa phúc, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vào trong nguy hiểm, lại không chịu nghe từ tô chủ nhiệm khuyên nhủ làm tham gia trị liệu. Phát sinh tình trạng lúc sau đã không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể hay không xem hắn di thể. Tùy tiện, Loan Ngọc Xuyên thi thể chưa rời đi, tâm điện giám hộ cũng không có gỡ xuống, phía trên hình sóng đã trở thành một đường thẳng.
Loan Ngọc Xuyên hai mắt trừng đến rất lớn, con người đã khuếch tán, hô hấp nhịp tim hoàn toàn bỏ dở. Hứa Thuần Lương đưa tay sờ một chút cổ tay của hắn, không có mạch đập, nhiệt độ cơ thể thật lạnh. Mặc Hàm Gia hiện ở phía sau hắn, bước chân rất nhẹ, không cứu nổi. Hứa Thuần Lương hít mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía đầu giường bó hoa kia, người nào tới qua. Mặc Hàm không rõ hắn ý tứ, cái gì? Bó hoa này là ai đưa tới? Mặc Hàm lắc đầu, nàng đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Hứa Thuần Lương từ đó rút ra một chút đóa hoa, đây là mạn đà la hoa, có được gây ảo ảnh tác dụng, tặng hoa người hẳn là ôm lấy không thể cho ai biết mục đích. Mặc Hàm đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, người nói là hắn chết cùng bó hoa này có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, không nhất định có quan hệ trực tiếp, nhưng là cái này tặng hoa người khẳng định không có hảo ý. Hứa Thuần Lương lật ra Loan Ngọc Xuyên mí mắt, nhìn thấy tròng trắng mắt của hắn chỗ vằn vện tia máu, tựa như mạng nhện dày đặc, đẩy ra Loan Ngọc Xuyên miệng, nhìn thấy Loan Ngọc Xuyên đầu lưỡi đã biến thành tử sắc. Hứa Thuần Lương nói, báo cảnh, là trúng độc. Các ngươi đang làm gì? Tô Vân Toàn nổi giận đùng đùng đi đến, hắn là nghe nói y tá báo cáo về sau mới tới. Mặc Hàm nói, Tô chủ nhiệm. Tô Vân Toàn nói, Loan Tổng đã qua đời, các ngươi đừng lại quấy nhiễu hắn có được hay không, để hắn yên lặng rời đi được hay không. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương nói Loan Tổng là trúng độc. Hứa Thuần Lương thật sự là dở khóc dở cười, Mặc Hàm có một bộ, trực tiếp đem họa thủy dẫn hướng mình, kỳ thật hắn là cái ngoại nhân. Tô Vân Toàn nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, người có ý tứ gì? Người là ta tự mình cứu giúp, Loan Tổng chẳng những là bệnh nhân của ta còn là bằng hữu của ta, chẳng lẽ ta sẽ còn hại hắn sao? Người có thể chất vấn y thuật của ta, nhưng là không thể chất vấn phẩm đức của ta. Hứa Thuần Lương nói, người giống cái gì? Người đây không sợ quấy nhiễu người chết, ta là ăn ngay nói thật, đúng, y thuật của ngươi hoàn toàn chính xác hẳn là bị nghi ngờ, về phần phẩm đức là ngươi chuyện riêng, ta không làm bình luận. Tô Vân Toàn bị chọc giận, chỉ vào cổng nói, ngươi cùng người chết không có quan hệ, ngươi ra ngoài, nơi này không cho phép ngươi đến khoa tay múa chân. Mặc Hàm nói, Tô chủ nhiệm, là ta để hắn qua đến giúp đỡ, ngươi thật giống như không có quyền để hắn rời đi. Tô Vân Toàn nói, Mặc tiểu thư, ta quá trình trị liệu là công khai minh xác, nếu như các ngươi chất vấn ta cứu giúp, có thể tìm ngành tương quan tiến hành luận chứng. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại trước không nói Loan Tổng nguyên nhân cái chết. Chỉ riêng các người phòng quản lý mà nói liền rất không hợp cách. Hắn chỉ vào bó hoa kia nói, có biết hay không đây là hoa gì? Tô Vân Toàn nhìn thoáng qua, hắn không biết, hắn lại không thích hoa hoa thảo thảo. Mặc Hàm nói, mạn đà la, loại này hoa có độc, mùi tinh tế huyễn tác dụng, ta không biết các ngươi là thế nào tùy ý quan sát người cầm loại này có độc đồ vật nghênh ngang đi tới. Tô Vân Toàn nghe được hoa này danh xưng, lập tức có chút chột dạ. Bất quá hắn vẫn kiên trì bó hoa này cùng Loan Ngọc Xuyên chết không tồn tại trực tiếp quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là báo cảnh đi. Tô Vân Toàn nói, người có ý tứ gì? Người có biết hay không làm như vậy sẽ đối bệnh viện chúng ta danh dự tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Hứa Thuần Lương nói, Tô chủ nhiệm, người đều đã chết, chúng ta chỉ yêu cầu một cái chân tướng đều không được. Người dựa vào cái gì phản đối? Người sợ cái gì? Ta có cái gì tốt sợ? Ta chỉ là cho rằng người bệnh nguyên nhân cái chết minh xác, ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự, Mặc tiểu thư, ngươi là Loan Tổng người ủy thác, ngươi sẽ không tin tưởng hắn nói hưu nói vượn a. Mặc Hàm nói, như vậy đi, ta liên lạc một chút Liễu đội trường, để hắn tận lực điệu thấp một chút, tận khả năng không cho quý viện tạo thành không tốt ảnh hưởng. Mặc Hàm rõ ràng đã tin tưởng Hứa Thuần Lương phán đoán, Bạch Mộ Sơn bị giết, Long Cổ nhà bảo tàng cháy, hiện tại Loan Ngọc Xuyên cũng đã chết. Đây hết thảy tuyệt không phải đơn giản trùng hợp. Hứa Thuần Lương tiếp tục kiểm tra Loan Ngọc Xuyên thi thể, Tô Vân Toàn một bên nhìn qua, hắn mặc dù sinh khí nhưng là cũng vô pháp ngăn cản. Liễu Thanh Sơn tại tiếp vào báo cảnh về sau rất nhanh liền dẫn người chạy tới hiện trường, Mặc Hàm đơn giản miêu tả một chút chuyện đã xảy ra, Liễu Thanh Sơn nghe được rất chân thành, để cho người ta tướng bó hoa kia làm chứng cớ thu hồi, pháp y hiện trường kiểm tra một chút thi thể, từ hắn chuyên nghiệp quan điểm đến xem. Loan Ngọc Xuyên đầu lưỡi phát tím cũng không nhất định có thể chứng minh là trúng độc, nhưng là Mặc Hàm yêu cầu đối người chết tiến hành thi kiểm, kết quả sau cùng muốn chờ kiểm tra thi thể sau mới có thể biết nói. Tô Vân Toàn sắc mặt tái xanh, vô luận kiểm tra thi thể kết quả như thế nào, Loan Ngọc Xuyên chết đều sẽ để hắn danh dự bị hao tổn, nếu quả thật giống Hứa Thuần Lương nói là trúng độc, như vậy hắn cái này nửa đời người tích lũy được thanh danh chỉ sợ phải trả chư chảy về hướng đông, tỉnh nhân y cũng tướng đứng trước cách xù bồi thường.
Mặc Hàm tại mấy phần văn kiện bên trên ký tên, cảnh sát đem thi thể trở đi. Hứa Thuần Lương từ đầu đến cuối hầu ở bên người nàng, Liễu Thanh Sơn trước khi đi tướng Hứa Thuần Lương gọi qua một bên, thấp giọng nói, người có thể kết luận Loan Ngọc Xuyên là trúng độc mà chết. Hứa Thuần Lương nói, các người kiểm tra thi thể kết quả không có ra trước khi đến, ta cũng không dám cắt định. Liễu Thanh Sơn nói, Loan Ngọc Xuyên là long cổ nhà bảo tàng phía sau màn kim chủ A. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Liễu Thanh Sơn thở dài nói, Bạch Mộ Sơn chết rồi, long cổ nhà bảo tàng tối hôm qua bị người phóng hỏa đốt, hiện tại liền Loan Ngọc Xuyên cái này phía sau màn kim chủ cũng đã chết, cái này mấy vụ án ở giữa khẳng định có quan hệ liên. Hứa Thuần Lương nói, đây là người phạm vi chức trách sự tình. Liễu Thanh Sơn nói, người đến bệnh viện làm gì? Hứa Thuần Lương nói, thăm viếng bệnh nhân A, ta cùng Loan Tổng có chút giao tình. Liễu Thanh Sơn nói, người còn có chuyện gì giấu giếm ta sao? Hứa Thuần Lương cười khổ nói, Liễu nội, người không đi tìm hung phạm, tại trên người của ta hao tổn thời gian nào? Ta đây không phải muốn nghe xem ý kiến của ngươi nha. Thật muốn nghe ta ý kiến, ta cảm thấy Tiết An Lương hẳn là bị người hãm hại, giết chết Bạch Mộ Sơn cùng hại chết Loan Ngọc Xuyên hẳn là cùng một người, còn có, khả năng Mặc Hàm cũng gặp nguy hiểm, các ngươi cảnh sát tận lực tăng cường đối nàng bảo hộ. Liễu Thanh Sơn mím môi, mặc dù bây giờ không có đầu mối gì, bất quá Hứa Thuần Lương nói đến cũng rất có đạo lý, hắn lại tìm Mặc Hàm đơn độc hàn huyên vài câu. Liễu Thanh Sơn sau khi đi, Mặc Hàm đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, người nói với hắn cái gì rồi? Hứa Thuần Lương nói, không nói gì, chính là để hắn phái thêm mấy cảnh sát nhìn chằm chằm ngươi. Mặc Hàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hứa Thuần Lương cười nói, người cái này liền có chút chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt, ta còn không phải là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Mặc Hàm nói, Loan Tổng chúng cái gì độc? Hứa Thuần Lương nói, các người cảnh sát kết quả, ta chỉ có thể nói Mạn Đà La Hoa làm ra thôi hóa độc tính tác dụng, người này là cao thủ A. Mặc Hàm tiếp cận Hứa Thuần Lương ánh mắt có vẻ hơi kỳ quái, Bạch Mộ Sơn xương cổ bị bóp vỡ nát, người này võ công hẳn là không dưới ngươi. Hứa Thuần Lương nói, người ánh mắt gì A, làm sao nhìn ta như vậy? Mặc Hàm nói, võ công lại cao, lại am hiểu dược lý người cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương minh bạch nàng ý tứ, ta đi qua vẫn cho là ngươi thật thông minh, hôm nay mới phát hiện ngươi là đầu óc heo. Mặc Hàm lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương, ta nếu là thông minh há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị ngươi lợi dụng. Hứa Thuần Lương thở dài nói, hai ta đến tột cùng là ai lợi dụng ai? Cùng ngươi loại nữ nhân này đơn giản không có đạo lý có thể giảng. Mặc Hàm nói, tại trong lòng ngươi, ta mãi mãi cũng là không thèm nói đạo lý, mãi mãi cũng là âm hiểm tính toán. Tâm tình của nàng đột nhiên kích động. Hứa Thuần Lương cẩn thận quan sát lấy nàng khí sắc cùng biểu lộ. Mặc Hàm cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, yên tâm, ta không phải bị sắc đẹp của ngươi hấp dẫn, mặc dù dung mạo ngươi cũng hoàn toàn chính xác không tệ, ngươi có phát hiện hay không mình càng ngày càng khống chế không nổi cảm xúc. Động một chút lại nóng nảy nổi giận, tựa như là một cái nội tiết mất cân đối bệnh nhân. Mặc Hàm ha ha cười lạnh một tiếng. Ta cho dù có bệnh cũng là bị ngươi khí ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đây là dự định ỷ lại vào ta. Mặc Hàm nói, xin nhờ, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi, là Loan Ngọc Xuyên muốn gặp ta, đáng tiếc a, ta muộn một bước, không phải, có lẽ ta còn có thể cứu hắn một mạng. Mặc Hàm nói, ngươi nếu là muốn cứu hắn, ngày đó ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi liền sẽ không cự tuyệt. Hứa Thuần Lương nói, trên đời này bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, ngươi so ta rõ ràng hơn đạo lý này, Loan Ngọc Xuyên cũng minh bạch, cho nên hắn mới sẽ chủ động tìm ta, hắn muốn ta cứu hắn, khẳng định sẽ xuất ra thành ý, có lẽ hắn sẽ nói cho ta một chút bí mật không muốn người biết, nếu, ta nói là nếu, có người không muốn hắn tiết lộ bí mật, có thể hay không khai thác cực đoan thủ đoạn đến ngăn cản hắn. Mặc Hàm nhìn thấy người này một mặt giảo hoạt, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cả giận nói, ngươi là hoài nghi ta sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi không giống cũng hoài nghi ta, ta có năng lực như thế, ngươi có cái này động cơ. Mặc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mới là đầu óc heo. Hứa Thuần Lương nói, phiền phức là chính các ngươi, ta có phải hay không đầu óc heo đều dâu ria, Mặc Hàm, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, nếu như hung thủ một người khác hoàn toàn, như vậy hắn sẽ không đến đây dừng tay. Mặc Hàm nói, vậy liền để hắn xuất thủ thử một chút. Lúc này Tô Vân Toàn đến tìm Mặc Hàm,
Từ khi Mặc Hàm báo cảnh về sau, hắn liền rối loạn tất lòng, nếu như Loan Ngọc Xuyên kiểm tra thi thể kết quả cho thấy là chúng độc bỏ mình, như vậy hắn phiền phức chỉ sợ lớn, chức nghiệp kiếp sống sẽ lớn thụ ảnh hưởng, nói không chừng sẽ như vậy bị mất. Hứa Thuần Lương cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại, lặng lẽ rời đi phòng, đi vào phòng bệnh dưới lầu, tiếp vào Chiêm Thiên Hàng điện thoại, Chiêm Thiên Hàng nhắc nhở hắn sớm một chút đến Thanh Hoài Tiểu Trúc uống trà, đây là bọn hắn sớm liền hẹn tốt. Hứa Thuần Lương biểu thị lập tức đi tới, đi vào ven đường chuẩn bị gọi xe thời điểm, Mặc Hàm lái xe từ bên cạnh hắn chạy qua, Hứa Thuần Lương nguyên bản không có trông cậy vào nàng phản ứng mình, thật không nghĩ đến Mặc Hàm tại chạy qua 5 mét về sau một cước đạp xuống phanh lại, quay cửa sổ xe xuống hướng hắn nói, đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đi vào trước xe, mở cửa xe lên xe, để Mặc Hàm đem hắn đưa đi Thanh Hoài Tiểu Trúc. Mặc Hàm lái xe lái vào đại đạo. Hứa Thuần Lương nói, nhanh như vậy liền thương lượng xong. Để ta đoán một chút, Tô Vân Toàn khẳng định muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn cho ngươi đối với hắn mở một mặt lưới, về sau đừng đuổi cứu trách nhiệm của hắn, lấy ngươi tuyệt tình hẳn là sẽ không đáp ứng hắn. Mặc Hàm lạnh lùng nói, hiện tại heo đều trở nên thông minh như vậy. Hứa Thuần Lương nói, heo mẹ cũng cho rằng như vậy. Mặc Hàm sửng sốt một chút, gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời không phản bác được. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói một chút sự tình, chúng ta tùy tiện nói chuyện, ngươi không cần bận tâm, ông ngoại ngươi cùng gia gia của ta hẳn là nhận biết. Mặc Hàm nói, hắn cũng là y đạo bên trong người, nhận biết gia gia ngươi cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Hứa Thuần Lương nói, không giống a, gia gia của ta chỉ là tại Đông Châu có chút danh khí, ông ngoại ngươi tại toàn bộ trung y giới đều có rất mạnh lực ảnh hưởng, nghe nói lúc ấy được xưng là trung y thái đấu cấp nhân vật. Mặc Hàm nói, ngươi không ít điều tra ta. Cũng vậy, ngươi điều tra ta cũng không có ý nghĩa gì, ông ngoại của ta sớm liền qua đời. Hứa Thuần Lương nói, là Loan Ngọc Xuyên đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Nếu là như vậy, ngươi hẳn là đối với hắn tình cảm rất sâu. Nhưng ta hôm nay nhìn biểu hiện của ngươi lại có chút không giống. Mặc Hàm nói, một người thương tâm hay không chưa hẳn muốn để người khác trông thấy. Hứa Thuần Lương nói, đổi thành đi qua ta tin, đổi thành hiện tại, ta khẳng định không tin, ngươi căn bản khống chế không nổi cảm xúc, trừ phi bản thân ngươi đối Loan Ngọc Xuyên cũng không có cái gì tình cảm. Mặc Hàm nói, ta thật không nên để ngươi lên xe. Hứa Thuần Lương nói, nữ nhân đều là ngoài miệng nói không nguyện ý, nhưng thân thể rất thành thật. Mặc Hàm không nói chuyện, bên ngoài đã nổi lên mưa, thế giới đột nhiên trở nên mông lung mà thần bí. Hứa Thuần Lương nói, Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn đều phải bệnh nặng, về sau hai người cũng đều như kỳ tích khỏi hẳn, các ngươi một mực tại tích cực tìm kiếm xương rồng, vì thế nỗ lực lớn như vậy đại giới, mục đích thực sự đơn giản là xương rồng bên trên văn tự. Mặc Hàm nói, ngươi không phải đã sớm đoán được mục đích của chúng ta sao? Hứa Thuần Lương nói, Tiết An Lương nói cho ta một sự kiện. Hắn tiềm phục tại Bạch Mộ Sơn bên người chính là muốn đạt được Tiên Thiên Kinh, xương rồng bên trên văn tự chính là Tiên Thiên Kinh đi. Mặc Hàm từ chối cho ý kiến cười cười. Hứa Thuần Lương nói, Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn sở dĩ khỏi hẳn, là bởi vì bọn hắn tu luyện Tiên Thiên Kinh, nhưng về sau hai người bệnh tình lại chuyển tiếp đột ngột, là bởi vì bọn hắn tu luyện Tiên Thiên Kinh không hết cả, hoặc là nói căn bản chính là sai lầm. Mặc Hàm nói, người bán cho chúng ta xương rồng bên trong có chút tồn đang vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta lại không nhận ra phía trên chữ. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, nếu để cho ta tra ra ngươi cố ý bố cục đem chúng ta dẫn vào lạc lối, ta tuyệt không tha cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta căn bản là không cần phải vậy, đối ta mà nói cái gì Tiên Thiên Kinh căn bản chính là cậu thí, ta gia truyền bảo bối nhiều lắm, tùy tiện xuất ra một dạng cũng không biết so Tiên Thiên Kinh mạnh lên nhiều ít lần. Mặc Hàm trong lòng ảm đạm. Mặc dù biết Hứa Thuần Lương là cố ý nói như vậy khí mình, có thể nàng đối người này hiểu rõ, hắn nắm giữ đồ vật hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, coi như mình đạt được Tiên Thiên Kinh, hiểu thấu đáo Tiên Thiên Kinh, cũng chưa hẳn là Hứa Thuần Lương đối thủ. Hứa Thuần Lương nói, ta thực sự nghĩ không ra, người có thể từ Tiên Thiên Kinh bên trong đến cái gì? Vì sao muốn tập trung tinh thần đi siêu tập xương rồng, là người chính mình ý tứ, vẫn là phía sau khác có người khác sai xử? Mặc Hàm nói, người giống như người vĩnh viễn sẽ không hiểu sự thống khổ của người khác. Hứa Thuần Lương nói, người nhất định phải đình chỉ tu luyện, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc Hàm cắn cắn đôi môi tái nhợt, không cần ngươi quan tâm ta. Hứa Thuần Lương nói,
ngoại trừ ta không có người có năng lực quản ngươi. Mặc Hàm nghe hắn nói ra câu nói này, cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, bất quá nàng quật cường tướng nước mắt nén trở về, nói khẽ, ngươi đến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lâm xuống xe trước đó, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc đặt ở dáng vẻ trên đài, bát phân định tâm đan, ngươi cảm giác sắp mất khống chế thời điểm, phục dụng một viên, cái này định tâm đan chỉ có thể làm dịu một lúc nguy cơ, không thể trừ tận gốc, ngươi nếu là nghĩ giải quyết triệt để vấn đề. Ta không cần. Hứa Thuần Lương không có tiếp tục nói hết, xuống xe đóng cửa xe, nhanh chân đi vào Thanh Hoài Tiểu Trúc. Mặc Hàm nhìn qua bóng lưng của hắn, thẳng đến hoàn toàn biến mất, ánh mắt mới chuyển hướng kia bình thuốc, đưa tay nắm lên bình thuốc, chẳng biết tại sao hai con ngươi ẩm ướt. Chiêm Thiên Hàng tướng Hứa Thuần Lương mời vào giữa phòng, bên trong một vị thân xuyên hán phục mỹ nữ trà nghệ sư ngay tại pha trà. Hứa Thuần Lương nói, Chiêm Tổng thật sự là tiêu dao a. Chiêm Thiên Hàng nói, ý của ngươi chính là nói ta không có tiến thủ tâm. Hai người đều nở nụ cười. Trà nghệ sư châm trà sau rời đi. Chiêm Thiên Hàng nói, làm sao một người tới, ta không phải đã nói ngươi muốn bao nhiêu mang chút bằng hữu tới. Hứa Thuần Lương nói, nhiều người nói chuyện không tiện. Chiêm Thiên Hàng liên tục gật đầu, kỳ thật hắn cũng chỉ là khách khí, hắn cùng Hứa Thuần Lương những bằng hữu khác cũng không quen, vẫn là hai người đơn độc uống trà nói chuyện phiếm hài lòng, có thể nói thoải mái. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, người tại Nguy Sơn đảo đầu tư suối nước nóng khách sạn kiến thiết không tệ. Chiêm Thiên Hàng thở dài nói, đầu tư có chút thất bại, căn bản không có sinh ý. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội a, tốt cơm không sợ muộn. Hắn đem trong thành phố mới nhất chính sách động tĩnh tiết lộ cho Chiêm Thiên Hàng. Chiêm Thiên Hàng nghe vậy đại hỉ, hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là Nguy Sơn đảo đầu tư suối nước nóng khách sạn, lúc trước xem trọng cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, mà lại Chu thư ký tại nhiệm thời điểm trọng điểm phát triển Nguy Sơn đảo, lại vừa vặn ở nơi đó phát hiện nước chất ưu lương suối nước nóng, cho nên Chiêm gia hai người mới làm ra quyết định đầu tư Nguy Sơn đảo. Nhưng suối nước nóng khách sạn kiến thiết quá trình bên trong, Chu thư ký liền điều đi Đông Châu. Uông Kiến Minh cưỡi ngựa nhậm chức, Đông Châu văn lữ phương hướng phát triển làm ra rất lớn điều chỉnh, như loại này văn lữ sản nghiệp, đối chính sách hỉ lại rất mạnh, nếu như chính sách không ủng hộ, người đầu tư lại nhiều, tài nguyên cho dù tốt đều vô dụng. Chiêm Thiên Hàng hôm nay mời Hứa Thuần Lương tới cũng là nghĩ hỏi thăm một chút chính sách động tĩnh, nhìn xem Nguy Sơn đảo có phải hay không còn có hy vọng phát triển, nếu như không có hy vọng, hắn liền sẽ cân nhắc đem đầu tay cổ phần chuyển nhượng. Mặc dù nhưng khẳng định phải hao tổn, nhưng là chí ít có thể ít thua thiệt tổn hại một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói các ngươi gần nhất mở không ít tiệm mới. Chiêm Thiên Hàng gật đầu nói, không có cách, đi qua chúng ta đi là văn hóa phong cách, nhưng bây giờ phản hủ sướng liêm, công khoản ăn uống giảm mạnh, chân chính hoa tiền mình là tình hoài tính tiền người không nhiều, chúng ta điều chỉnh kinh doanh phương hướng, bắt đầu làm đại chúng hóa ăn uống, hiện tại các ngành các nghề đều kinh tế đình trệ. Chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất đến sống sót trước. Hứa Thuần Lương từ lời nói của hắn nghe được ra hắn hiện tại buôn bán xác thực chẳng ra sao cả. Hứa Thuần Lương nói, nhiều kiên trì một hồi đi, rất nhanh chính sách liền sẽ rơi xuống đất, đến lúc đó Nguy Sơn đảo đầu tư lại sẽ trở thành điểm nóng. Chiêm Thiên Hàng nói, ta cũng không gạt ngươi, cho dù có chính sách, chúng ta cũng dự định tướng suối nước nóng khách sạn chuyển nhượng, ngươi giúp ta lưu ý một chút, nhìn xem có người hay không cảm thấy hứng thú. Một vài vấn đề, cho nên nhất định phải bỏ qua một chút hạng mục, dựa theo bọn hắn hai người thương lượng kết quả, muốn bảo trụ ăn uống cùng khách sạn, từ bỏ cấp cao nghiệp thái, chủ công đại chúng tiêu phí. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được các ngươi gian kia suối nước nóng khách sạn là cùng Đông Thúc hùn vốn, vì cái gì không hỏi trước một chút ý kiến của hắn. Chiêm Thiên Hàng nói, Đông Thúc chuẩn bị về hưu, Viễn Hàng lại không thích kinh thương, cha ta cùng hắn tán gẫu qua. Hắn đã không có việc gì nghiệp tâm, đối khách sạn kinh doanh cũng chưa quen thuộc. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Đông Nghiễm Sinh hiện tại tâm lý trạng thái, kinh lịch nhiều năm như vậy phấn đấu, lại kinh lịch một cơn bệnh nặng, hiện tại thật vất vả cùng nhi tử quay về tại tốt, người một nhà đoàn tụ một đường, Đông Nghiễm Sinh tâm nguyện đã xong, còn nữa nói hắn lại không thiếu tiền, sớm đã tài phú tự do, dạng này người đương nhiên sẽ không lại có chuyện gì nghiệp tâm. Huống chi Đông Châu văn lữ trọng tâm một lần nữa trở lại Nguy Sơn đảo. Đông Nghiễm Sinh sớm đã từ Hứa Thuần Lương nơi này đạt được tin tức, hắn hiển hồng nông trường đều là thuê thổ địa, theo du lịch khu phát triển, trong thành phố khẳng định sẽ trưng dụng thổ địa của hắn, cùng lắm thì dựa theo chính sách cho hắn bồi thường, Đông Nghiễm Sinh cũng có thể có được không ít tiền, hắn quyết định giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lặng yên hưởng thụ về hưu sinh hoạt.
Chiêm Thiên Hàng cùng Hứa Thuần Lương ăn cơm nửa đường ra ngoài chào hỏi một vị đường xa mà đến quý khách, nói đến người này Hứa Thuần Lương cũng nhận biết, Cổ Tuyền Trấn người đứng đầu Tương Kỳ Dũng. An bài Tương Kỳ Dũng ở chỗ này ăn cơm là Chiêm Thiên Hàng bằng hữu, Nam Giang ăn uống hiệp hội phó hội trưởng Mã Lập Minh. Mã Lập Minh cùng Tương Kỳ Dũng lại là biểu huynh đệ, hôm nay tuyển tại Thanh Hoài Tiểu Trúc, tổ là một cái đầu tư cục, Tương Kỳ Dũng lần này tới Nam Giang mục đích là chiêu thương, cho nên Mã Lập Minh giúp hắn mời một chút tỉnh thành ném tư thương. Chiêm Thiên Hàng đi qua về sau, Tương Kỳ Dũng nghe nói Hứa Thuần Lương cũng ở nơi đây, để Chiêm Thiên Hàng tới đem hắn mời đi qua uống rượu với nhau. Hứa Thuần Lương phát hiện mình cùng Tương Kỳ Dũng gặp nhau thật đúng là không ít, nếu như sớm biết Tương Kỳ Dũng tới đây ăn cơm, hắn liền không tới, cũng không phải giữa hai người có mâu thuẫn gì, chỉ là Hứa Thuần Lương cảm giác cùng Tương Kỳ Dũng khí chàng bất hòa, Tương Kỳ Dũng người này thực chất bên trong mang theo một cỗ ngạo khí, mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng tại lơ đãng bên trong vẫn là toát ra hơn người một bậc cảm giác. Cũng tỉ như nói hắn để Chiêm Thiên Hàng đến mời mình đi qua, cái này rõ ràng có chút không thành khẩn. Nếu quả thật có thành ý, hắn hẳn là mình tự mình tới, hoặc là để tổ cục Mã Lập Minh đi theo tới. Lo ngại mặt mũi, Hứa Thuần Lương vẫn là cố mà làm đi một chuyến. Hứa Thuần Lương sau khi vào cửa, trắng trắng mập mập Mã Lập Minh dẫn đầu đứng lên, vui tươi hớn hở đón lấy Hứa Thuần Lương bắt hắn lại tay nói, đây chính là Hứa chủ nhiệm đi, ta là Tương thư ký biểu đệ Mã Lập Minh. Hứa Thuần Lương cười nói, hừm, trùng hợp như vậy à, Tương thư ký, hai ta thật đúng là có duyên. Tương Kỳ Dũng hôm nay ngồi thủ vị, Hứa Thuần Lương tiến đến hắn cũng không có đứng dậy, cười hướng Hứa Thuần Lương vẫy vẫy tay nói, tiểu Hứa, tranh thủ thời gian ngồi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nha phổ bầy có thể, ta tới liền đã rất nể mặt ngươi, ngươi là cấp bậc cao hơn ta vẫn là thế nào. Không biết khởi tới đón tiếp ta một chút, cái mông bị ghế cho dính vào. Mã Lập Minh ngược lại là phi thường nhiệt tình, Hứa chủ nhiệm, người ngồi biểu ca ta bên người. Hứa Thuần Lương đến đều tới. Cũng không thể xoay người rời đi, thế là đi vào Tương Kỳ Dũng ngồi xuống bên người, từ một điểm này đi lên nói, Hứa Thuần Lương vẫn là rất lấy đại cục làm trọng. Tương Kỳ Dũng cầm lấy phần đồ uống rượu chủ động cho Hứa Thuần Lương rót chén rượu, Hứa Thuần Lương cũng không có ngăn đón, sĩ diện ai không biết a, ta lại không để ngươi cho ta rót rượu. Tương Kỳ Dũng trong lòng có chút khó chịu, ta rót rượu cho ngươi là khách khí, ngươi liền sẽ không cùng ta khiêm nhường một chút. Hắn nhắc nhở. Tiểu Hứa, nơi này đều là bằng hữu ta, ngươi uống trước hai cái ta giới thiệu cho ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng thầm mắng, ta mẹ nó qua đến nể mặt ngươi, ngươi trước phạt hai ta chén. Bất quá hắn hay là vô cùng phối hợp, trước tiên đem hai chén cạn rượu, sau đó Tương Kỳ Dũng giới thiệu với hắn, bình thường tới nói, giới thiệu một cái muốn uống hai chén, đang ngồi có 8 người, mỗi người hai chén cộng lại cũng không ít, Hứa Thuần Lương đem trước mặt phân đổ uống rượu đổ đầy. Chúng ta Đông Châu uống rượu không quen dùng chén nhỏ, cứ như vậy đi, chúng ta làm lớn, ta còn là uống một vòng, mỗi người hai chén. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một chén hai lượng, hai chén chính là 4 lượng, Hứa Thuần Lương đánh một vòng, ngoại trừ Chiêm Thiên Hàng bên ngoài, còn lại 8 người mỗi người muốn uống 4 lượng, Hứa Thuần Lương một người đến uống 3 cân 2 lượng. Hôm nay uống đến là ngũ lương dịch giao bôi, có thể coi là rượu không tệ cũng không thể như thế uống đi. Tương Kỳ Dũng cười nói, tiểu Hứa nói đùa. Hứa Thuần Lương cười nói, ta không nói đùa, chúng ta Đông Châu người đang uống rượu phương diện chưa từng nói đùa. Hắn trước cho Tương Kỳ Dũng đem phân đồ uống rượu thêm đầy, Tương thư ký, ta uống trước rồi nói. Tương Kỳ Dũng đều không kịp ngăn cản, Hứa Thuần Lương đã đem một chén rượu làm. Tất cả mọi người đồng thời vỗ tay, nhìn người khác uống rượu chính là hưng phấn kích thích. Tương Kỳ Dũng vốn là muốn để Hứa Thuần Lương đánh một vòng. Thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương tới một chiêu như vậy, trong lòng của hắn minh bạch Hứa Thuần Lương rõ ràng có hướng mình khiêu chiến ý tứ, nếu là hắn không uống hôm nay liền xuống đài không được, Tương Kỳ Dũng cũng là có chút tửu lượng, bưng lên trước mặt phân đổ uống rượu cũng một ngụm cho môn. Hứa Thuần Lương không cho hắn cái chén trống không rơi xuống đất lại cho đổ đầy. Tương Kỳ Dũng âm thầm hút miệng hơi lạnh, mình cái này hai chén rượu vào trong bụng chính là 4 lượng, vừa rồi đã uống 4 lượng rượu, cộng lại 8 lượng. Hắn bình thường cũng chính là cái này lượng, hỏng, Hứa Thuần Lương hôm nay là ngược lại đem ta một quân, bất quá Tương Kỳ Dũng cũng không tin Hứa Thuần Lương có thể uống nhiều như vậy, nếu như cả đám đều uống qua đến, hắn đến uống 3 cân nhiều, làm sao có thể, dù sao Tương Kỳ Dũng là chưa thấy qua có người có thể uống nhiều như vậy. Tương Kỳ Dũng người này hết lần này tới lần khác đối với người nào đều không phục,
hắn hôm nay ngược lại muốn xem Hứa Thuần Lương có thể chống đỡ tới khi nào. Chiêm Thiên Hàng dẫn đầu nhìn ra manh mối không đúng, giống như Hứa Thuần Lương cùng họ Tưởng không đúng lắm hổ, Hứa Thuần Lương nếu là như thế uống hết uống xấu thân thể làm sao bây giờ. Hắn chủ động đề nghị, Thuần Lương, muốn không phải là một chén xong ý đi. Hứa Thuần Lương cười nói, Chiêm Tổng đánh giá thấp chúng ta Đông Châu người thành ý, Tương Thư Ký khẳng định không đồng ý. Tương Thư Ký, ta kính ngươi, chúng ta cùng cạn một chén. Tương Kỳ Dũng vui tươi hớn hở nói, tiểu Hứa Tử Lượng lợi hại a, làm. Hắn ngửa cổ một cái đoạt tại Hứa Thuần Lương đằng trước đem thứ hai bầu rượu uống, dẫn tới một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Hiện tại áp lực về tới Hứa Thuần Lương bên này, Hứa Thuần Lương cầm lấy kia bầu rượu uống xong. Chiêm Thiên Hàng tranh thủ thời gian chào hỏi dùng bữa, bất quá Hứa Thuần Lương đũa còn không có cầm lấy lập tức có người chủ động tìm tới muốn cùng hắn uống rượu. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết con hàng này là nghĩ tại Tương Kỳ Dũng trước mặt biểu hiện, đoán chừng từ mình hành vi đã khiến cho ở đây người cùng chung mối thù chi tâm. Hứa Thuần Lương trong lòng âm thầm cười lạnh, tự tìm khó coi oán ai đến, đừng nói 3 cân 2 lượng, coi như 32 cân, lão tử cũng uống đến dưới, cùng lắm thì dùng nội lực đem rượu tinh tất cả đều bước đi ra. Hứa Thuần Lương ai đến cũng không có cự tuyệt, tả hữu khai cung, hắn 3 cân 2 lượng khẳng định không có vấn đề. Nhưng là bàn này người Tử Lượng không đồng nhất, tại chỗ liền nằm hai cái, nôn một cái. Mã Lập Minh uống đến nguyên địa đập gõ, không phải Chiêm Thiên Hàng đỡ lấy hắn, đã sớm co quắp ngã trên mặt đất, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, các ngươi. Đông Châu người quá, quá có thể uống, ta phục, tiểu Hứa, ngươi người bạn này ta định. Hứa Thuần Lương uống một vòng, 3 cân 2 lượng vào trong bụng, căn bản không có nửa điểm chánh choáng. Hắn hướng đỏ bừng cả khuôn mặt Tương Kỳ Dũng cười cười, Tương Kỳ Dũng nhìn thấy người này không có hảo ý tiếu dung, nội tâm bồn chồn, tranh thủ thời gian nói, ta đến đo, ta không thể uống nữa. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, Tương Thư Ký, ta còn không có mời ngài đâu. Tương Kỳ Dũng nói, được rồi, chúng ta về sau lại uống, ngày tháng sau đó dài lắm. Hứa Thuần Lương cũng không có tiếp tục từng bước ép sát, dù sao về sau tránh không được cùng con hàng này liên hệ. Hôm nay đem hắn ngồi cùng bàn bạn rượu làm nằm hơn phân nửa, xem như cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, về sau còn dám cùng lão tử sĩ diện, ta ngược chết ngươi nha. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các vị nhã hứng, Tương Thư Ký ta đi về trước. Tương Kỳ Dũng lần này đứng lên, đi thong thả. Hắn ước gì Hứa Thuần Lương đi nhanh lên. Mắt thấy tình này cảnh, Chiêm Thiên Hàng trong lòng cười thầm, biết rõ uống không qua người ta, người chiêu trêu người ta làm gì. Hứa Thuần Lương ra cửa, cũng không có về bao gian của bọn họ, hướng Chiêm Thiên Hàng nói, ta đi trước. Chiêm Thiên Hàng nói, đừng a, uống chút trà tỉnh rượu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn là đi trước đi, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn, tránh khỏi quay đầu gặp lại xấu hổ. Chiêm Thiên Hàng tưởng tượng đích thật là chuyện như vậy, để lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa trở về. Hứa Thuần Lương mặc dù người tại Nam Giang, nhưng là Đông Châu sự tình vẫn sẽ có người hướng hắn trước tiên thông báo. Ở trong đó chủ yếu là liên quan tới cục dân chính. Vương Đồng An giải phẫu thu được thành công, hắn mình đã hướng trong thành phố biểu lộ thái độ, hắn sẽ sinh mệnh bất tức, hắn sẽ vì đảng sự nghiệp kính dâng tất cả lực lượng. Vương Đồng An thái độ làm cho thượng cấp lãnh đạo nhóm rất là cảm động, chuyên môn trong buổi họp đối vị này kính nghiệp lão đồng chí tiến hành khen ngợi. Đã Vương Đồng An công việc nhiệt tình cao như vậy, cách mạng ý chí mạnh như vậy, những người lãnh đạo đương nhiên không tốt đem hắn cầm xuống. Chỉ ít hiện tại Vương Đồng An không có cái gì nguyên tắc tính sai lầm bị phát hiện, cũng không thể lấy hắn sinh bệnh là lấy cớ để hắn lui xuống đây đi. Hiện tại mấy vị lãnh đạo chủ yếu đạt thành thống nhất ý kiến, tạm thời không đối Vương Đồng An cương vị làm ra điều chỉnh, trước quan sát một hồi, xem hắn thân thể khôi phục tình huống lại nói, nếu như thân thể của hắn điều kiện cho phép, tự nhiên tiếp tục đảm nhiệm cục dân chính cục trưởng, nếu như thân thể của hắn điều kiện không cách nào đảm nhiệm công việc, cũng chỉ có thể để người thích hợp hơn ra tới thay thế công tác của hắn. Tống Tân Vũ bị tra ra không ít vấn đề, ở trong đó có sinh hoạt tác phong có vấn đề kinh tế, nhất là đi Xiêm La khảo sát nơi đó trượt chân phụ nữ sinh hoạt sự kiện, Tống Tân Vũ cũng không thể chịu đựng được tổ chức bên trên điều tra, không có mấy ngày liền đem sai lầm của mình từ đầu chí cuối tiến hành bàn giao, hắn thậm chí liền trong phòng làm việc nhìn lén màn ảnh nhỏ, liền đối lấy Tần Ngọc Kiều ảnh chụp lái phi cơ chuyện xấu xa đều bàn giao. Tống Tân Vũ gặp phải là tổ chức bên trên nghiêm ngặt trừng phạt, Phó Cục trưởng Trung Minh Yến trước mắt chủ trì toàn cục công việc. Trước mắt Tống Tân Vũ vị trí trống không, cục dân chính nội bộ ngo ngoe muốn động, các khu cục trưởng, các phòng người phụ trách chủ yếu,
đều tại bốn phía hoạt động, hy vọng kịp thời có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. Nhưng trong thành phố liên quan tới cái này chức vị thái độ cũng không rõ, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn chưa hẳn có biết, bất quá dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đại khái suất sẽ tại nội bộ đề bạt, trong đó tiếng hô cao nhất phải kể tới viện mồ côi viện trưởng Trương Thuận Đạt, hắn tại dân chính hệ thống công việc nhiều năm, danh tiếng cũng không tệ. Diêm Ái Quốc cùng Ngô Sĩ Kỳ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cho Hứa Thuần Lương phát tin tức, thông điện thoại, tướng cục dân chính trước mắt mới nhất tình trạng hướng hắn báo cáo, bọn hắn phi thường rõ ràng mình vì sao đi đến một bước này, đi qua coi là hạch tâm Tống Tân Vũ đã không đáng tin, bây giờ có thể dựa vào là chỉ có Hứa Thuần Lương, bọn hắn thậm chí hy vọng Hứa Thuần Lương có thể ra mặt cạnh tranh một chút phó cục. Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, mà dù sao tại trên lý luận còn có khả năng thực hiện. Hứa Thuần Lương biểu hiện ra viễn siêu tuổi tác trầm ổn cùng chấn định, hắn để cho hai người một mực thoải mái tinh thần, an tâm làm tốt trên tay công việc, vô luận cục dân chính nội bộ cấp lãnh đạo như thế nào biến động, chỉ lại còn là đảng lãnh đạo, bọn hắn liền sẽ không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương lòng tin là xây dựng ở Vương Đồng An trên thân, hắn cũng không quan tâm ai tới làm cái này phó cục trưởng, hắn chỉ quan tâm Vương Đồng An có thể hay không tiếp tục tại cục trưởng vị trí bên trên công việc. Chỉ cần Vương Đồng An đương cục trưởng một ngày, mình tại cục dân chính liền không sợ bất luận người nào khiêu chiến. Loan Ngọc Xuyên kiểm tra thi thể kết quả ra, cảnh sát kết luận Loan Ngọc Xuyên là trúng độc, tại thể nội phát hiện không ít cây thầu dầu độc tố. Cây thầu dầu độc tố là có hai đầu thái liên cao độc tính thực vật protein. Tha chủ yếu tồn tại ở cây thầu dầu tử bên trong. Nên độc tố dễ tổn thương lá gan, thận các loại thực chất khí quan, phát sinh chảy máu, biến tính, hoại tử bệnh biến. Cũng có thể ngưng tụ cùng hòa tan hồng cầu, ức chế tê liệt động mạch tim cùng hô hấp trung tâm. Bình thường người trí tử lượng ước là 7 dặm/g, trải qua cẩn thận kiểm tra, sơ bộ phán định, rất có thể có người tại Loan Ngọc Xuyên dược phẩm bên trong động tay chân. Cảnh sát bởi vậy đối tham dự cứu chữa Loan Ngọc Xuyên toàn thể nhân viên y tế tiến hành điều tra, Tô Vân Toàn tự nhiên cũng đứng hàng trong đó. Loan Ngọc Xuyên là Xích Đạo vốn liếng người sáng lập, lại là tại giới kinh doanh hô phong hoán vũ đại lão. Hắn chết đưa tới nhiều mặt chú ý, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, các tạp chí lớn nhạy cảm bắt được ở trong đó mới nghe giá trị, từng cái đánh lấy đào móc chân tướng truyền thông từ truyền thông bắt đầu tướng lực chú ý đặt ở tỉnh Nhân Y. Minh Hải tỉnh Bệnh viện Nhân dân đưa tới từ khi xây viện đến nay cửa ải lớn nhất chú, cũng phát sinh nhất đại nguy cơ. Đương một cái chăm sóc người bị thương bệnh viện phát sinh đầu độc án mưu sát, cái này cũng làm người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Tỉnh Nhân Y cấp lãnh đạo quyết định thật nhanh, tại sự tình không có tra ra trước đó, tạm dừng Tô Vân Toàn ở bên trong tất cả tham gia cứu chữa nhân viên công việc. Đây cũng là một loại tự cứu biện pháp, vạn nhất thật sự là bọn hắn trong đó một cái đầu độc, như vậy đến tiếp sau ảnh hưởng chỉ sợ tệ hơn. Tô Vân Toàn là Bình Hải tỉnh bên trong đỉnh cấp tâm nội khoa chuyên gia, bản thân vẫn là tỉnh Nhân Y phó viện trưởng, cũng là tương lai viện trưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, lần này ngăn trở không thể bảo là không nặng. Hắn kiên trì cho là mình xem bệnh liệu phương án không có bất cứ vấn đề gì. Đang tiếp thụ xong cảnh sát điều tra cùng đề ra nghi vấn về sau, Tô Vân Toàn mang theo đầy cõi lòng phiền muộn liên hệ Hứa Thuần Lương. Hắn muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt một lần, muốn làm bột hỏi một chút, vì sao Hứa Thuần Lương một ngụm kết luận Loan Ngọc Xuyên trúng độc. Hứa Thuần Lương đối gặp mặt hắn yêu cầu không hứng thú cũng cảm thấy không cần phải vậy. Mặc dù bị Hứa Thuần Lương cự tuyệt, nhưng Tô Vân Toàn vẫn tìm được trường đảng. Khoảng cách Loan Ngọc Xuyên chết chỉ mới qua một ngày, Tô Vân Toàn mắt trần có thể thấy tiểu tụy, không có đi qua hăng hái, không có kia chồng nhân sĩ thành công cao cao tại thượng, tóc có chút lăng loạn, râu ria cũng không có cạo sạch sẽ, mặt âm trầm. Hứa Thuần Lương vừa tham gia xong huấn luyện từ trong phòng học ra, chờ ở bên ngoài thật lâu Tô Vân Toàn nghênh đón tiếp lấy, tiểu Hứa, ngươi tốt. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, thật không nghĩ tới hắn sẽ tìm tới nơi này, Hứa Thuần Lương nói. Tô chủ nhiệm, ngươi vào bằng cách nào? Tô Vân Toàn cười đến có chút xấu hổ, ta ở chỗ này có bằng hữu, lấy thân phận địa vị của hắn, ở trong xã hội quan hệ rất nhiều. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tìm ta, có chuyện gì? Tô Vân Toàn nói, tiểu Hứa, ta không rõ, ngươi làm sao một chút liền có thể nhìn ra Loan Tổng trúng độc. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi không hiểu nhiều chuyện đây, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vân Toàn thời điểm, hắn chậm rãi mà nói. Trong lời nói lộ ra đối trung y khinh bỉ, Hứa Thuần Lương cùng Tô Vân Toàn gặp nhau không nhiều, nhưng là đối người này ấn tượng không tốt, tóm lại con hàng này luôn luôn lấy chuyên gia tự cho mình là, cả ngày bày làm ra một bộ nhân sĩ thành công khuôn mặt, cũng là bị người chung quanh cho quen,
đi tới chỗ nào đều nghe người khác lão sư, giáo sư lấy lòng, lại thêm thu nhập cao. Rất khó cam đoan không phiêu. Hứa Thuần Lương nói, người quên ta là trung y thế gia xuất thân, trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết, chúng ta xem bệnh phương thức cùng tây y hoàn toàn là hai chồng lý niệm. Tô Vân Toàn nói, ta cùng Loan Tổng là nhiều năm hảo hữu, ta muốn cứu hắn, ta đã sớm khuyên hắn làm giải phẫu, nhưng hắn chính là không nghe, không phải muốn kiên trì bảo thủ trị liệu, kéo dài đến nay vừa mới xảy ra dạng này bi kịch, ta so bất luận kẻ nào đều muốn khổ sở. Hứa Thuần Lương tin tưởng Tô Vân Toàn đối Loan Ngọc Xuyên vẫn còn có chút hữu nghị, nhưng là nói so bất luận kẻ nào đều muốn khổ sở liền khoa trương một chút. Kỳ thật Loan Tổng coi như nghe theo đề nghị của ngươi, khả năng chết sẽ còn sớm một chút. Tô Vân Toàn kinh ngạc nói, vì cái gì nói như vậy? Hứa Thuần Lương nói, ta không có chất vấn y thuật của ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Loan Ngọc Xuyên bệnh rất kỳ quái, ở giữa có một cái giai đoạn, bệnh của hắn hoàn toàn tốt. Tô Vân Toàn liên tục gật đầu, đúng, ta giúp hắn đã kiểm tra, hắn nói ăn một loại nào đó thuốc, ta hỏi hắn là thuốc gì, hắn không chịu nói, chỉ nói là thuốc đông y, ta còn tưởng rằng là ngươi giúp hắn mở đơn thuốc đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có bản sự này. Tô Vân Toàn nói, hắn đã không muốn nói, ta cũng không tốt truy vấn, nhưng tháng trước bắt đầu hắn tình huống chuyển tiếp đột ngột, lại tìm đến ta giúp hắn sau khi kiểm tra, phát hiện bệnh tình của hắn chuyển tiếp đột ngột, thậm chí so trước đây nặng nhất thời điểm lại tăng lên rất nhiều, kỳ thật ta cũng không có nắm chắc giúp hắn trị liệu thành công, bởi vì điều kiện của hắn rất kém cỏi, mạch máu cứng lại chật hẹp, mạch máu tính giòn gia tăng, tham gia giải phẫu phong hiểm cực cao. Lại thêm hắn bản thân vẫn là kháng cự tham gia trị liệu. Cho nên chúng ta trước hết đi bảo thủ trị liệu. Hứa Thuần Lương biết Tô Vân Toàn sẽ không đối với chuyện này nói láo, Tô Vân Toàn hẳn là muốn cứu Loan Ngọc Xuyên, đáng tiếc năng lực có hạn, hắn là thật làm không được. Tô Vân Toàn nói, Loan Tổng đề cập với ta khởi ngươi, hắn nói nhà các ngươi tổ truyền y thuật là hắn hy vọng cuối cùng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Loan Ngọc Xuyên vẫn là biết hàng, đáng tiếc có người hạ thủ sớm. Không phải Loan Ngọc Xuyên vì mạng sống, khẳng định sẽ đem hắn cùng Mặc Hàm bí mật tất cả đều hướng mình nói ra. Tô Vân Toàn nói, bó hoa kia là một nữ nhân đưa tới. Hứa Thuần Lương nói, ngươi gặp được. Tô Vân Toàn nói, ta trong thang máy gặp một cái cầm hoa nữ nhân, bởi vì ta chưa thấy qua mạn đà la hoa, cho nên nhiều nhìn thoáng qua. Có hay không nói cho cảnh sát? Tô Vân Toàn lắc đầu, ta không nói. Ánh mắt của hắn đang tránh né. Hứa Thuần Lương nói, vì cái gì không nói? Bằng trực giác cho rằng Tô Vân Toàn đang giấu giếm cái gì? Tô Vân Toàn trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra sợ hãi biểu lộ, bởi vì ta, hắn cầm ra điện thoại di động của mình, ta từ phòng quan sát tìm được trong thang máy video, chính ngươi nhìn. Hứa Thuần Lương tiến tới nhìn về phía màn hình rất rõ ràng, Tô Vân Toàn đi vào thang máy, lại có mấy người, cuối cùng là một cái cầm hoa nữ nhân, bởi vì là quay thân đi vào thang máy. Hứa Thuần Lương chẳng qua là cảm thấy cái này thân hình có chút quen thuộc, chờ nữ tử kia xoay người lại, dù là kiến thức rộng rãi Hứa Thuần Lương cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này lại là chết đã lâu Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương đem Tô Vân Toàn điện thoại cầm tới, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, đây không có khả năng là Bùi Lâm, bởi vì Bùi Lâm đã chết, trái tim của nàng bây giờ nhảy lên tại kiều như long trong lồng ngực, như vậy thì chỉ còn kế tiếp khả năng. Nữ nhân này cùng Bùi Lâm dáng dấp cực kỳ tương tự, chẳng lẽ Bùi Lâm còn có tỉ muội song sinh? Hứa Thuần Lương trong đầu bắt đầu hồi tưởng đến quá khứ cảnh tượng, Bùi Lâm giống như cũng xuyên qua y phục như thế, Loan Ngọc Xuyên chết bởi cây thầu dầu độc tố, Bùi Lâm độc chết Dương Mộ Phong không phải là dùng thủ đoạn này. Tô Vân Toàn nói, bởi vì nghiệp vụ quan hệ, ta gặp qua Bùi Lâm mấy lần, ta biết nàng chết rồi, lúc ấy ta cách nàng rất gần, nàng không biết ta, nàng hẳn không phải là Bùi Lâm. Thế nhưng là quá giống, đơn giản như đúc một dạng. Hứa Thuần Lương nói, trên thế giới này giống nhau rất nhiều người. Tô Vân Toàn nói, ta không dám đoán chắc, cho nên ta mới muốn gặp ngươi, các ngươi đi qua cộng sự qua, ngươi hẳn là sẽ không nhận lầm. Hứa Thuần Lương nói, loại sự tình này ngươi hẳn là báo cảnh, để cảnh sát đến điều tra rõ ràng. Tô Vân Toàn nói, bệnh viện để cho ta tạm thời không muốn công việc, cảnh sát hẳn là cũng đem ta liệt vào người hiểm nghi một trong. Ta là một cái bác sĩ, ta làm sao có thể hại bệnh nhân của mình, nhất là bằng hữu của ta. Hứa Thuần Lương cảm giác Tô Vân Toàn đã nhanh muốn hỏng mất, an ủi hắn nói, ngươi về nghỉ ngơi đi, đoạn video này, ngươi có thể hay không phát cho ta để Đông Châu bên kia bằng hữu hỗ trợ điều tra một chút. Tô Vân Toàn nhẹ gật đầu,
không có vấn đề. Hắn lâm thời tăng thêm Hứa Thuần Lương hảo hữu, đem video phát cho Hứa Thuần Lương, sau đó cáo từ rời đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Tô Vân Toàn còng xuống bóng lưng, cảm giác người này thật là có chút đáng thương, coi như cuối cùng đã chứng minh trong sạch của hắn, sự nghiệp của hắn cùng tiền đồ cũng tướng lớn thụ ảnh hưởng. Tô Vân Toàn sau khi lên xe, lại quay cửa sổ xe xuống, hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, ngươi tin tưởng ta là trong sạch. Hứa Thuần Lương cười cười, hướng hắn phất phất tay. Tô Vân Toàn lái xe rời đi, lúc này mưa thu lại hạ xuống, Tô Vân Toàn trong lòng mây đen càng tụ càng nhiều, có cái bí mật hắn cũng không nói cho Hứa Thuần Lương, kỳ thật hắn đã sớm nhận biết Bùi Lâm, cũng không phải là thông qua Trường Hưng, Bùi Lâm làm qua đại lý dược, bọn hắn kết bạn tại lúc ấy Bùi Lâm chạy nghiệp vụ thời điểm. Tô Vân Toàn trong đầu vẫn đung đưa Bùi Lâm thân ảnh, hắn nghe nói qua Bùi Lâm một ít chuyện, nhưng Bùi Lâm rõ ràng đã chết, không phải Bùi Lâm, nếu như là nàng, nàng cũng nên nhận biết mình. Không có khả năng nhìn thấy mình không có phản ứng chút nào. Tô Vân Toàn quyết định xua tan trong đầu huyễn ảnh, một lần nữa trở lại trong hiện thực đến, lại nhìn thấy phía trước một người mặc váy đỏ nữ tử xuyên qua vằn. Tô Vân Toàn tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại, nữ tử kia quay mặt lại, hướng hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, Bùi Lâm, lại là Bùi Lâm. Tô Vân Toàn dùng sức nhắm mắt lại, lắc đầu, mở hai mắt ra, nào có cái gì nữ tử áo đỏ, hắn hít sâu một hơi, một cước chân ga đạp xuống. Tại hắn thông qua giao lộ sát na, một cỗ tải trọng xe hàng thổi còi hướng hắn kia chiếc BMW X5 phóng đi, từ bên cạnh va chạm, xe BMW tại xe hàng va chạm hạ nghiêm trọng biến hình, như là như con quay trên mặt đất lăn lộn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Vân Toàn cảm giác trong đầu tách ra từng đóa pháo hoa, kia pháo hoa lại cấp tốc diễn biến thành từng chương quỷ dị khuôn mặt, tại gương mặt ở giữa hắn thấy được cái bóng của mình. Đang bị kia từng trương khuôn mặt xé rách lấy thôn phệ, Tô Vân Toàn cảm thấy như tê liệt đau đớn, hắn phát ra một tiếng sợ hãi bất lực hò hét. Hết thảy đến mức như thế đột nhiên, cảnh sát đem định tính là cùng một chỗ tai nạn giao thông, sự cố nguyên nhân gây ra là Tô Vân Toàn vượt đèn đỏ, chiếc kia chuyên chở xe tải nặng chưa kịp phanh lại, cuối cùng chế tạo cái này khởi tai nạn xe cộ. Sự cố phát sinh địa điểm khoảng cách tỉnh Trường Đảng không xa, Hứa Thuần Lương đang nghe phát sinh tai nạn xe cộ tin tức về sau. Trước tiên liên tưởng đến Tô Vân Toàn, sự thật chứng minh hắn liên tưởng là chính xác. Vào hôm nay Tô Vân Toàn tới tìm hắn thời điểm, trạng thái tinh thần cũng có chút không ổn định, Hứa Thuần Lương hỏi thăm một chút, sự cố nhận định sơ bộ kết quả chứng minh, Tô Vân Toàn muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Tô Vân Toàn không phải một tân thủ lái xe, hắn giá linh dài đến 25 năm, mà lại kỹ thuật lái xe phi thường thành thạo, tại như thế rộng lớn lại tầm mắt tốt đẹp đoạn đường thế mà phạm vào vượt đèn đỏ sai lầm cấp thấp. Lớn nhất khả năng chính là hắn lúc ấy đi thần. Tô Vân Toàn bị khẩn cấp mang đến tỉnh nhân y cứu giúp, trước mắt còn ở thủ thuật bên trong, sinh tử chưa biết. Hứa Thuần Lương lại cảm giác sự tình chính hướng không thể dự báo phương hướng diễn biến, hắn tướng Tô Vân Toàn phát cho hắn đoạn video kia phát cho Lục Kỳ. Lục Kỳ thu được video không bao lâu liền gọi điện thoại tới, Thuần Lương, nữ nhân này là không phải Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương nói, ta phát video cho ngươi chính là nghĩ ngươi xác nhận một chút. Lục Kỳ nói, không thể nào là, Bùi Lâm đã chết, ta có thể xác định. Nàng có hay không tỉ muội song sinh loại hình? Lục Kỳ nói, không có, nàng là cô nhi, ta chuyên môn đi nàng quê quán điều tra qua. Hứa Thuần Lương nói, nàng thân thích bên trong có hay không dáng dấp cùng với nàng giống nhau? Không thể nào, không có khả năng bộ dạng như thế giống. Lục Kỳ vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ. Hứa Thuần Lương nói, trên đời này không có nhiều như vậy không có khả năng. Lục Kỳ, ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo đem trước đó bản án trải vuốt một chút, chuyện này quá kỳ quái, Loan Ngọc Xuyên chết bởi cây thầu dầu độc tố, cùng Dương Mộ Phong nguyên nhân cái chết giống nhau như đúc, mà lại cái này tạng hoa nữ vóc người cùng Bùi Lâm quả thực là một cái khuôn đúc ra, nếu như không phải tỉ muội song sinh, như vậy chính là có người chiếu vào Bùi Lâm dáng vẻ tiến hành chỉnh dung. Lục Kỳ nói, ai sẽ nhàm chán như vậy? Dựa theo bình thường logic, nữ nhân chỉnh dung nói như vậy sẽ lấy minh tinh là tham chiếu. Bùi Lâm mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là cũng không phải là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, ai sẽ chiếu vào dáng dấp của nàng cả đâu. Hứa Thuần Lương lại không nghĩ như vậy, hắn nghĩ tới dịch dung thuật, mình đã có thể lợi dụng thiên cơ biến bắt trước người khác, những người khác đồng dạng có thể tiến hành bắt trước, đơn giản là phương pháp khác biệt, hiện tại liền có không ít đẹp trang bác chủ lợi dụng trang điểm thuật bắt trước muôn hình muôn vẻ minh tinh, cơ hồ có thể đánh cháo. Nếu như xác định là nữ nhân này đầu độc, che giấu thân phận phương pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành một người chết,
nếu như dựa theo video cùng ảnh chụp đi tìm, đại khái suất tìm không thấy nàng lúc đầu thân phận, cái này càng chứng minh Loan Ngọc Xuyên chết là cùng một chỗ tỉ mỉ bày kế mưu sát. Tô Tình chẳng những không có bởi vì lần trước cùng Vương Lập Vân ở giữa mâu thuẫn nhận phê bình, ngược lại nhận lấy trong đài trọng dụng, băng tần tin tức người phụ trách Nghiêm Vĩnh Tân quyết định điều chỉnh nàng đi chủ trì Hoàng Kim Ngăn Bình Hải tin tức. Đi qua cái này chuyên mục trên cơ bản đều là Vương Lập Vân đất phần trăm, có thể tiến vào cái này chuyên mục người chủ trì đều cùng nàng quan hệ rất tốt. Tô Tình đi qua đã từng tích cực tranh thủ qua, nhưng là Vương Lập Vân nàng lấy một câu kinh nghiệm không đủ vẫn cần ma luyện bác bỏ. Nghiêm Vĩnh Tân phi thường tôn trọng Vương Lập Vân ý kiến, cho nên Tô Tình trước mắt chủ yếu tại muộn tin tức cùng một chút xã hội thăm hỏi chuyên mục, lần này là tầng đài trưởng chào hỏi. Nghiêm Vĩnh Tân đem cái tin tức tốt này nói cho Tô Tình. Tô Tình lại xin miễn hảo ý của hắn, chủ yếu là nàng cũng không muốn cùng Vương Lập Vân mâu thuẫn kích thích xuống dưới, coi như nàng đi truyền bá Hoàng Kim Ngăn, thế tất sẽ gặp phải những lão nhân kia liên thủ chống lại, Tô Tình không muốn ngay tại lúc này đi qua. Nghiêm Vĩnh Tân để nàng suy nghĩ thật kỹ một chút, dù sao lần này là tầng đài thêm chút tướng, cơ hội khó được. Nghiêm Vĩnh Tân lại mượn cơ hội đưa ra nghĩ mời Hứa Thuần Lương ăn bữa cơm, hắn cùng Lục Minh là bạn học cũ, hướng về phía Lục Minh quan hệ. Hắn cũng phải hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Tình để Nghiêm Vĩnh Tân trực tiếp liên hệ Hứa Thuần Lương, nàng cùng Hứa Thuần Lương cũng chính là bằng hữu bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nghiêm Vĩnh Tân nghe xong liền biết Tô Tình có từ chối ý tứ, đoán chừng nàng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ trong đó không muốn công khai, cũng đành phải thôi. Tô Tình kỳ thật đêm nay cùng Hứa Thuần Lương ước hẹn. Tỉnh Văn Lữ người phụ trách Hình Văn Hổ mời hai người bọn họ đi trong nhà ăn cơm. Giống Hình Văn Hổ loại này cấp bậc cán bộ, gia yến đã là hắn chiêu đãi khách nhân cao nhất quy cách. Ba người kết duyên tại Nam An Huy Văn Lữ hội nghị, lúc ấy bọn hắn còn cùng một chỗ lên đài diễn xuất Bá Vương Biệt Cơ, về sau Hứa Thuần Lương lại trợ giúp Hình Văn Hổ cứu vãn hắn khuê nữ Hình Vĩnh Thanh, cho nên Hình gia một mực đối Hứa Thuần Lương trong lòng còn có cảm kích. Nếu như không phải là vì Tô Tình, Hứa Thuần Lương cũng sẽ không dễ dàng mở miệng cầu người, đối Hình Văn Hổ tới nói, cái này chỉ là khu việc nhỏ. Hắn cùng truyền hình đài trưởng Tằng Bản Tuyên là lão bằng hữu, hai người lại là ở cùng một chỗ lân cận cư, đêm đó Hình Văn Hổ cũng đem Tằng Bản Tuyên cho mời đi theo. Hứa Thuần Lương trước đó hỏi thăm một chút Tằng Bản Tuyên yêu thích, sớm cho hắn viết một bức chữ dẫn tới. Bởi vì Hứa Thuần Lương không có chuyện trước cùng Tô Tình thông khí, nàng cũng không biết đài trưởng cũng tại, nhìn thấy Tằng Bản Tuyên có phần hơi kinh ngạc, Tằng đài trưởng. Tằng Bản Tuyên là cái một mặt ôn hòa trung niên nhân, một thân không có vẻ kiêu ngạo gì. Cười nói, Tô Tình, tới rồi. Hứa Thuần Lương đi qua chủ động vươn tay, Tằng đài trưởng, ngài tốt, ta là Hứa Thuần Lương, Tô Tình bằng hữu. Tằng Bản Tuyên cùng hắn nắm tay, Hứa Thuần Lương, không tệ, ta nghe lão Hình thường xuyên nhắc lên ngươi, nói các ngươi hai là bạn vong niên. Hình Văn Hổ cười nói, còn không phải sao, lão Tăng, tiểu Hứa là trung y thế gia, quay đầu để hắn giúp ngươi tay cầm mạch. Tằng Bản Tuyên nói, không cần, thân thể ta rất tốt. Hình Văn Hổ nhìn thấy Hứa Thuần Lương cầm đồ vật, trong tay là cái gì? Hứa Thuần Lương thừa cơ nói, ta biết Tằng đài vui hảo thư pháp, cho nên ta đặc địa viết một bức chữ mời Tằng đài chỉ ra chỗ sai. Tằng Bản Tuyên nghe nói hắn mang theo bức thân bút viết thư pháp tới cũng sinh ra hứng thú, Tằng Bản Tuyên người này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, dám thưởng trình độ rất cao, nhưng là thư pháp trình độ vô cùng bình thường, hắn thấy Hứa Thuần Lương dạng này người trẻ tuổi là không viết ra được đến tốt bao nhiêu tác phẩm. Mình chỉ điểm hắn một chút cũng tốt. Tại trên bàn trà triển khai xem xét, Tằng Bản Tuyên cả người nhất thời kinh diễm, Hứa Thuần Lương viết là Tô Đông Phan Niệm Nô Kiều, thư pháp đại khai đại hợp, rồng phiêu phượng đỗ, muôn hình vạn trạng, hào khí vượt mây. Hình Văn Hổ đối thư pháp nghiên cứu không sâu nhưng là cũng có thể nhìn ra bức chữ này viết tương đương xinh đẹp, cố ý hỏi, lão Tăng, bức chữ này viết thế nào? Tằng Bản Tuyên nói, tốt. Hình Văn Hổ nói, ta cũng cảm thấy không tệ. Nhưng là nói không nên lời đến tột cùng chỗ nào tốt, vừa vặn ta thư phòng còn có một mặt tường trống không. Tằng Bản Tuyên nghe xong liền gấp, lão Hình, người ta tiểu Hứa bức chữ này giống như không phải đưa cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đưa cho Tằng đài, Hình bí thư, người nghĩ muốn quay đầu ta sẽ giúp người viết một bức. Hình Văn Hổ nói, nhưng ta thích cái này một bức. Tằng Bản Tuyên cuống quýt tướng bức chữ này cuốn lại, trong nhà của ta có rượu ngon, ta đi lấy tới a, các ngươi chờ lấy. Chúng ta hảo hảo uống vài chén. Hắn đối thư pháp yêu quý có thể thấy được lốm đốm, Tằng Bản Tuyên là thật sợ Hình Văn Hổ hoành đao đoạt ái, hai người quá quen.
Hình Văn Hổ nhưng thật ra là cố ý nói như vậy trêu cợt một chút hắn, Hứa Thuần Lương tiểu tử này có một bộ, tặng lễ hợp ý. Hình Văn Hổ phi thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương sở dĩ lấy lòng Tằng Bản Tuyên, chủ nếu là bởi vì Tô Tình các mặt điều kiện đều rất ưu tú, nhưng là tại truyền hình vẫn chưa thể trổ hết tài năng, cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ, nếu như không có mạnh hữu lực ủng hộ, người trẻ tuổi muốn tại trước trận giết ra một con đường rất khó. Hình Văn Hổ nhi tử Hình Vĩnh Tiến bây giờ tại Đông Châu, hắn bạn già cũng đi Đông Châu hỗ trợ chiếu cố cháu trai đi, nữ nhi trường kỳ trọ ở trường, bây giờ trong nhà chỉ còn lại hắn một cái, cho nên bình thường thường xuyên hẹn Tằng Bản Tuyên tới uống rượu nói chuyện phiếm. Không bao lâu Tằng Bản Tuyên mang theo hai bình mao đài tới, bên này Tô Tình đã đi phòng bếp, nàng chủ động xin đi tiếp nhận Hình Văn Hổ tay cầm muôi, tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện một chút tài nấu nướng của nàng. Đến Tằng Bản Tuyên cấp độ này, tùy tiện liền có thể nhìn ra Hứa Thuần Lương tặng lễ mục đích, vài chén rượu hạ đỗ về sau, Tằng Bản Tuyên nói, ta đi qua thật không biết Tô Tình còn có lão Hình cái tầng quan hệ này, cái này cũng quái giả Hình, người chưa hề đều không đề cập với ta. Hình Văn Hổ nói, ta cảm thấy là vàng cũng sẽ phát sáng, thật không nghĩ đến các người truyền hình nội bộ phức tạp như vậy, người có năng lực không nhất định có thể có được trọng dụng. Tằng Bản Tuyên cười khổ nói, chỗ nào đều là giống nhau, chúng ta đương người quản lý cũng không thể chu đáo, người nói đúng không tiểu Hứa. Hứa Thuần Lương nói, Tô Tình tính cách cùng ta không giống, nàng là không tranh quyền thế không màng danh lợi, ta là nỗ lực phấn đấu, một bước cũng không nhường. Hình Văn Hổ cùng Tằng Bản Tuyên đều nở nụ cười, Tô Tình bưng vừa xào kỹ là tử kê đưa ra, Hình Văn Hổ nếm thử một miếng, khen, tốt, không tầm thường đâu. Tằng Bản Tuyên cũng ăn một khối, liên tục gật đầu, phi thường tán đồng, nghĩ không ra xinh đẹp như vậy nữ oa như thế mà lại còn nấu cơm, tại trong ấn tượng của hắn đài truyền hình nữ MC phần lớn là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Tô Tình chủ nghệ nào chỉ là không tầm thường, quả thực là rất không bình thường. Hình Văn Hổ cùng Tằng Bản Tuyên đêm nay xem như ăn như gió cuốn, Tô Tình làm xong đồ ăn, đi vào Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người cho hai vị lãnh đạo mời rượu. Tằng Bản Tuyên nói, Tô Tình, chính ngươi có ý nghĩ gì? Ta nghe nói người cự tuyệt đi truyền bá Bình Hải tin tức. Tô Tình nói, Tằng Đài, đoạn thời gian gần nhất ta tại băng tần tin tức kinh lịch rất nhiều sự tình, áp lực quá lớn, cho nên muốn đi một cái áp lực tương đối nhỏ bé kênh điều chỉnh một chút. Tằng Bản Tuyên nói, vậy liền đi văn lữ kênh thôi, vừa vặn chúng ta cùng Bình Hải văn lữ hợp tác đẩy quảng bản tỉnh văn lữ, ngươi cùng Hình bí thư quen như vậy, ta cảm thấy từ ngươi đi làm công việc này thích hợp nhất. Hình Văn Hổ nói, đúng a. Người không nói ta đều quên chúng ta muốn chuyện hợp tác đâu. Tằng Bản Tuyên nói, hiện tại chính sách quốc gia chính là muốn đại lực mở rộng văn lữ, xúc tiến trong nước du lịch, lấy du lịch kéo theo lớn tiêu phí, trong đài có thật nhiều người đều tích cực báo danh, người nếu là có mục đích, ta có thể ưu tiên cân nhắc ngươi. Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương cười nói, đây không phải đại hảo sự sao, tạ ơn Tằng Đài. Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương cười nói, đây không phải đại hảo sự sao, tạ ơn Tằng Đài đối tiểu Tình chiếu cố. Tằng Bản Tuyên cười nói, ngươi đừng cảm ơn ta, Tô Tình còn chưa nói chính mình ý tứ đâu. Tô Tình nói, Tằng Đài, ta nghĩ thử một chút. Sự tình cho tới bây giờ, nếu như nàng còn không đáp ứng ngược lại rõ rệt ra mồm. Tằng Bản Tuyên nói, kia quyết định như vậy đi, bất quá, ngươi phải làm cho tốt nghênh đón khiêu chiến chuẩn bị, văn lữ kênh cần toàn năng nhân tài, chẳng những muốn am hiểu chủ trì, còn muốn có thể nắm giữ các mặt công việc. Hứa Thuần Lương nói, Tằng Đài có ý tứ là muốn cho Tô Tình thêm gánh, cho nàng cái quan ngồi một chút. Tô Tình đều cảm thấy lúng túng, Hứa Thuần Lương đây rõ ràng là tìm Tằng Đài trưởng muốn quan. Tằng Bản Tuyên nói, hoàn toàn có thể a, ta dự tính ban đầu chính là phát huy đầy đủ người tuổi trẻ năng lực, tự mình làm chuyên mục, mình tổ kiến ban tử, nếu như công tác xuất sắc, xác nhận năng lực của mình, về sau ngươi nhưng lấy đương văn lữ kênh người phụ trách. Tằng Bản Tuyên không phải là nói rượu nói, văn lữ kênh mặc dù đã sớm có, nhưng là tại truyền hình rất nhiều bên trong kênh nói chuyện chỉ là một cái nhỏ bộ môn, nhưng là hai năm này hướng gió thay đổi, quốc gia đề xướng các nơi trọng điểm phát triển văn lữ, muốn mở rộng văn lữ ngoại trừ mạng lưới, càng quan trọng hơn còn muốn dựa vào truyền hình loại này truyền thống truyền bá phương thức, truyền hình truyền bá diện tích che phủ càng rộng, lực ảnh hưởng lớn hơn. Vào lúc ban đêm bữa cơm này ăn đến phi thường vui sướng, sau bữa cơm chiều, Tô Tình hỗ trợ thu thập, Hứa Thuần Lương thừa dịp tử hứng hiện trường cho Hình Văn Hổ viết một bức thủy điều ca đầu. Tận mắt thấy Hứa Thuần Lương huy hào bát mặc, Tằng Bản Tuyên triệt để tin tưởng vừa rồi bức kia chữ là người trẻ tuổi này mình viết,
Xem ra thư pháp môn học vấn này tuyệt không phải quen tay hay việc, mà là cần tương đương thiên phú, tỉ như mình cũng coi như luyện tập cả một đời, thật là thật thư pháp trình độ căn bản là không có cách nhìn cùng Hứa Thuần Lương bóng lưng. Tô Tình tướng phòng bếp thu thập quét sạch sẽ, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ cáo từ rời đi, đêm nay nàng không có lái xe cũng uống chút rượu, đến đường lớn bên trên, chủ động kéo lại Hứa Thuần Lương tay, tướng đầu gối ở trên vai hắn, ôn nhu nói, Thuần Lương, người đối ta thật tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, người đáng giá. Tô Tình nói, ta muốn theo dựa vào cố gắng của mình chứng minh mình, ta không nghĩ thông suốt qua loại phương thức này. Hứa Thuần Lương nói, người cũng không phải không có năng lực, đương kim thời đại chính là như vậy, người giảng nguyên tắc, người khác nhưng không giảng cứu cái này, cho nên căn bản không có cái gì công bình chân chính có thể nói, chúng ta thông qua loại phương thức này cũng không phải đi đường tắt, mà là muốn bắt hồi vốn nên thứ thuộc về chính mình. Tô Tình lâm vào trầm tư. Hứa Thuần Lương nói, người cự tuyệt dẫn chương trình Bình Hải tin tức, chủ yếu là muốn tránh miễn phân tranh, cho nên văn lữ kênh ngược lại là chỗ tốt, đánh lấy chủ trì tiết mục làm tên, có thể công khoản du sơn ngoạn thủy, muốn gặp ta lúc sau, người liền đến đưa tin Đông Châu. Tô Tình mắng, vậy ta chẳng phải là thành công khí tư dụng. Hứa Thuần Lương nói, người nếu là để ý như vậy, vậy ta đem ta tư khí cho người dùng. Đem Tô Tình tay hướng xuống một dắt. Tô Tình cảm giác tay bị đỉnh một chút. Nháo cái đỏ chót mặt, ghé vào trên bả vai hắn hung hăng cắn một cái, đây là tại trên đường cái, không biết xấu hổ ngươi. Hứa Thuần Lương cười ha ha, ngươi tư tưởng có vấn đề, nghĩ đi đâu vậy? Tô Tình mèo con một dạng núp ở trong ngực hắn, có chút thẹn thùng lại có chút mừng rỡ, dù sao đời này là trốn không thoát hắn, nàng cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Tô Vân Toàn trải qua hơn 10 giờ giải phẫu, mệnh nghe nói là bảo vệ, bất quá thương thế rất nặng, khi nào thức tỉnh còn không biết. Liễu Thanh Sơn đang điều tra Tô Vân Toàn xảy ra chuyện sau khi trải qua, chuyên môn đến trường đảng tìm Hứa Thuần Lương. Liễu Thanh Sơn cùng cộng tác mở ra xe cảnh sát tiến vào trường đảng tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, Hứa Thuần Lương rất là phiền muộn, đối Liễu Thanh Sơn dạng này công khai đến thăm hành vi biểu thị bất mãn. Liễu Thanh Sơn cũng là thói quen nghề nghiệp, đối với chuyện này khiếm khuyết cân nhắc, hắn vẫn là hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt áy náy, tiểu Hứa, không có ý tứ, hoàn toàn chính xác tình tiết vụ án khẩn cấp. Ta lần này tới cân nhắc có chút không chu toàn. Hứa Thuần Lương nói, chỉ muốn các ngươi hai không coi ta là trận khảo đi là được. Liễu Thanh Sơn cười nói, làm sao lại, liền là đến tìm hiểu một chút tình huống, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương chỉ ven đường liền ghế dựa, Liễu Thanh Sơn cùng hắn cùng đi ngồi xuống. Liễu Thanh Sơn từ trong túi lấy ra một hộp khói, đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương khoát tay áo, ta sẽ không, ngươi cũng đừng rút, nơi này là trường đảng. Hút thuốc ảnh hưởng không tốt. Liễu Thanh Sơn nói, ta cũng không phải không có trải qua trường đảng, nơi này là ngoài trời, không có quy định cấm chỉ hút thuốc lá. Lời mặc dù nói như vậy, hắn cũng không tiện đốt thuốc. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện gì mau nói đi. Liễu Thanh Sơn đem mình ý đồ đến nói rõ. Hứa Thuần Lương nói, không sai, Tô Vân Toàn ngày hôm qua xác thực tới tìm ta, hắn tìm ta là tới hỏi, ta sao có thể kết luận Loan Ngọc Xuyên là trúng độc. Liễu Thanh Sơn nói, chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái, người đến tột cùng là thế nào đánh giá ra Loan Ngọc Xuyên là trúng độc. Hứa Thuần Lương nói, Trung Hoa y học bác đại tinh thâm, nói với các ngươi cũng không hiểu, dù sao khác nghề như cách núi, ta nhưng không có ý xem thường các ngươi, tại Trung y phương diện ngươi là người ngoài ngành, phá án mới là ngươi nghề cũ. Liễu Thanh Sơn cảm thấy lời này giống như tại châm chọc mình phá án hiệu suất cũng rất bình thường, gật đầu nói, cái kia ngược lại là... Tiểu Hứa, Tô Vân Toàn còn nói khác không có. Không có, phản đúng lúc ta cảm giác hắn có chút tinh thần hoảng hốt, hẳn là Loan Ngọc Xuyên chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, ta nghe nói bệnh nhân của hắn đều đi hết sạch, bệnh viện cũng đem công tác của hắn tạm thời cho ngừng. Liễu Thanh Sơn thở dài nói, chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn, Tô Vân Toàn là trong nước nổi danh tâm nội khoa chuyên gia, dạng này người đối danh dự phi thường coi trọng, danh dự chịu ảnh hưởng đơn giản so quăng ra hắn nửa cái mạng còn khó chịu. Hứa Thuần Lương nói, cho nên nói các ngươi cảnh sát làm việc hẳn là nhiều bận tâm người khác cảm thụ, cũng tỉ như nói các ngươi hiện tại, mặc đồng phục cảnh sát mở ra xe cảnh sát tiến vào tỉnh trường đảng, ta còn tại huấn luyện liền đem ta cho kêu đi ra, cho ta tạo thành tướng đương ảnh hưởng không tốt. Liễu Thanh Sơn dở khóc dở cười nói, ta đã vừa mới xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn có cơ hội cùng ta xin lỗi, các ngươi cùng Tô Vân Toàn xin lỗi thế nào? Nếu như các ngươi tại xử lý chuyện của hắn bên trên cẩn thận một chút,
uyển chuyển một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh bi kịch. Liễu Thanh Sơn nói, lời này của ngươi nhưng không đúng, Tô Vân Toàn sự tình không thể quy tội cảnh sát chúng ta a, chúng ta cũng là dựa theo chương trình làm việc, nhắc tới sự kiện ban sơ vẫn là ngươi cung cấp manh mối. Ta cung cấp manh mối ta còn có sai a? Liễu nội, ngươi nếu là nói như vậy về sau ta phát hiện bất kỳ tình huống gì ta đều không nói cho các ngươi biết, liền nói Loan Ngọc Xuyên sự tình, khả năng liền mơ mơ hồ hồ dựa theo bình thường tử vong chỗ sửa lại. Liễu Thanh Sơn nói, đừng a, phối hợp cảnh sát công việc là mỗi một cái công dân nghĩa vụ, Tiểu Hứa, ta kỳ thật rất cảm tạ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta thật không nhìn ra, Liễu nội, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ trong lòng khẳng định đang nghĩ, làm sao ta vừa xuất hiện liền có nhiều như vậy án mạng phát sinh, những này bản án đến cùng có quan hệ gì với ta? Liễu Thanh Sơn cười nói, không có, chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp. Biết nguyên nhân gì sao? Liễu Thanh Sơn lắc đầu, thật không biết, nếu như hắn biết còn muốn tại Hứa Thuần Lương trước mặt cười làm lành mặt. Hứa Thuần Lương nói, ta đều hoài nghi mình là cái sao chổi, đi đâu mà chỗ nào liền xảy ra chuyện. Liễu Thanh Sơn tâm bên trong phi thường tán đồng, ngoài miệng lại giả mù sa mưa nói, làm sao còn mê tín bên trên, nơi này chính là trường đảng A. Hứa Thuần Lương nói, cho nên A, người tốt nhất cũng cách ta xa một chút. Liễu Thanh Sơn nói, ta vậy mới không tin ta. Hứa Thuần Lương nói, video theo dõi điều tra hiểu không? Liễu Thanh Sơn nói, đang điều tra. Lúc ấy tặng hoa người kia khóa đã định chưa? Liễu Thanh Sơn gật đầu nói, khóa chặt, là cái nam nhân. Cái gì? Hứa Thuần Lương vốn cho rằng là cái kia cực giống Bùi Lâm nữ nhân, làm sao đến Liễu Thanh Sơn chỗ này biến thành một cái nam nhân? Liễu Thanh Sơn đối với chuyện này hẳn là không tất yếu lừa gạt mình, nhưng Tô Vân Toàn cũng sẽ không nói dối, hắn phát cho mình video vậy nhưng là thật sự rõ ràng a. Trừ phi xử lý Loan Ngọc Xuyên chính là một đoàn băng. Liễu Thanh Sơn từ Hứa Thuần Lương kinh ngạc phản ứng cảm giác được một tia dị thường, thấp giọng hỏi, có gì không ổn? Hứa Thuần Lương nói, cá nhân ta cảm thấy điều tra phạm vi là không phải hẳn là khuếch trương lớn hơn một chút, tỉ như nói, tặng hoa nam nhân chưa chắc có vấn đề, cũng có thể là bán cho hắn hoa người có vấn đề. Liễu Thanh Sơn nói, người ý nghĩ này phi thường có đạo lý, ta lập tức để bọn hắn dọc theo đường dây này hảo hảo tra một chút, nhìn xem tên kia hiểm nghi nam tử cùng ai tiếp xúc qua. Mặc dù Bạch Mộ Sơn một án chưa phá, nhưng là hết thảy đều tại hướng có lợi cho Tiết An Lương phương hướng phát triển, hắn khuyết thiếu động cơ phạm tội, nhất là cái kia thần bí báo án người để quá trình này trở nên không phải như vậy hợp lý, nhưng là trước mắt Tiết An Lương vẫn làm chủ yếu người hiểm nghi bị tạm thời giam. Tiết Nhân Trung vì hắn thuê luật sư, làm xong chuẩn bị xấu nhất. Cùng lúc đó, Bạch Mộ Sơn tang lễ cũng đúng hạn cử hành. Bạch Mộ Sơn người nhà đều tại Bắc Mỹ, hắn cùng thê tử cũng ly hôn nhiều năm, nhi tử Bạch Sùng Đạo bởi vì từ nhỏ ở phương Tây sinh hoạt, cho nên là cái cây hồng bị bạch cốt chuối tiêu người. Càng thêm buồn cười là, Bạch Mộ Sơn đang nghiên cứu Trung Hoa truyền thống văn hóa phương diện rất có thành tích, con của hắn thế mà liền Trung Văn đều nói không lưu loát. Hứa Thuần Lương vẫn là bớt thời gian đi tham gia Bạch Mộ Sơn tang lễ cũng lựa chọn kiểu Tây. Hứa Thuần Lương tại hiện trường gặp được Mặc Hàm. Mặc Hàm không nghĩ tới hắn có thể tới, dù sao Hứa Thuần Lương cùng Bạch Mộ Sơn giao tình không sâu, cũng bởi vì năm đó Bạch Mộ Sơn khuyên Hứa lão gia tử quyên ra xương rồng sự tình sinh ra khúc mắc. Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm cười cười, hai ngày này cảm giác như thế nào? Mặc Hàm minh bạch hắn chỉ chính là trạng huống thân thể của mình, lạnh nhạt nói, ta rất tốt. Hứa Thuần Lương nói, vậy là tốt rồi, cảnh sát tìm ngươi hay chưa? Mặc Hàm lắc đầu, ta lại không phạm pháp. Bọn hắn tìm ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn tìm ta. Mặc Hàm nói, vì Tô Vân Toàn sự tình. Ngươi tin tức thật sự là linh thông. Mặc Hàm nói, Tô Vân Toàn gặp qua ngươi không bao lâu liền ra tai nạn xe cộ, cảnh sát đương nhiên muốn tìm ngươi tìm hiểu tình hình. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng chuyện này không quan hệ. Mặc Hàm nói, không cần giải thích, dù sao tiếp cận ngươi người tổng không có chuyện tốt. Lời này của ngươi liền có chút không tử tế. Mấy người này giống như quan hệ với ngươi càng thêm mật thiết một chút. Mặc Hàm ho khan một tiếng, cảm thấy bỗng nhiên trở nên có chút lạnh. Hứa Thuần Lương tướng áo khoác của mình cởi ra, chuẩn bị biểu hiện một chút phong độ thân sĩ giúp Mặc Hàm phủ thêm thời điểm, phát hiện Mặc Hàm đã mang theo ghét bỏ biểu lộ cùng mình kéo dài khoảng cách, Hứa Thuần Lương thở dài nói, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Lúc này Bạch Sùng Đạo đi tới, chớ nhìn hắn cha dáng dấp gầy yếu, người này lại là cái vạm vỡ to con. Thân cao thúc tầm 1m90,
bởi vì trường kỳ ánh mặt trời chiếu nguyên nhân, màu da so bình thường hoàng loại người muốn hắc, đại khái là ăn cơm Tây ăn nhiều nguyên nhân, cả người khí chất đều lộ ra một cỗ mỡ bỏ vị. Bạch Sùng Đạo Thao lấy sức sẹo tiếng Trung hướng Mặc Hàm nói, ta cần một lời giải thích. Mặc Hàm nhíu mày, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch Sùng Đạo từ trong túi áo lấy ra một phong thư đưa cho Mặc Hàm, cha ta khi còn sống lưu lại cho ta phong thư này, sau khi hắn chết ta mới thu được, ta thế mới biết giữa các ngươi bí mật. Mặc Hàm tiếp nhận lá thư này nhìn một lần, Bạch Mộ Sơn hẳn là có chỗ dự cảm, đang bị người mưu sát trước đó, ung thư gan của hắn liền tái phát, hắn tướng một số bí mật nói cho con của hắn, tựa hồ phù hợp logic, nhưng là hành động như vậy cũng không phù hợp Bạch Mộ Sơn tính cách, Mặc Hàm hoài nghi phong thư này là thật hay giả. Ngươi giải thích thế nào? Mặc Hàm nói, việc này các loại tang lễ về sau lại nói. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải ta sẽ để cho ngươi cùng gia tộc của ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Sùng Đạo tiếng Anh dùng đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Hứa Thuần Lương nghe không hiểu hắn nói cái gì, bất quá nhìn Bạch Sùng Đạo biểu lộ rất hung, hẳn là uy hiếp Mặc Hàm, nhịn không được nói, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Bạch Sùng Đạo hung dữ nhìn qua Hứa Thuần Lương, thế mà hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Hứa Thuần Lương hiểu đây là ý gì, một phát bắt được cái kia dễ chọc người ghét ngón giữa, nhẹ nhàng vặn một cái, Bạch Sùng Đạo đau đến nhe răng nhếch miệng, đây là Hứa Thuần Lương thủ hạ lưu tình, không phải hắn đã sớm quỳ xuống đất đi. Mặc Hàm không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, khuyên Hứa Thuần Lương buông tay. Bạch Sùng Đạo lúc này mới có thể tránh thoát, khoanh tay đầu ngón tay đi nhanh lên. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn làm sao sinh ra như thế một cái đồ chơi, tố chất quá thấp. Mặc Hàm nói, tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, tại phố người Hoa không có điều ác nào không làm, cũng coi là một hào nhân vật, người không cần thiết cùng hắn phát sinh xung đột. Hứa Thuần Lương nói, phách lối như vậy, ta lập tức báo cáo hắn, để cháu trai này về nước cải tạo. Mặc Hàm nói, người cũng đừng cho quốc gia gia tăng gánh chịu, loại người này vẫn là để hắn nhanh đi về, người ta cũng không phải người Trung Quốc. Hứa Thuần Lương nói, hắn vừa nói gì với ngươi? Mặc Hàm nói, Bạch Mộ Sơn lưu lại một phong thư, bên trong nói chút đối ta chuyện bất lợi, cho nên hắn tới tìm ta phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn có chút không tử tế a. Mặc Hàm nhẹ giọng thở dài nói, ta phản lại cảm thấy lá thư này chưa chắc là hắn tự mình viết, có người cố ý lợi dụng chuyện này bốc lên Bạch gia nhân sự thù hằn với ta. Hứa Thuần Lương nói, nếu như suy đoán của ngươi chính xác, đó nhất định là hiểu rõ vô cùng nội tình người. Mặc Hàm không nói chuyện, hiển nhiên nhận đồng Hứa Thuần Lương cách nhìn. Hứa Thuần Lương lại nói, Loan Ngọc Xuyên có không có người thân? Mặc Hàm nói, hắn có cái đệ đệ Điền Trung Ngọc Thành. Đông Doanh người. Mặc Hàm nói, hai người quan hệ phi thường phổ thông, bất quá Điền Trung Ngọc Thành là Loan Ngọc Xuyên pháp định người thừa kế. Hứa Thuần Lương nhạy cảm giác được cái gì, dựa theo hắn nắm giữ tình huống. Loan Ngọc Xuyên chẳng qua là Mặc Hàm người phát ngôn thôi, nhưng là Loan Ngọc Xuyên trước khi chết có phải hay không đã đem hết thảy tài vụ bên trên sự tình xử lý thanh sở, nếu không có, Điền Trung Ngọc Thành hoàn toàn có thể yêu cầu kế thừa Loan Ngọc Xuyên toàn bộ tài sản, đối Mặc Hàm tới nói tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bất quá cô nàng này như thế thông minh hẳn là đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, không cần mình quan tâm. Lúc này Xích Đạo vốn liếng đương nhiệm CEO Nhâm Thiên Dã đến, Nhâm Thiên Dã đi trước thăm hỏi người chết gia thuộc. Sau đó trở về Mặc Hàm bên người, mỉm cười nói, Mặc tiểu thư, ngươi cũng tới. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này Nhâm Thiên Dã đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật. Đại khái xuất Loan Ngọc Xuyên người thay thế. Mặc Hàm nói, Nhâm Tổng tốt. Nhâm Thiên Dã gật đầu nói, Loan Tổng thân hậu sự ta sẽ xử lý thỏa đáng, ngươi không cần hao tâm tổn trí. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thuần Lương trên mặt, Hứa tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Hứa Thuần Lương lưu ý đến Nhâm Thiên Dã mang theo thủ sáo, vốn đang dự định cùng hắn nắm tay tới. Nhâm Thiên Dã giải thích nói, ta có bệnh ngoài da, cho nên không thể cùng Hứa tiên sinh nắm tay. Hứa Thuần Lương nói, Nhâm Tổng thật sự là thẳng thắn. Hắn đánh giá Nhâm Thiên Dã, đối với người này nghe tiếng đã lâu, nhưng là từ chưa chính diện đã từng quen biết, Hứa Thuần Lương từ trong trí nhớ cố gắng tìm kiếm liên quan đến Nhâm Thiên Dã tin tức, nhưng là cũng không có quá lớn phát hiện. Nhâm Thiên Dã nói, ta đã từng bác bỏ Mặc tiểu thư đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu kế hoạch, cho Hứa tiên sinh tạo thành một chút ảnh hưởng, hy vọng Hứa tiên sinh không cần để ý. Hứa Thuần Lương cười nói, đương nhiên sẽ không, các ngươi làm ăn chuyện đương nhiên truy cầu lợi ích tối đại hóa. Nhâm Thiên Dã nói,
Hứa tiên sinh dạng này cách cục để cho người ta vui mừng, ta tin tưởng chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Hứa Thuần Lương không muốn tiếp tục lưu lại, không đợi tang lễ kết thúc liền chọn rời đi. Mặc Hàm đuổi theo cước bộ của hắn, ta đưa ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng bãi đỗ xe đi đến. Mặc Hàm nói, ta nghe nói Chiêm Thiên Hàng cố ý chuyển nhượng hắn suối nước nóng khách sạn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tin tức thật đúng là linh thông, ta mới nghe hắn nói ngươi sẽ biết. Mặc Hàm nói, cũng không phải bí mật gì, hắn đầu tư suối nước nóng khách sạn về sau, sinh ý một mực kinh tế đình trệ, đừng quên, ban sơ là ta trước đưa ra cùng Đông Nhiễm Sinh hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi, Mộc Thiên Tập đoàn là Nhật Tư bối cảnh, Đông Thúc người kia đối quỷ tử căm thù đến tận xương tủy, ngươi đưa ra lại hậu đãi điều kiện hắn cũng không có khả năng đồng ý. Mặc Hàm nói, ta đã rời đi Xích Đạo vốn liếng, ta hiện tại kiến lập Mặc Hàn Phương Đông, ta cổ quyền cấu thành bên trong không có bất kỳ cái gì Nhật Tư thành phần. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi có thể trực tiếp đi tìm bọn họ đàm. Mặc Hàm nói, Đông Châu có phải hay không đã quyết định tăng tốc cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết. Hứa Thuần Lương cũng không gạt nàng, biểu thị hoàn toàn chính xác có chuyện này, gần nhất cấp lãnh đạo đều tại bàn bạc, dự tính không lâu sau đó liền sẽ ra sân khấu chính thức chính sách. Hứa Thuần Lương nhìn ra Mặc Hàm hôm nay thái độ đối với chính mình có chỗ cải thiện, đoán chừng nàng khẳng định gặp phải phiền toái, nếu như không có trợ giúp của mình chỉ sợ khó mà vượt qua cái này quan khẩu, nhưng Mặc Hàm thực chất bên trong lại là cực kỳ thanh cao tự ngạo người, tạm thời lại không bỏ xuống được mặt mũi mở miệng cầu trợ ở chính mình. Ta đưa ngươi, Mặc Hàm chủ động đưa ra. Hứa Thuần Lương chỉ xe của mình, hắn hôm nay cũng là lái xe tới. Tại Hứa Thuần Lương mở cửa xe sát na, Mặc Hàm rốt cuộc nói, ngươi có thời gian hay không? Hứa Thuần Lương xoay người nói, có việc. Mặc Hàm nói, ta mang ngươi đi một nơi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương đi theo Mặc Hàm, lái xe một trước một sau đi vào ở vào Nam Giang núi Tử Vân Lộc khu biệt thự. Mặc Hàm tướng xe lái vào một tràng biệt thự, đây là một bộ có giá trị không nhỏ kiểu Trung Quốc hợp viện. Hứa Thuần Lương dừng xe xong, nhìn lên trước mắt bố cục tinh xảo hàng Xô Viết Lâm Viên, khen. Phòng này so ẩn hồ quan để xinh đẹp hơn, các người kẻ có tiền thật sự là sẽ hưởng thụ a. Phong thủy cũng không tệ, mặt phía bắc có núi, nam bột có hồ. Mặc Hàm nói, đi theo ta. Hứa Thuần Lương cùng với nàng đi vào phòng khách, tâm bên trong phi thường rõ ràng, nàng mời mình tới khẳng định không phải làm khách. Phòng khách treo trên vách tường không ít giáp cốt văn bản dập, Hứa Thuần Lương nói, chúng ta hồi xuân đường xương rồng những năm này bị ngươi thu mua đến không sai biệt lắm đi. Mặc Hàm nói, năng lực có hạn, coi như tất cả đều siêu tập đến, cũng vô pháp hiện ra nguyên trạng. Nàng luôn luôn tự cao tự đại, cho là mình ra học uyên thâm, nhưng đến cuối cùng vẫn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Hứa Thuần Lương nói, không phải vấn đề của ngươi. Mặc Hàm mời hắn tiến vào thang máy, trải qua thang máy đến dưới đất một tầng, cửa thang máy mở ra về sau, Mặc Hàm dẫn đầu tiến lên, phía trước một mảnh đen kịt thông đạo theo lấy bọn hắn đi vào, ánh đèn từ gần cùng xa sáng lên khởi tới. Hứa Thuần Lương phát hiện biệt thự này dưới mặt đất diện tích muốn so trên mặt đất còn muốn lớn, trêu chọc nói, người thế mà dưới đất tu một tòa chỗ tránh nạn, đây là vì tận thế sinh tồn làm chuẩn bị sao? Mặc Hàm nói, người không sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì tốt sợ, ta một đại lão gia còn sợ một cái tiểu nữ nhân không thành. Mặc Hàm tại phía trước hợp kim titan trước cửa dừng lại, mở ra ba đạo nghiệm chứng, mới mở ra cửa chống trộm. Hứa Thuần Lương xa xa đứng ở sau lưng nàng, đã đoán được bên trong cất giấu thứ gì, có thể để cho Mặc Hàm thận trọng như thế cất giữ đại khái suất là nàng chỗ siêu tập xương rồng. Phía sau cửa có cửa, liên tiếp mở ba đạo cửa mới tiến vào cái này rộng rãi dưới làm việc thất. Mặc Hàm khởi động cơ quan, từ bên trên rủ xuống từng khối thủy tinh trong suốt tấm, thủy tinh trên bảng văn tự như thần tinh đủ để sáng lên. Hứa Thuần Lương phóng tầm mắt nhìn tới. Những cái kia văn tự là chỉnh lý phiên dịch sau Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên. Hứa Thuần Lương từng chữ từng câu nhìn xuống, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng là lấy Mặc Hàm chỗ siêu tập đến xương rồng có thể chỉnh lý phiên dịch ra nhiều như vậy nội dung cũng đã làm cho người sợ hãi thán phục. Hứa Thuần Lương thô sơ giản lược tương đối một chút, chỉ ít có 7 thành nội dung bị bày biện ra tới. Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ là sai một ly đi nghìn dặm, nhất là tại phương diện tu luyện, sai một chữ liền sẽ cải biến lúc đầu ý tứ. Mặc Hàm nói, người hẳn là nhận ra, đây là Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, chúng ta xưng là tiên thiên kinh. Hứa Thuần Lương nói, có sáng tạo,
cái này tiên thiên kinh danh tự lên được tốt. Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, tu luyện thành công về sau có thể tái tạo tiên thiên, cho nên xưng là tiên thiên kinh cũng là dán vào, khởi cái tên này người đối nội cho có hiểu rõ nhất định. Mặc Hàm nói, khởi cái tên này người là ông ngoại của ta. Hứa Thuần Lương nói, Âu Dương Hạo Hán. Mặc Hàm cũng không ngại hắn ở ngay trước mặt chính mình xưng hô ông ngoại tục danh, nói khẽ, không tệ, tin tưởng ngươi cũng đối chuyện của hắn từng có hiểu rõ, hắn năm đó ở trung y giới lực ảnh hưởng rất lớn. Hứa Thuần Lương nói, cái này giống như cũng không là hắn nhớ thương chúng ta ra truyền xương rồng lý do. Mặc Hàm nói, ngươi cũng không hiểu rõ chuyện năm đó, ngươi cũng hiểu lầm ông ngoại của ta, hồi xuân đường y thuật cũng không phải là hứa ra tổ truyền, các ngươi khối kia ngự tứ chiêu bài cũng là giả. Hứa Thuần Lương từ đại gia gia Chu Nhân Hòa nơi đó đã biết được chân tướng, hắn cười nói, chuyện đã qua ta cũng không hiểu rõ, đi qua nhiều năm như vậy, là thật là giả cũng không thể nào khảo chứng. Mặc Hàm nói, ngươi không cần né tránh, ta hôm nay đã đem ngươi đưa đến nơi này, liền định thẳng thắn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Xương rồng cũng không phải là các ngươi hồi xuân đường độc hữu, phát hiện sớm nhất xương rồng bí mật là ông ngoại của ta. Hắn phát hiện xương rồng bên trên bộ phận nội dung nhưng thật ra là sớm đã thất truyền hoàng đế nội kinh, cả đời đều tại tận sức tại tướng nội kinh bổ đủ. Người khác đều nói hắn tính tình cổ quái, kỳ thật hắn là cái y si. Hứa Thuần Lương nói, cho nên hắn liền bắt đầu siêu tập xương rồng, ý đồ phục hồi như cũ hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên. Mặc Hàm nói, thật sự là hắn là tại dạng này làm, người hẳn là rõ ràng, coi như tập hợp đủ các ngươi hồi xuân đường xương rồng, cũng không phải thiên dưỡng thiên toàn bộ. Hứa Thuần Lương nói, năm đó Bạch Mộ Sơn lừa gạt ra ra của ta, để hắn quyên ra xương rồng, phía sau cũng là ông ngoại ngươi ý tứ. Hiện tại cái chuyện cũ này đã cơ bản sáng tỏ, Bạch Mộ Sơn lúc trước chính là mang nhiệm vụ đến gần ra ra, sớm liền bắt đầu tính toán hứa ra xương rồng. Mặc Hàm nói, ra ra ngươi cũng không biết xương rồng chân chính giá trị, nếu như không phải Bạch Mộ Sơn đề tỉnh hắn, những cái kia xương rồng hắn sớm đã xem như dược liệu cho hủy đi. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn khuyên gia gia của ta tướng xương rồng góp, kỳ thật hắn đã sớm lưu lại dành trước có đúng hay không? Nếu như ta không có đoán sai hắn tướng những cái kia dành trước tốt văn tự cho ông ngoại ngươi. Mặc Hàm gật đầu nói, không tệ. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu nhà bảo tàng cháy sự tình có phải là bọn hắn hay không bày kế? Mặc Hàm lắc đầu, ta không biết. Hứa Thuần Lương nói, người đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng về sau có người tiến về nhà bảo tàng trộm lấy dành trước xương rồng tư liệu. Theo ta được biết, phía sau màn kẻ sai khiến là ông ngoại ngươi. Mặc Hàm nói, ông ngoại của ta đã thông qua Bạch Mộ Sơn thu được xương rồng bản dập, hắn lại vì sao bí quá hóa liều, làm loại này vẽ vời thêm chuyện sự tình, ngươi cảm thấy phù hợp logic sao? Hứa Thuần Lương nói, người tham lam là vô tận, nói không chừng bọn hắn không nghĩ những vật này rơi ở trong tay những người khác. Mặc Hàm thở dài nói, những này giáp cốt văn phá giải không dễ, coi như tất cả đều lấy ra công khai thi triển. Trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đủ phiên dịch, cho dù có thể phiên dịch ra trong đó mấy chữ, ai có thể minh bạch ý tứ trong đó. Hứa Thuần Lương nói, ông ngoại ngươi đã có thể đọc hiểu giáp cốt văn, người khác tự nhiên cũng có thể, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mặc Hàm trong lòng tự nhủ cái này nhân ngoại nhân chính là ngươi Hứa Thuần Lương đi, cho tới bây giờ nàng đều không thể nghĩ thông suốt, Hứa Thuần Lương tại sao lại hiểu được giáp cốt văn, ra ra hắn Hứa Trường Thiện đối giáp cốt văn hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên Hứa Thuần Lương không phải từ chỗ của hắn học được bản lĩnh. Mặc Hàm nói, người có phải hay không nghe Tiết Nhân Trung nói. Hứa Thuần Lương đối Mặc Hàm đầu não hay là vô cùng thưởng thức, lại có thể từ trong lời của mình suy đoán ra Tiết Nhân Trung hướng mình thổ lộ những tình huống này, cô nàng này không tầm thường. Mặc Hàm nói, lúc ấy Tiết Nhân Trung có vị sư huynh đã từng đi tìm ông ngoại của ta xem bệnh, bị ông ngoại của ta cự tuyệt, ta nghĩ hắn vì vậy mà ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ông ngoại ngươi đã chết, hiện tại ngươi nói thế nào đều được. Mặc Hàm nói, ông ngoại của ta tính tình hoàn toàn chính xác cổ quái, nhưng hắn đối ta lại là cực tốt, bởi vì hắn đặc lập độc hành tính cách, cho nên đắc tội một vị đại nhân nào đó vật. Vị đại nhân vật kia thê tử bởi vì cứu chữa không kịp mà chết, hắn tướng chuyện này quy tội đến ông ngoại của ta trên thân, ông ngoại của ta về sau chính là bởi vì hắn mà chết. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Mặc Hàm thân thế hoàn toàn chính xác bất hạnh. Nhưng cái này cũng không trở thành nàng chấp nhất siêu tập xương rồng tu luyện tiên thiên kinh lý do, Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên hai người hẳn là nàng phụ tá đắc lực, cũng là nàng trưởng thành bên trong người rất trọng yếu, hiện tại hai người đều bởi vì bộ này tiên thiên kinh mà chết,
coi như Mặc Hàm tình trạng của mình cũng không thể lạc quan, không phải nàng cũng sẽ không tướng ẩn tàng lâu như vậy bí mật nói với mình, bởi vì Mặc Hàm cần trợ giúp của mình. Trước mắt cũng chỉ có mình có thể trợ giúp nàng. Mặc Hàm nói, ta muốn báo thù cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, oan oan tương báo khi nào, ông ngoại ngươi đều đã chết, ngươi cần gì phải chấp nhất tại cừu hận. Mặc Hàm nói, cha mẹ ta cũng là chết trên tay hắn.